Khương Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn thiếu nữ. Huyễn thuật, linh văn ảo ảnh loại ở La Phù vô cùng hiếm thấy. Có thể được người khác ủng hộ, lại kiêu ngạo phách lối, tất nhiên thân phận rất tôn quý. Nàng là, Xích Tiêu Tông, Hoa Vị Ương. Các ngươi cũng biến đi. Các thị vệ không phải người ngu, có thể nhìn ra nguyên nhân, cũng đoán được thân phận của thiếu nữ này. Thiếu nữ rời khỏi nơi này, rất nhanh đã mang theo người vây quanh bọn người Khương Phàm. Đoán được thân phận của ta rồi, đem đồ vật giao cho ta. Thiếu nữ đúng là Hoa Vị Ương, đệ tử tinh anh của Xích Tiêu Tông, ngũ phẩm huyễn linh văn, huynh trưởng Hoa Vị Yêu là lục phẩm huyễn linh văn, càng là trưởng lão trẻ tuổi nhất Xích Tiêu Tông. Phụ mẫu của bọn hắn là nhị trưởng lão Xích Tiêu Tông. Linh văn đặc thù, thân phận không tầm thường để tỷ đệ bọn hắn ở Xích Tiêu Tông cũng có được địa vị to lớn. Hoa Vị Ương càng bởi vì xinh đẹp động lòng người, thuở nhỏ đã được vô số đệ tử trong tông ủng hộ nên rất kiêu ngạo giống như là một con khổng tước. Ta biết ngươi là ai, đồ, cũng có thể cho ngươi. Khương Phàm nghiêng ánh mắt, không đối mặt cùng Hoa Vị Ương. Sớm biết điều như vậy đã tốt, nhất định phải tìm tội mới chịu đưa ra. Các đệ tử bên cạnh Hoa Vị Ương hừ một tiếng. Ta đem đồ cho ngươi, ngươi nói lời xin lỗi với huynh đệ ta. Khương Phàm nắm chặt nắm đấm lại. Mặt khác, ta lại đánh ngươi một quyền. Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Hoa Vị Ương sau tấm mặt nạ kia lộ ra mấy phần dáng tươi cười, chẳng qua là cười lạnh. Mặc kệ các ngươi là đệ tử tông môn nào, một câu của ta đã có thể để cho các ngươi bị trục xuất khỏi sư môn, lưu lạc tại La Phù. Ha ha, khẩu khí thật lớn. Khương Phàm đều bị chọc đến phát cười. Đệ tử tinh anh, ta quyết định không được. Loại như các ngươi đây có cũng được mà không có cũng không sao, ta có thể tùy tiện quyết định vận mệnh của các ngươi. Hoa Vị Ương không muốn nói nhảm cùng bọn hắn. Một lần cuối cùng, đem đồ của ngươi đưa cho ta, ta có thể thỏa mãn điều kiện của mấy người các ngươi. Nếu như để cho ta tự mình lấy, các ngươi cái gì cũng đừng nghĩ sẽ có được. Ngoan ngoãn, giao ra. Các đệ tử Xích Tiêu Tông mặc dù không biết Hoa Vị Ương đang muốn cái gì, nhưng nếu nàng muốn, bọn hắn phải mang tới tay nàng. Đây chính là thời điểm tốt để nịnh nọt nàng. Ngươi chẳng phải quá đề cao bản thân sao? Nếu muốn thì tự mình đến lấy. Khương Phàm lui lại hai bước, mang theo bọn người Tiêu Phượng Ngô trà trộn vào đám đông. Đuổi theo. Hoa Vị Ương đã lâu không có đụng phải kẻ không biết sống chết như thế. Hôm nay phải để bọn hắn hiểu rõ được lực ảnh hưởng của Hoa Vị Ương nàng ở La Phù là như thế nào. Đi mau, đến nô đãi chàng. Hoa Vị Ương ở chỗ này, đệ đệ của nàng Hoa Vị Lạc rất có thể cũng sẽ ở đây. Khương Phàm lẫn trong đám người, xông về nơi náo nhiệt nhất trong chợ đen. Nhãi danh, lão tử nhất định trả một quyền này. Tiêu Phượng Ngô ôm lấy ngực mình, gương mặt dữ tợn. Chớ nói chuyện, tranh thủ thời gian uống thuốc chữa thương vào đi. Chu Thanh Thọ kín đáo đưa cho hắn một bình đan dược. Hoa Vị Lạc đúng là ở nô đãi chàng. Hôm nay vận khí không tệ, vừa chưa ngồi được bao lâu đã thì đã chú ý được một tiểu nha đầu xinh tươi. Vừa trắng lại xinh đẹp, mặt còn như em bé. Hình như đã lâu rồi chưa nếm thử loại khẩu vị này. Hoa Vị Lạc. Khương Phàm ở trong hội trường hỗn loạn tìm được Hoa Vị Lạc bị người vây quanh. Áo bào đen hoa lệ, tư thế phách lối, bị mười mấy người vần quanh. Người như vậy, bên trong nô đãi chàng không có mấy tên, quá bắt mắt. Cút ngay. Hoa Vị Lạc đang chuẩn bị đấu giá, không nhịn được mà phất phất tay. Đệ tử Xích Tiêu Tông nắm lấy bả vai Khương Phàm muốn đẩy ra. Ta là đệ tử Thiên Cương Tông, người, đã bắt được. Khương Phàm hô câu, người nào? Hoa Vị Lạc chợt nghe thấy như thế, còn chưa kịp phản ứng, con mắt rất nhanh đã tỏa ánh sáng. Thật sao? Chợ đen, hướng đông, sơn cốc thứ ba, thả người kia đi. Sử dụng xong thì nhớ kỹ xử lý sạch sẽ, nếu không, Mộ Dung sư huynh tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Khương Phàm nói xong lập tức rút đi, biến mất trong đám người hỗn loạn. Ha ha! Hoa Vị Lạc kích động cười to. Đã bắt được nữ hài, Khương Phàm chẳng phải cũng xong rồi sao? Tốt thay cho một tên Mộ Dung Sung, không hổ là đệ tử thiên tài Thiên Cương Tông. Vậy mà đã giải quyết được thánh phẩm thú văn. Trước sau chậm trễ nhiều ngày như vậy, hắn còn tưởng rằng Mộ Dung Sung đã đi săn thất bại, để cho Khương Phàm chạy trốn. Đi đi đi! Hoa Vị Lạc chào hỏi các đệ tử rời khỏi chợ đen. Tên Mộ Dung Sung này khẳng định đã truy lùng thật lâu,
một mực chờ đến cơ hội thích hợp nhất mới ra tay. Không hổ là Bạch Lang, có kiên nhẫn. Hoa Vị Ương mang theo người đi vào nô đãi tràng, vừa muốn lần theo cảm giác của chiếc giày tìm đi qua đây, kết quả Khương Phàm đã rời khỏi nơi này rồi. Hắn chạy đến nơi đây làm gì? Lợi dụng người nơi này hất ta ra sao? Ta có thể cảm nhận được hắn, hắn hẳn cũng có thể cảm nhận được ta. Hoa Vị Ương bỗng nhiên có một dự cảm thật không tốt, đối phương rõ ràng đã tới nơi này. Chẳng lẽ, mục tiêu là đệ đệ của nàng? Hoa Vị Ương phân phó nói. Tìm vị lạc cho ta. Các đệ tử Xích Tiêu Tông nhìn xung quanh, nhưng nô đãi chàng quá lớn, tất cả người tới đây đều là người áo đen mang theo mặt nạ, muốn tìm người thực sự không dễ dàng. Có người đứng ở trên bờ vai đồng bạn, có người vọt tới chỗ cao. Rất nhanh, ngươi nhìn nơi đó. Một vị đệ tử đứng tại chỗ cao, chỉ vào chỗ cửa ra vào nô đãi chàng. Hơn 10 người áo đen đang từ chạy chỗ đó ra ngoài. Là Hoa Vị Lạc sao? Sao hắn lại đi ra? Bị ai đó dẫn đi sao? Bọn hắn gom lại cùng một chỗ, vây quanh Hoa Vị Ương rời khỏi nô đãi chàng. Dám động tới đệ đệ ta, chán sống rồi. Ở phía trước, đuổi theo cho ta. Hoa Vị Ương thông qua giày, cảm thụ được phương hướng. Sơn cốc hướng đông của chợ đen. Yến Khinh Vũ nằm trong sơn động. Khắp nơi này bày thật dày cỏ dại dây leo, còn tô điểm thêm cánh hoa. Trước sau còn cắm thêm hai bó đuốc, cháy hừng hực. Nàng nằm trên mặt đất toàn thân đều khó chịu, vô cùng hối hận làm sao lại chịu cho hai tên khốn kiếp Tiêu Phượng Ngô kia giật dây, nằm ở đây làm mồi nhử. Hoa Vị Lạc chạy tới nơi này, mắt nhìn tình cảnh trong sơn động. Đều chuẩn bị xong, không nghĩ tới Mộ Dung huynh đệ lại suy tính chu đáo như thế. Hai mắt Hoa Vị Lạc tỏa sáng. Các đệ tử Xích Tiêu Tông cũng đều lộ ra nụ cười tà ác, động phòng. Không nghĩ tới Mộ Dung Sung cũng thật biết chơi. Đều đi ra bên ngoài trông coi cho ta. Hoa Vị Lạc vốn định mang về tông môn từ từ dạy dỗ, nhưng nếu Mộ Dung Sung đã có lòng như vậy, sao có thể phụ lòng người ta? Hắn, ưa thích loại tư tưởng này. Các đệ tử Xích Tiêu Tông cũng rời khỏi sơn cốc, thay vị sư đệ này trông coi thật tốt. Dựa theo tình huống cũ, Hoa Vị Lạc ăn thịt, thường xuyên cho bọn hắn hút miếng canh. Hôm nay, nói không chừng cũng có thể. Nghĩ tới đây, bọn hắn đứng trong bóng đen phát ra tiếng cười quái dị. Cái động này bố trí không tệ lắm. Hoa Vị Lạc đã lâu không có hưng phấn như vậy, lần đầu tiên trải nghiệm qua tư tưởng nguyên thủy như thế. Cực phẩm, nếu như lại nuôi 2 năm, khẳng định sẽ càng màu mỡ. Hoa Vị Lạc cẩn thận quan sát thiếu nữ nằm trên đất. Tuổi tác không lớn, cũng cỡ chừng 13 tương đương 14 tuổi, toàn thân tràn đầy sức sống thanh xuân. Da thịt trắng nõn trơn nhẵn, ngũ quan đẹp đẽ vừa đúng. Là một mỹ nhân bại hoại, qua mấy năm nữa khẳng định sẽ càng mỹ lệ, động lòng người hơn. Môi đỏ miệng nhỏ, vô cùng mê người. Thân thể nha. Phía trên chập trùng lên xuống, hai bên đường cong linh lung. Mấu chốt nhất là, đây là nữ nhi của tướng quân, là nữ hải bên cạnh Khương Phàm. Hoa Vị Lạc cảm giác trong lòng có một ngọn lửa nhỏ đang cháy. Yến Khinh Vũ mặc dù nhắm mắt nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được một đôi mắt nóng bỏng ngắm nhìn khắp nơi trên thân thể nàng để toàn thân nàng không được tự nhiên. À, cô tỉnh dậy rồi sao? Hoa Vị Lạc bỗng nhiên chú ý tới con mắt cùng biểu lộ của nữ hài đều rất mất tự nhiên. Yến Khinh Vũ nhìn không được, phóng người lên, giận dữ mắng mỏ Hoa Vị Lạc. Ngươi là tên bại hoại cặn bã. Tỉnh dậy mới thú vị. Đến đây, nhìn vào mắt ca ca. Đêm nay ca ca dạy ngươi. Con mắt Hoa Vị Lạc dần dần tạo nên gợn sóng. Lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng nói thô cuồng. Tới tới tới, nhìn mắt ông đây. Sắc mặt Hoa Vị Lạc hơi biến, bỗng nhiên quay đầu. Trong chớp mắt, một thân ảnh hùng tráng phóng tới giống như một đầu trâu điên. Bành! Quả đấm to lớn nhấc lên cương khí đánh vào bụng Hoa Vị Lạc. Oa a! Hoa Vị Lạc vội vàng không kịp chuẩn bị. Thân thể bỗng nhiên cong lên, cách mặt đất bay ra ngoài. Biến đi ra ngoài. Yến Khinh Vũ xoay chuyển người bay lên, cặp đùi mảnh khảnh giống như roi sắt quất vào phía sau lưng Hoa Vị Lạc. Hoa Vị Lạc kêu thảm một tiếng, lại nhào tới phía Tiêu Phượng Ngô. Tiêu Phượng Ngô vung bàn tay lên, một tay bóp lấy cái cổ trắng tuyết của Hoa Vị Lạc, kéo tới trước mặt. Tiểu tử, nhìn ra ra thế nào, có cảm giác không? Ra ra hiện tại rất có cảm giác. Ngươi là ai?
Trong lòng Hoa Vị Lạc kinh hãi, con mắt lập tức nổi lên gợn sóng, muốn nhìn chằm chằm con mắt Tiêu Phượng Ngô. Nhưng, ta nhổ vào, phi. Tiêu Phượng Ngô liên tiếp phun ra hai ngụm nước bọt, phun vào trong mắt Hoa Vị Lạc. A, à, tên hồn đản ngươi, ngươi dám phun ta. Hoa Vị Lạc có bệnh thích sạch sẽ, luống cuống tay chân lau con mắt. Tiểu hoa tặc, bay lên đi. Tiêu Phượng Ngô xoay quanh ở tại chỗ, mang theo Hoa Vị Lạc, dùng sức lực to lớn quăng hắn về phía bên ngoài sơn động. Người đâu, có ai không? Hoa Vị Lạc đâm vào trên mặt đất, lộn nhào mấy vòng muốn xông ra ngoài. Một vòng ánh sáng màu bạc từ trên trời giáng xuống như thác nước đánh vào trên người hắn. Hoa Vị Lạc lạnh cả người, lại không tin được mà bay lên. Đây là lực lượng gì? Hoa Vị Lạc không bị khống chế mà xoay người lại, an an ổn ổn nằm trên mặt đất. Nhắm mắt lại. Nếu không ta móc mắt của ngươi. Chu Thanh Thọ mỉm cười, lại đạp một chân mạnh xuống thẳng em phía dưới Hoa Vị Lạc. Không được. Hoa Vị Lạc thét lên, toàn thân căng cứng, dùng sức nhắm mắt lại. Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Các đệ tử bên ngoài sơn cốc liên tiếp xông vào. Buông sư huynh ra, các ngươi là ai? Sống đủ rồi sao? Ngươi biết tỷ tỷ của hắn là ai không? Ngươi biết ca ca hắn là ai không? Bọn hắn vừa sợ vừa giận, chỉ vào bọn người Chu Thanh Thọ tức giận mắng to. Chu Thanh Thọ dẫm lên Hoa Vị Lạc, mũi chân khẽ xoay chậm, cảnh cáo bọn hắn. Đều tản linh văn ra, quỳ xuống, nếu không, ta phế hắn. Nhẹ chút, đau. Đều mù hết rồi sao, không thấy hắn đang dẫm vào đâu à, đều quỳ xuống cho ta. Hoa Vị Lạc nhắm mắt lại hô to. Quỳ xuống. Tiêu Phượng Ngô gào thét như sấm, chấn động cả sơn cốc. Quỳ xuống. Hoa Vị Lạc nhắm mắt lại thét lên. Hơn 10 vị đệ tử Xích Tiêu Tông giãy giụa, cực không tình nguyện mà quỳ trên mặt đất. Lúc này, Khương Phàm vượt qua bên cạnh núi cao, vọt tới trong sơn cốc. Bọn hắn tới rồi. Tiêu Phượng Ngô dùng sức nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm rừng cây ngoài sơn cốc. Mang theo bọn hắn lượn quanh một vòng, lập tức tới ngay. Khương Phàm Hoa Vị Lạc nhìn trên đất, cười nói. Đoán xem ta là ai? Hoa Vị Lạc hé con mắt ra, vốn định nhìn lén kết quả lại lập tức mở to hai mắt mà nhìn. Khương Phàm. Đúng rồi. Tên quỷ nhỏ này không chết, ngược lại còn đang hãm hại hắn. Vậy người dẫn hắn tới kia không phải chính là Khương Phàm đấy chứ? Mộ Dung Sung đáng chết, làm sao lại không giết chết tên hỗn đản này đi cơ chứ? Cái gì thiên tài, đơn giản chỉ là một kẻ ngu xuẩn. Khương Phàm, các đệ tử Xích Tiêu Tông quá sợ hãi, đây là đang xảy ra chuyện gì? Đừng kích động, trò hay còn ở phía sau. Khương Phàm thông qua tàn đao cùng quyền sáo cảm nhận được Hoa Vị Ương đang nhanh chóng tới gần. Chỉ sau chốc lát, Hoa Vị Ương mang theo các đệ tử Xích Tiêu Tông chạy tới nơi này, cảnh tượng trước mắt để sắc mặt bọn hắn đại biến. Toàn bộ đệ tử đang quỳ đều đứng dậy, chen chúc đến bên cạnh Hoa Vị Ương, căm tức nhìn bọn người Khương Phàm. Các ngươi đến cùng là ai? Dám động vào đệ đệ ta? Đêm nay ta sẽ để cho các ngươi biến thành xương khô tại La Phù này. Hoa Vị Ương càng nhìn càng cảm thấy là lạ, nếu như chỉ là đệ tử bình thường thì cũng không dám phách lối như vậy. Tỷ tỷ. Hắn là Khương Phàm, hắn là Khương Phàm của Thiên Sư Tông, cứu ta. Hoa Vị Lạc thấy tỷ tỷ như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, kéo cuống họng hô to. Khương Phàm, Hoa Vị Ương và đệ tử bên cạnh nàng bỗng nhiên biến sắc. Thánh phẩm thú văn, Khương Phàm. Ngươi ngày đó không có đi đại hội La Phù sao, chúng ta không thể sớm nhận biết nhau, thật đáng tiếc. Khương Phàm bóp lấy cổ Hoa Vị Lạc, nhấc hắn lên. Quỳ xuống, cúi đầu. Tiêu Phượng Ngô nhấc chân đá vào Hoa Vị Lạc. Đầu gối Hoa Vị Lạc chỉ có một khúc, nhanh chóng quỳ trên mặt đất. Trong lòng nổi nóng nhưng cũng không dám phát tác. Thánh văn thì sao, Thiên Sư Tông cấu kết Hoàng Thất Lang gia, gây loạn La Phù, tội không thể tha. Chờ các tông tìm được chứng cứ, Thiên Sư Tông sẽ bị xóa tên khỏi La Phù, Khương Phàm ngươi sẽ trở thành chó nhà có tang. Hoa Vị Ương rất nhanh đã tỉnh táo lại, bất kể hắn là thánh văn thú văn gì. Thiên Sư Tông rất nhanh sẽ trở thành kẻ thù của La Phù, tên Khương Phàm này sẽ lại càng không có kết cục tốt. Lời đồn mà thôi, ở đâu ra chứng cứ? Ngươi đừng quản Thiên Sư Tông, hãy quản tốt chuyện của mình đi. Khương Phàm bóp lấy Hoa Vị Lạc, quyền sáo ngưng tụ thành lợi chảo, đâm rách ra thịt trên cổ, chậm rãi đưa vào bên trong.
đau đau đau, dừng tay, dừng tay. Sắc mặt Hoa Vị Lạc trắng bệch, cảm giác móng vuốt giá lạnh giống như sắp đụng vào xương cổ của mình. Loại cảm giác này quá kinh khủng để hắn rét run toàn thân. Dừng tay, ngươi dám đả thương đệ đệ ta, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Hoa Vị Ương đã tháo mặt nạ xuống, mở ra gương mặt trắng hồng xinh đẹp, lại có cảm giác rất ôn nhu làm cho lòng người sinh ra yêu thương. Chỉ là giờ phút này nàng đang rất phách lối lại tức giận, biểu lộ có vẻ hơi dữ tợn. Ta ở đây có câu một nói vẫn như cũ muốn tặng cho ngươi. Đem đồ vật giao ra. Khương Phàm tiếp tục luồn vào, đầu ngón tay sắc bén nhẹ nhàng đâm tới trên xương cốt. A, tỷ tỷ, cứu ta, nhanh cứu ta không muốn chết. Hoa Vị Lạc bị dọa thét to, cũng không dám động đậy. Ta lặp lại lần nữa, thả người. Hoa Vị Ương rằng co với Khương Phàm. Tiêu Phượng Ngô, để vị hoa cô nương này thấy rõ ràng tình thế. Khương Phàm nói với Tiêu Phượng Ngô một câu. Cái này đơn giản. Tiêu Phượng Ngô từ trong nhẫn không gian lấy ra một thanh trọng chùy, là bảo bối lấy từ chỗ song đầu cự thích. Hắn không có chút gì do dự, vung lên một chùy, đánh tới chân phải của Hoa Vị Lạc. Bành! Răng rắc! Tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang lên quanh quẩn sơn cốc, dọa túc điểu kinh hãi bay loạn ra khỏi rừng rậm. Dừng tay, ngươi muốn chết! Hoa Vị Ương giận dữ, kích hoạt linh văn muốn giết tới. Đập! Khương Phàm la to, tiếng động chấn sơn cốc. Tiêu Phượng Ngô vung trọng chùy lên, đánh tới cái chân thứ hai. Tiếng kêu thảm nương theo hài cốt vỡ vụn kích thích thần kinh mỗi người. A a a a. Hoa Vị Lạc kịch liệt giãy giụa, toàn thân run rẩy, chỗ cổ bị gắt gao bóp lấy ồ ạt chảy máu. Bọn người Hoa Vị Ương nhanh chóng dừng lại, tức giận nhưng lại sợ hãi. Thật ác độc. Đây đều là hậu nhân võ tướng tới từ Bạch Hổ Quan sao? Đập nữa không? Tiêu Phượng Ngô cũng là một kẻ độc ác, hắn nắm trọng chùy, triển khai tư thế, nhắm ngay cái mông Hoa Vị Lạc. Ta đếm tới ba thì đập. Khương Phàm nhìn Hoa Vị Ương duỗi đầu ngón tay lên. Một. Tên hỗn đản ngươi. Hoa Vị Ương lên cơn giận dữ, chưa bao giờ có ai dám uy hiếp nàng, càng không có ai dám khi dễ nhục nhã tỷ đệ Hoa gia các nàng. Hai. Khương Phàm duỗi đầu ngón tay thứ hai ra, còn cố ý lung lay. Thả đệ đệ ta trước. Ba. Đập. Khương Phàm bỗng nhiên rơi tay. Hoa Vị Lạc. Nói tạm biệt với huynh đệ tỷ muội ngươi đi. Tiêu Phượng Ngô lên tiếng giống to, vung lên trọng chùy, đánh thẳng đến phía dưới Hoa Vị Lạc. Khí thế dã man, con mắt như cái chuông đồng, ngay cả Chu Thanh Thọ ở bên cạnh cũng đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Dừng tay, tỷ tỷ cứu ta. Hoa Vị Lạc bị dọa đến tê liệt. Ta cho. Hoa Vị Ương thét lên, trước tiên ngưng tụ ra giày ở chân bên phải, cởi ra ném tới. Giày. Khương Phàm khẽ nhíu mày, làm nửa ngày, liền chỉ cái này. Bất quá, cũng coi là một phần. Yến Khinh Vũ tiếp nhận giày, lùi đến bên cạnh Khương Phàm. Trên người nàng còn có khác sao? Khương Phàm cẩn thận cảm thụ một lát. Hết rồi. Bây giờ mau thả người. Hoa Vị Ương nhìn chòng chọc Khương Phàm, trong mắt lóe ra sát khí lạnh thấu xương. Hơn 20 đệ tử Xích Tiêu Tông kích hoạt linh văn, khóa chặt Khương Phàm. Ta nói sẽ thả người sao? Chiếc giày này chỉ là đáp lễ ngươi ở chợ đen phách lối. Hoa Vị Lạc phạm sai, không phải chỉ một chiếc giày thì có thể bù đắp. Khương Phàm nhìn bọn người Chu Thanh Thọ đang thủ thế. Con quỷ nhỏ, nhớ kỹ tên của chúng ta. Tiêu Phượng Ngô, Chu Thanh Thọ, Yến Khinh Vũ. Tất cả chúng ta đều là đệ tử của Thiên Sư Tông, lục phẩm linh văn. Chúng ta không gây chuyện, nhưng tuyệt đối không sợ phiền phức. Ba người Tiêu Phượng Ngô lập tức tản ra linh văn, ngăn chặn khí tức, tới gần Khương Phàm. Thanh đồng tiểu tháp của Khương Phàm lóe lên tia sáng, thu toàn bộ ba người vào trong. Khương Phàm lại huy động hỏa dực phía sau lưng, kéo lấy Hoa Vị Lạc phóng lên tận trời. Khương Phàm, trả người lại cho ta. Hoa Vị Ương giận dữ, các đệ tử Xích Tiêu Tông cũng nhao nhao gầm thét. Muốn người, trước tiên phải làm rõ tình huống như thế nào. Muốn người. Đến Thiên Sư Tông cầu xin ta. Khương Phàm cấp tốc xông vào tầng mây, biến mất trong đêm tối. Đệ tử Xích Tiêu Tông bất đắc dĩ, linh nguyên cảnh có thể bay được sao, cái này ai đuổi theo được. Hoa Vị Lạc chọc tới Khương Phàm rồi sao? Hoa Vị Ương lập tức chất vấn các đệ tử tùy tùng của Hoa Vị Lạc. Cái này, là có chút ân oán. Nói rõ cho ta.
Hoa Vị Lạc trước đó đùa giỡn nữ hài bên cạnh Khương Phàm, bị Khương Phàm cảnh cáo. Hắn chuyển tay lấy mảnh y phục của nữ hài giao cho Mộ Dung Sung của Thiên Cương Tông. Sau đó thì sao? Mộ Dung Sung ước định với Hoa Vị Lạc sẽ săn giết Khương Phàm, lại đem nữ hài bên cạnh Khương Phàm hiến cho Hoa Vị Lạc. Những đệ tử này nhao nhao cúi đầu xuống, ai cũng không nghĩ tới chuyện sẽ biến thành dạng này. Mộ Dung Sung có thù với Khương Phàm, nếu có thể truy bắt Khương Phàm, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. Đây là chuyện vài ngày trước. Hoa Vị Ương tức giận, chuyện nghiêm trọng thế này vậy mà đệ đệ lại không đề cập với nàng. 7-8 ngày rồi cũng không có gặp Mộ Dung Sung sao? Chưa từng thấy. Hoa Vị Ương có một dự cảm không tốt. Hoa Vị Lạc bị ném vào tầng thứ hai của Thanh Đồng Tiểu Tháp, nhốt vào trong một gian lao tù cùng Mộ Dung Sung. Mộ Dung Sung. Hoa Vị Lạc trừng to mắt nhìn nam tử trong góc, tên Bạch Lang này lại bị bắt. Đây là nơi nào? Nơi chờ chết. Mộ Dung Sung đã sớm biết được thằng ngu này sẽ bị Khương Phàm bắt vào đây. Hoa Vị Lạc vỡ vụn hai chân, đau đến sắc mặt đều tái nhợt. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao lại để Khương Phàm còn sống? Mộ Dung Sung thản nhiên nói. Những sư huynh đệ khác của ngươi đâu? Còn sống, hay là chết? Còn sống, tỷ tỷ của ta ở bên ngoài, nàng nhất định sẽ cứu ta. Hoa Vị Lạc cũng không lo lắng, chờ Khương Phàm trở lại Thiên Sư Tông, tỷ tỷ của hắn cũng dẫn sẽ nhanh chóng đưa người đuổi tới nơi đó. Vậy là tốt rồi. Mộ Dung Sung nhắm mắt lại, nếu Hoa Vị Ương biết liền sẽ đến Thiên Cương Tông điều tra tình huống. Thiên Cương Tông phát hiện hắn mất tích, cũng sẽ đến Thiên Sư Tông đòi người. Hắn, được cứu rồi. Khương Phàm tìm được một nơi ẩn nấp trong rừng rậm ban đêm. Hắn vội thả bọn người Tiêu Phượng Ngô ra, không kịp chờ đợi bắt đầu dung hợp quyền sáo cùng giày. Mặc dù quá trình hóa thịt dung xương dung hợp vô cùng đau khổ, tra tấn nhưng hắn vẫn quyết tâm làm. Khương Phàm quay cuồng trên mặt đất, cắn răng chịu đựng nhưng đều không ngăn được mà kêu thảm. Nhưng, sau khi thành công dung hợp, cảm giác hai tay không thể phá vỡ lại để Khương Phàm kích động. Bá đao tam thập lục trảm. Đầu tiên, trong đầu Khương Phàm hiện ra chính là bá đao thức càng lúc càng hoàn chỉnh. Bá đao phách trảm trước đó cũng chỉ là bắt đầu hiểu đôi chút. Bá đao thức tinh túy cũng không ở chỗ phóng thích cực hạn trong chốc lát, mà là sau phóng thích cực hạn chính là liên tục bộc phát. Thẳng tiến không lùi, không màng sống chết. Gần như bạo tẩu, liên tiếp vung đao chảm mạnh. Một đao so với một đao càng lúc càng điên cuồng, càng lúc càng mạnh hơn. Huyết khí toàn thân từ nóng hổi đến sôi trào, lại đến thiêu đốt. Vô cùng điên cuồng, vô cùng bá đạo. Khương Phàm vui mừng, rung động, càng có loại e ngại hơn. Hắn rất quen thuộc lực lượng cường đại của bá đao, lại quen thuộc hơn đối với thời điểm tàn đao vung đánh trùng kích mạch máu toàn thân. Tiêu hao huyết nhục. Đánh ra 3 năm đao đã có thể để Khương Phàm bỏ ra tiêu hao cực lớn. Nếu như liên tục phóng thích còn sẽ phải tiến dần lên. Khương Phàm không dám tưởng tượng được kết quả kia, mặc dù uy thế khẳng định kinh người, nhưng không quá 6 đao sẽ bạo thể mà chết. Là nhân vật nào lại nghiên cứu ra dạng đao thức này? Dạng thể chất gì mới có thể gánh vác được 36 đao? Khương Phàm cảm khái, cũng đang mong đợi. Hắn hiện tại còn gánh không được càng nhiều đao thức, nhưng hắn là thánh phẩm thú văn, thể chất khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh. Mà, Đại Diệu Thiên Kinh mới chỉ đến tầng thứ hai, còn có dòng giã 7 tầng phía sau. Bất quá trước khi muốn trực tiếp tăng cường thể chất, bộ giáp này chính là mấu chốt. Thức thứ hai, khai thiên thức. Khương Phàm cảm thụ được rõ ràng đao pháp thức thứ hai trong ý thức. Hai chữ bá đao thấm sâu trong người hắn, thấu hiểu rất rõ. Khai thiên. Một cái tên thật cuồng. Đơn giản có thể nói là cuồng đao thức. Ý thức Khương Phàm đắm chìm trong đó, yên lặng nghiên cứu, cẩn thận cảm ngộ. Không giống với bá đao thức bên ngoài nhìn thì đơn giản bên trong lại cường đại kia. Khai thiên thức phức tạp lại khó khăn. Một thức này không chỉ kích phát huyết khí, thậm chí muốn xung kích linh hồn, xuyên suốt linh văn. Muốn bổ ra một đao này thì cần có huyết khí, linh hồn, linh văn, ba cái trong nháy mắt cộng minh lại với nhau. Cũng mang ý nghĩa, một đao này trong nháy mắt sẽ chấn động huyết khí, linh văn cùng mạch máu toàn thân. Phía trước còn có thể chống đỡ được, nhưng linh hồn và linh văn cũng sẽ rất yếu ớt. Hơi không cẩn thận, trực tiếp phế bỏ. Đây là ai nghiên cứu? Khương Phàm lần nữa rung động sự điên cuồng của chủ nhân đao thức.
đây quả thực là không điên cuồng không sống được. Khương Phàm rất hoài nghi, chủ nhân tàn đao ở trận chiến cuối cùng chính là chết vì đao pháp của mình. Nổ! Khương Phàm sâu hít một ngụm khí lạnh, tiếp tục tĩnh tâm nghiên cứu. Uy lực của khai thiên thức, trực tiếp móc nối cùng thể chất, linh hồn, linh văn. Ba cái càng mạnh, uy lực khai thiên thức càng khủng bố hơn. Ánh trăng như nước, sơn cốc tĩnh mịch. Khương Phàm đưa hai tay cầm đao, dựa theo ấn ký trong đầu hắn chậm rãi huy động tàn đao. Một lần lại một lần. Tuân theo ấn ký, cảm thụ đao thế, xu thế cùng biến hóa, tìm kiếm lấy huyền bí trong đó. Yến Khinh Vũ ngồi ở bên cạnh đống lửa, yên lặng nhìn thiếu niên nghiêm túc tu luyện kia. Cứng cỏi, quật cường, hung ác, tự tin, càng không sợ. Còn có, cô độc. Thời gian Yến Khinh Vũ ở cùng hắn chung không ngắn, nhưng bất luận là lúc ở đại hoang mập mờ, hay là bây giờ làm bạn lịch luyện đều cho nàng một cảm giác lạ lẫm như có như không. Giống như, nàng rõ ràng đang xuất hiện ở trong thế giới của hắn nhưng lại nhất định chỉ là khách qua đường. Hắn rất cô độc, lại đắm chìm bên trong cô độc của chính mình. Các ngươi không thích hợp. Tiêu Phượng Ngô nằm ngửa trên đất, trong miệng ngậm rễ cỏ xanh, hàm hồ nói một câu. Không có quan hệ gì với ngươi. Yến Khinh Vũ hừ một tiếng. Các ngươi không phải người cùng một con đường. Tiêu Phượng Ngô cũng nghiêng đầu nhìn Khương Phàm đang đắm chìm bên trong đao pháp phía trước. Vì cái gì? Yến Khinh Vũ khẽ nói. Tiêu Phượng Ngô trầm mặc thật lâu, ung dung thả một câu. Hắn luyện đao, người luyện kiếm, có thể là người một đường sao? Yến Khinh Vũ im lặng, còn tưởng rằng gia hỏa này có thể nói ra được cao kiến gì. Cầm thú, nghĩ gì thế? Tiêu Phượng Ngô nghiêng đầu nhìn Chu Thanh Thọ ngẩn người bên cạnh. Muốn làm sao để giết chết ngươi? Hai ngày sau, khi Khương Phàm lặp đi lặp lại diễn luyện, đột nhiên ngộ ra. Oanh! Mặt đất lay động, đá vụn vẩy ra, một cỗ khí lãng từ toàn thân Khương Phàm chấn động. Hai mắt Khương Phàm trừng to, khí tức rất nhanh thay đổi, gắt gao nắm lấy tàn đao, chỉ lên trời gầm thét. Hắn làm gì vậy? Bọn người Tiêu Phượng Ngô đều bừng tỉnh, tên này nổi điên làm gì vậy? Toàn thân Khương Phàm sôi trào kim viêm, cuồn cuộn lên trời cao, da thịt phồng lên, gân xanh nhô ra, xương cốt đều phát ra tiếng đôm đốp giòn vang. Giờ khắc này, tiềm lực Khương Phàm bị triệt để kích phát ra hết. Trong khí hải, thủy triều ngập trời trùng kích kinh mạch. Hỏa điểu, linh văn giống như là hai cái vòng xoáy, trên dưới xuyên suốt. Huyết dịch giống như đang bị thiêu đốt, đốt lên cả huyết nhục, hài cốt, toàn thân nóng hổi như sắt nung. Khi linh văn, cơ thể đạt tới cực hạn, trong chốc lát, linh hồn nhận phải biến động. Một cỗ năng lượng yên lặng từ chỗ sâu nhất đột nhiên thức tỉnh trong ý thức Khương Phàm. Phảng phất bên trong bóng tối vô tận, một đôi mắt tinh hồng đột nhiên mở ra. Khí tức sát phạt vô tận, linh hồn cuồn cuộn, khí tức bá liệt, trùng kích hồn phách. Ai, ai ở nơi đó? Linh hồn đan hoàng kinh hãi, hắn cảm nhận được sự lạnh giá không cách nào nói rõ được, như là mình đang ở trong hoang dã bị một đầu dã thú khát máu tập trung vào. Khai thiên thức. Khương Phàm đạp tan mặt đất, xông lên trời, gắt gao nắm chặt tàn đao chỉ lên trời chém ra một kích. Ầm ầm, liệt diễm sôi trào hóa thành hỏa điểu dương cánh gáy to, lệ khí mười phần. Mà sâu trong liệt diễm rõ ràng có một bóng dáng uy nghiêm xuất hiện, phảng phất thiên khung mở mắt, ánh mắt khinh thường đang nhìn xuống, giống như cổ thú thức tỉnh, kinh động bát hoang. Mẹ ta ơi, đó là cái gì? Nhìn thấy không, các ngươi nhìn thấy không? Tiêu Phượng Ngô quá sợ hãi, hốt hoảng lui về phía sau. Toàn thân Yến Khinh Vũ cùng Chu Thanh Thọ đều lạnh buốt, không cầm được mà run rẩy, lắc lư ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm con hỏa điểu cùng thân ảnh uy nghiêm sâu trong hỏa điểu kia. Hắn là ai? Ngọn lửa màu vàng óng bao vây lấy đao khí rào rạt, bổ thẳng lên trời 300 mét, rạch ra tầng mây dày đặc. Mây cuốn cuồn cuộn, thiên khung phảng phất đang hỗn loạn. Khương Phàm cảm thấy trời đất quay cuồng, cúi đầu cắm xuống phía sơn cốc. Trước lúc hôn mê chợt có một thanh âm hùng hậu quanh quẩn trong đầu. Bách tộc chiến trường, đăng thiên kiều, ta thẹn với thần triều, thẹn với chư tướng. Lúc Khương Phàm tỉnh lại đã là hai ngày sau. Người hắn đau nhức toàn thân lại không có sức lực, giống như đã bệnh nặng một trận, ngay cả ý thức đều rất hỗn loạn. Tỉnh rồi sao, đi thêm 200 dặm nữa sẽ đến Thiên Sư Tông. Tiêu Phượng Ngô cõng Khương Phàm đi trong rừng già ẩm ướt. Ta hôn mê mấy ngày.
Khương Phàm vận chuyển đại diệu thiên kinh, tầm bổ kinh mạch trong thân thể. Hai ngày, Chu Thanh Thọ ở phía trước mở đường, cảnh giác mãnh thú khắp nơi. Một đao kia là người tiếp nhận truyền thừa từ bên trong áo giáp sao? Yến Khinh Vũ đến bây giờ vẫn khó mà tiếp nhận được. Một đao kia hoàn toàn vượt ra những gì nàng hiểu biết. Linh nguyên cảnh sơ kỳ có thể phóng thích loại năng lượng này sao? Có thể thi triển võ pháp này sao? Là một bộ đao pháp. Khương Phàm lau trán, nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, cảm giác ngộ ra vẫn còn ở đó. Cơ thể, linh hồn, linh văn, các phương pháp hắn vẫn còn nhớ rõ ràng. Thân ảnh kia là ai? Chủ nhân trước của áo giáp sao? Yến Khinh Vũ lại hỏi. Đao pháp rất mạnh, nàng mừng thay cho Khương Phàm, chỉ sợ bên trong áo giáp cất giấu một thứ quỷ dị nào đó, sẽ ảnh hưởng đến Khương Phàm, thậm chí sẽ khống chế Khương Phàm. Thân ảnh. Khương Phàm đột nhiên nhớ ra. Trước lúc hôn mê hình như nghe được cái gì, bách tộc chiến trường, Đăng Thiên Kiều. Một khắc này, trong lòng của hắn giống như trải qua một loại cảm xúc bi thương, còn giống như có một chút áy náy, tiếc nuối. Ta biết trong thân thể của ngươi cất giấu cái gì. Tiếng của linh hồn đan hoàng xuất hiện trong đầu Khương Phàm. Linh hồn khác. Khương Phàm liền nghĩ tới tình cảnh lúc trước chạy trốn khỏi thành Bạch Hổ. Trong đầu cũng từng hiện ra một mảnh chiến trường mênh mông thảm liệt. Vô số cường giả lao đi, yêu ma gào thét khủng bố giữa trời. Tiếng hò giết vang vọng đất trời. Thây chất như núi máu đổ như biển, giống như luyện ngục. Tại chỗ sâu nhất trong chiến trường có một thân ảnh cao lớn nguy nga, chỉ về phía chiến trường nơi xa, thét lên ra lệnh quần hùng. Vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Chẳng lẽ, thân ảnh kia lại xuất hiện? Ký ức, chấp niệm. Hai ngày này, Đan Hoàng liên tục cảm nhận được nguồn năng lượng kia, cơ bản có chút phán đoán. Ai chấp niệm? Hẳn là ngươi. Ta. Thân thế hẳn có quan hệ với ngươi. Tình huống cụ thể, cần chính ngươi đi tìm. Linh hồn Đan Hoàng không tiện nhiều lời. Ta đến cùng là ai? Chấp niệm, ký ức, kiếp trước, ta là ai? Khương Phàm thì thào nói nhỏ. Trước khi trời tối bọn hắn đã về tới Thiên Sư Tông. Sau khi Khương Phàm trải qua một đường điều trị, thân thể cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Sư tỷ, chúng ta lại phải ở cùng một chỗ. Chu Thanh Thọ có chút đứng thẳng thân thể lên, ra đón Dạ An Nhiên lại khẽ vuốt cằm. Hắn không biết là từ chỗ nào lấy ra được một cái quạt lông, nhẹ nhàng lay động, phong độ nhẹ nhàng. Dạ An Nhiên, cô hẳn là nhận ra chúng ta chứ? Tiêu Phượng Ngô cởi mở chào hỏi, lần trước đến Thiên Sư Tông, nghe nói Khương Phàm không ở đây. Hắn liền kéo lấy Chu Thanh Thọ quay đầu bước đi, đều không có nhìn thấy Dạ An Nhiên. Các ngươi thật muốn gia nhập Thiên Sư Tông? Dạ An Nhiên đương nhiên hoan nghênh, chỉ là có chút không thể tin được. Hai vị này đều là lục phẩm linh văn, một người là thú linh văn, một người lại là tinh vân linh văn hiếm thấy. Tuyệt đối là nhân vật cấp thiên tài. Chúng ta yêu cầu không cao, chuẩn bị thêm cho ta chút thú nguyên là được, lại giới thiệu cho cầm thú hai cô nương xinh đẹp nhất. Sau này, chúng ta chính là người của Thiên Sư Tông. Tiêu Phượng Ngô cởi mở cười to. Chu Thanh Thọ ho nhẹ một tiếng. Chú ý dáng vẻ. Dạ An Nhiên nhìn Khương Phàm, hỏi thăm hai người này đến cùng là làm cái gì lại tới đây. Khương Phàm nhún nhún vai, cũng không biết hai người này phát điên cái gì, không đợi ở Thương Châu Võ Viện lại vạn dặm xa xôi chạy tới nơi này. Ta thay mặt Thiên Sư Tông, hoan nghênh hai vị gia nhập. Có gì cần? Trực tiếp tìm Thanh Văn là được, chờ phụ thân trở về, sẽ đích thân an bài cho các ngươi. Dạ An Nhiên mời bọn hắn đi vào Thiên Sư Tông. Hoa Vị Ương tới rồi sao? Khương Phàm trên đường về đã chậm trễ mấy ngày, hắn tin rằng người của Xích Tiêu Tông hẳn là đã đến. Hoa Vị Ương cùng mẫu thân nàng tới, còn có Tam trưởng lão Thiên Cương Tông. Bọn hắn nói người bắt Hoa Vị Lạc và Mộ Dung Sung. Dạ An Nhiên mặc dù đã quen với phong cách làm việc của Khương Phàm nhưng nàng vẫn thật bất ngờ. Có phải thái độ bọn họ rất phách lối hay không? Nào chỉ là phách lối, còn đang tranh cãi ngất trời nữa. Nói cho bọn hắn, ta đã trở về, nhưng muốn người thì phải đỉnh chính thái độ. Đúng rồi, Vương gia đâu? Năm ngày trước đã rời khỏi, nói là thu thập Kim Cương Tông, đến bây giờ còn không có tin tức. Lúc này, nơi xa truyền đến trận trận tiếng cười êm tai. Ta nghe nói lại tới hai vị lục phẩm linh văn, là hai vị công tử Thương Châu Võ Viện. Hồng Sư Tỷ mang theo mấy vị nữ đệ tử từ đằng xa đi tới.
Từ sau khi Cổ La đến, trong tông đã 5 năm nay chưa lấy được một lục phẩm linh văn nào, hôm nay vậy mà lại tự mình đưa tới hai người. Các nữ đệ tử đều cười nhẹ nhàng, bước nhanh chạy tới, muốn gặp hai vị tiểu thiên tài một lần. Chu Thanh Thọ nhìn các sư tỷ mỹ lệ làm rung động lòng người, hai mắt tỏa sáng, tranh thủ thời gian sửa sang lại y phục, lộ ra dáng tươi cười nho nhã, nhấc chân muốn nghênh đón. Tiêu Phượng Ngô đột nhiên nói nhỏ. Nhìn ngực kia, người phía trước nhất kia, nhìn xem. Hoa hoa. Chu Thanh Thọ theo bản năng thả tầm mắt xuống, rơi vào điểm nở nang của Hồng Sư Tỷ. Hồng Sư Tỷ đi gấp một chút, y phục cũng đều tạo nên gợn sóng động lòng người. Trong mắt Chu Thanh Thọ lập tức tỏa ánh sáng, không tự chủ được làm cái khẩu hình phun ra. Bất quá, trong nháy mắt hắn liền tỉnh ngộ, tranh thủ thời gian điều chỉnh thái độ. Dạ An Nhiên quay đầu muốn giới thiệu cho bọn hắn, vừa hay nhìn thấy một màn này. Ngay cả Hồng Sư Tỷ đang đi tới cũng dừng lại, hơi híp mắt lại, lộ ra một vòng tươi cười nghiền ngẫm. Tiểu đệ đệ, nhìn cái gì đấy? Chu Thanh Thọ kéo gương mặt ra, quay đầu gầm nhẹ. Tiêu Phượng Ngô, ta giết chết ngươi. Tiêu Phượng Ngô nín cười, một tay khoát lên trên vai Chu Thanh Thọ. Huynh đệ của ta tuổi trẻ, hỏa khí cao, dễ dàng sao động. Các sư tỷ thứ lỗi nha. Khương Phàm cười lắc đầu. Trong tông còn có một lục phẩm linh văn, là kiếm linh Cổ La, các ngươi có thể đi làm quen một chút. Ta có việc, đi trước. Màn đêm buông xuống. Bóng tối bao trùm lấy 7 tòa núi tại Kim Cương Tông. Gần với 18 tông đại tông, uy danh Kim Cương Tông truyền xa, lực ảnh hưởng rất lớn, là tông môn mạnh nhất trong vòng trăm dặm. Bởi vì Kim Cương Tông làm việc bá đạo, chưa bao giờ thấy ai chạy tới nơi này để nháo sự. Nhưng, đêm nay Kim Cương Tông lại lâm vào hỗn loạn cùng điên cuồng mà trước nay chưa từng có. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết, chấn động mây xanh, rào rạt liệt diễm đốt cháy quần sơn, thi hài khắp nơi trên đất, máu chảy trên thềm đá. Số lượng lớn phòng xá, cung điện biến thành phế tích. Bọn các ngươi đây là chó nhà có tang, Kim Cương Tông lưng tựa Thiên Cương Tông, các ngươi sẽ bị trả thù. Tông chủ Kim Cương Tông, Kim Bất Hoán máu me khắp người, giống như một con dã thú điên cuồng gào thét. Ở trước mặt hắn, Khương Hồng Võ gắt gao bóp lấy đầu đại trưởng lão, nâng lên giữa không trung. Thân thể đại trưởng lão rách mướp, đã mất đi hai tay, hai chân vỡ vụn, bị nâng giữa không trung không thể động đậy. Ta nguyền rủa các ngươi. Miệng đại trưởng lão đầy máu tươi, vừa muốn mở miệng chợt có một cỗ liệt diễm bộc phát lòng bàn tay Khương Hồng Võ. Một tiếng nổ vang, máu thịt văng tung tóe. Thi thể không đầu rơi trước mặt Khương Hồng Võ. Sâu trong liệt hỏa, ở giữa phế tích, các trưởng lão may mắn còn sống sót phát ra tiếng kêu tuyệt vọng sợ hãi. Ta quyết đấu với ngươi. Đến đây, Kim Bất Hoán trừng trừng hai mắt, phun máu gầm thét. Như ngươi mong muốn. Khương Hồng Võ dùng sức nắm tay, trong nháy mắt liệt diễm toàn thân bạo động, như núi lửa phun trào, cuồn cuộn giữa bầu trời. Kim Bất Hoán gào thét, linh văn trùng kích khí hải, linh lực phóng thích toàn diện, vọt tới Khương Hồng Võ. Tên Khương Hồng Võ này là sinh tử cảnh, liên tiếp hỗn chiến sát phạt, rất dễ dàng ảnh hưởng đến thực lực. Hắn muốn cược, cược Khương Hồng Võ sau một khắc, thực lực sẽ chợt hạ xuống. Cho dù hắn chết, cũng có thể kéo theo cái đệm lưng. Vạn thú, thiên hoàng quyền, La Phù, trận chiến đầu tiên. Thánh văn trên trán Khương Hồng Võ nở rộ, như ánh mặt trời nở rộ, chiếu thấu hắc ám, liệt diễm cuồn cuộn đầy trời, phát ra khí thế mạnh mẽ, khí lãng cuồn cuộn, đỉnh núi cuồn cuộn, nhiệt độ vô cùng cao, vặn vẹo cả không gian. Liệp Lang Quyền. Hắn gầm lên giận dữ, như thiên lôi rơi xuống đất. Liệt diễm rơi xuống toàn diện bạo tạc, 39 đầu liệt diễm hỏa lang bổ nhào đi ra, bọn chúng to như cự tượng, sinh động như thật, hai mắt bọn chúng hiện ra ánh lửa, hung tàn mà lao đến. Đây là con người Kim Bất Hoán bỗng nhiên ngưng tụ, hơi nóng phả vào mặt, uy thế cùng linh văn trùng kích để hắn như rơi vào hầm băng. Đàn sói phóng tới, bốn phương tám hướng, điên cuồng vây quét. Kim Bất Hoán phát ra tiếng kêu thảm bi thương, nhanh chóng đã bị đàn sói hung tàn nuốt hết, một cỗ liệt diễm bạo tạc mãnh liệt cùng với khí lãng kinh khủng bầy khắp các ngọn núi Kim Cương Tông. Giết! Côn Bác thét lên ra lệnh, giơ lên trường đao nặng nề bổ về phía các trưởng lão tuyệt vọng trước mặt. Thiên Sư Tông các ngươi còn có chút cấp bậc lễ nghĩa hay không? Muốn để chúng ta đợi tới khi nào?
những người như chúng ta đây còn chưa xứng cho trưởng lão Thiên Sư Tông tới đón đợi hay sao? Thiên Sư Tông, không có ai sao? Mấy tên phía ngoài nghe rõ cho ta. Để Khương Phàm tới xin lỗi, đem người giao ra đây cho ta. Nếu không, hết thảy hậu quả chính các ngươi gánh chịu. Ngày thứ hai, ở trong Thiên Sư Tông, bọn người Hoa Vị Ương từ sớm đến bên trong Thanh Vân Điện, được đáp lại là. Chờ đấy. Hoa Vị Ương không đè được hỏa khí trong lòng, chỉ vào bên ngoài giận dữ mắng mỏ. Dạ An Nhiên đâu, để nàng đi ra gặp ta. Nàng đã chết rồi sao? Người đâu? Ngoài điện, đệ tử Thiên Sư Tông đều không thay đổi thái độ mà đứng đấy. Mặc cho nàng làm sao hô, náo thế nào cũng đều thờ ơ. Bọn hắn được lệnh chính là, mặc kệ, bành. Tam trưởng lão Thiên Cương Tông một trưởng vỗ nát ghế mây, tức giận đứng dậy. Nói với chủ sự các ngươi, chuyện này trốn không thoát đâu, nhất định phải giải quyết. Nếu Khương Phàm bắt người liền phải phụ trách, dám làm liền phải dám đảm đương. Nếu như Khương Phàm không có trở về, để trưởng lão chủ sự tới. Chúng ta chờ cho tới trưa, nếu không, lần sau tới thì không chỉ là mấy người chúng ta đây, chuyện này cũng sẽ không lại giải quyết thông qua đàm phán. Vị tam trưởng lão này lửa giận đầy mình, lấy tình thế La Phù bây giờ, Thiên Cương Tông đã là đệ nhất đại tông. Thân phận tam trưởng lão hắn đây cũng như thuyền gặp nước. Bình thường môn chủ tông môn gặp mặt đều phải khách khí. Thiên Sư Tông ngược lại thì tốt rồi, lại dám để hắn đợi hai ngày. Khinh người quá đáng. Dạ Thiên Lan đi đại hội La Phù không ở đây, nhưng trưởng lão chủ sự hẳn là có. Đầu hắn bị chó liếm lấy sao? Còn không ngại Thiên Sư Tông quá nhiều phiền phức à? Quay lại đây gặp chúng ta. Mẫu thân của Hoa Vị Ương, nhị trưởng lão Xích Tiêu Tông, Bạch Trầm Hương, cũng đứng dậy quát tháo. Đệ tử ngoài điện lắc đầu, hô vào bên trong. Chờ một lát, chúng ta đi mời. Bọn hắn nghiêm mặt, lần nữa ngồi xuống. Kết quả, mấy vị đệ tử kia đứng ngay tại đó, căn bản không có ý muốn nói gì. Các ngươi muốn chết. Đáy mắt tam trưởng lão Thiên Cương Tông hiện lên tia sắt lạnh. Ta khuyên các ngươi nên thức thời một chút, nơi này mặc dù là Thiên Sư Tông, nhưng coi như ta chụp chết các ngươi, Dạ Thiên Lan cũng không dám làm gì ta. Bạch Trầm Hương động sát ý trong lòng. Không chỉ bởi vì tức giận, nhưng nếu quả thật giết mấy đệ tử này, người chủ sự Thiên Sư Tông mới có thể sẽ tới. Đúng vào lúc này, một vị đệ tử Xích Tiêu Tông vội vã chạy tới nơi này. Trưởng lão, xảy ra chuyện. Trong tông xảy ra chuyện rồi. Bạch Trầm Hương cùng Hoa Vị Ương cũng hơi ngưng mi, trong tông có thể xảy ra chuyện gì? Vị đệ tử này thở phào, trầm giọng nói. Kim Cương Tông tối hôm qua đã bị đổ sát, là bị đổ sát. Cái gì? Bọn người Bạch Trầm Hương bỗng nhiên biến sắc. Ai làm? Tam trưởng lão Thiên Cương Tông giận dữ. Toàn La Phù đều biết, Kim Cương Tông là do bọn hắn phụ trách. Mặc dù trong khoảng thời gian này bởi vì các loại sự vụ không có lo lắng đến nhưng đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, người nào lại dám đến giết Kim Cương Tông. Vị đệ tử này quay đầu quan sát bên ngoài. Khương Hồng Võ. Hắn thật to gan. Tam trưởng lão vừa sợ vừa giận. Bọn chó nhà có tang này vừa đến La Phù không được mấy ngày, vậy mà lại có thể điên cuồng như thế, trực tiếp đổ sát một đại tông. Sắc mặt Bạch Trầm Hương cũng trở nên cực kỳ khó coi. Tốt thay cho một tên Khương Hồng Võ, không hổ là vương gia đã từng thống ngự lang gia Bắc Cương. Trực tiếp tàn sát đại tông, nói với La Phù rằng hắn đã đến. Bọn người Khương Hồng Võ mới bao nhiêu người, sao có thể đổ Kim Cương Tông? Có phải còn có Thiên Sư Tông tham dự hay không? Tam trưởng lão lập tức hỏi hắn. Nếu như chỉ là Khương Hồng Võ, chuyện này chỉ có thể coi là từ thế lực bên ngoài đến khiêu chiến tông môn, thực lực Kim Cương Tông không đủ. Liên lụy không đến, 18 tông. Nhiều nhất Thiên Cương Tông sẽ thay Kim Cương Tông báo thù. Nhưng nếu như Thiên Sư Tông liên hợp Khương Hồng Võ, đổ sát Kim Cương Tông, là thuộc về phương diện của 18 tông. Hình như không có, sau khi Dạ Thiên Lan từ Lang Gia Quốc trở về, tông chủ Kim Bất Hoán liền từ bỏ cưỡng ép chiếm lấy 8 tòa quặng mỏ. Vì phòng ngừa Thiên Sư Tông trả thù, hắn đem số lượng lớn trưởng lão và đệ tử đều an trí đến 3 tòa quặng mỏ còn sót lại nơi đó. Mấy ngày trước, bên ngoài 3 tòa quặng mỏ kia cũng xuất hiện tập kích tấp nập, tử thương nghiêm trọng. Kim Bất Hoán lại phái đi rất nhiều trưởng lão và đệ tử. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Khương Hồng Võ vậy mà lại trực tiếp giết vào tông môn. Đệ tử nói rất gấp.
ai cũng không nghĩ tới Khương Hồng Võ sẽ hung tàn như thế. Cái này cũng mang ý nghĩa, trong tay Thiên Sư Tông đã có thêm một thanh đao giết người. Thanh đao này, không chỉ có sắc bén, còn khát máu. Có khách đến sao? Một thanh âm uy nghiêm từ ngoài điện truyền đến. Người còn chưa tới, nhưng một cỗ khí tức sát phạt truyền khắp cung điện, trong không khí còn giống như có tràn ngập mùi máu tươi. Khương Hồng Võ, Yến Tranh, Côn Bác, còn có hơn 60 vị đội viên huyết ngục, đằng đằng sát khí đi tới Thanh Vân Điện. Sau khi bọn hắn đổ sát Kim Cương Tông, trong đêm liền trở về, y phục không đổi, mặt cũng nghiêm nghị, máu me be bét khắp người, vừa nhìn qua giống như hiện ra huyết quang. Trong lòng tam trưởng lão Thiên Cương Tông co rụt lại, làm cái gì vậy? Hoa Vị Ương đều sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được thối lui đến sau lưng mẫu thân. Khương Hồng Võ, người đồ diệt Kim Cương Tông. Hô hấp Bạch Trầm Hương có chút không khoái, chưa bao giờ cảm thụ qua loại thiết huyết sát khí cực kỳ mang tính xâm lược này. Ngươi là ai? Khương Hồng Võ liếc mắt nhìn Bạch Trầm Hương, đi tới đón tam trưởng lão Thiên Cương Tông. Ngươi muốn làm gì? Tam trưởng lão Thiên Cương Tông lấy lại bình tĩnh, nghênh tiếp ánh mắt Khương Hồng Võ. Cái ghế này xảy ra chuyện gì? Khương Hồng Võ nhìn ghế mây vỡ vụn phía sau hắn. Ta đập. Ngươi tới làm khách, chúng ta hoan nghênh. Nhưng làm hỏng đồ thì bồi thường tiền. Cái gì? Bồi thường tiền. Yến Tranh, Côn Bác, hét một tiếng chấn động đến nỗi cung điện cũng hơi lay động. Sắc mặt tam trưởng lão lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Khương Hồng Võ, ta đang muốn hỏi ngươi đây, có phải các ngươi đổ sát Kim Cương Tông không? Bạch Trầm Hương chất vấn Khương Hồng Võ, hỗn đản này vậy mà không nhìn mình. Lão đầu, ta cũng đang nói chuyện với ngươi đấy. Khương Hồng Võ đe dọa nhìn tam trưởng lão. Khóe mắt tam trưởng lão run rẩy, vung tay ném mấy khỏa tinh thạch thượng phẩm đến trên người Khương Hồng Võ. Đủ ngươi mua 100 tấm. Ánh mắt Khương Hồng Võ sắt bén như đao nhìn chằm chằm tam trưởng lão. Cái ghế này, không phải cái ghế bình thường. Vậy nó là cái ghế gì? Tổ sư Gia Thiên Sư Tông ngồi qua, giá trị liên thành. Khương Hồng Võ. Bạch Trầm Hương cảm giác mình bị chịu nhục nhã. Tên hỗn đản này không nhìn nàng thì cũng thôi đi, lại còn muốn chém gió về lai lịch của cái ghế. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta cho. Tam trưởng lão không nguyện ý cùng Khương Hồng Võ dây dưa chỉ vì chuyện này. Ngươi nói, đều nghe thấy cả chứ. Khương Hồng Võ mở miệng nói, thanh âm vang vọng cung điện. Nghe thấy, hắn sẽ bồi thường. Huyết ngục cùng đáp lại. Khương Hồng Võ duỗi ra một cái đầu ngón tay. 1 triệu, tinh thạch thượng phẩm. Cái gì, ngươi? Tam trưởng lão kém chút chửi ầm lên. Bạch Trầm Hương tưởng đâu mình nghe lầm, bao nhiêu? 1 triệu. Tinh thạch thượng phẩm. Ngươi nói, sẽ bồi thường. Thiếu một cái cũng không được. Khương Hồng Võ thả ra uy thế, rõ ràng đang dọa dẫm nhưng lại giống như là tuyên án. Ngươi là vương gia, không phải vô lại. Tam trưởng lão tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Đây là nhục nhã. So với đánh mặt còn là vô cùng nhục nhã. Hắn đường đường là tam trưởng lão Thiên Cương Tông, lại bị lường gạt. Lại chỉ bởi vì một cái ghế rách. Xem ra, lão đầu này không có tiền. Người đâu, giữ lại, thông báo Thiên Cương Tông đến chục người. Khương Hồng Võ thét lên một tiếng ra lệnh, hơn 10 vị đội viên huyết ngục lao đến vây quanh tam trưởng lão. Các đệ tử Thiên Sư Tông ở ngoài điện nhìn đến trợn mắt hốc mồm. Ông trời ơi! Lão gia hỏa này là đến đòi người, kết quả kéo cả mình vào. Những người này đều đi ra từ quân doanh, nếu có chuyện làm thì vô cùng hăng hái. Các ngươi, bọn vô lại các ngươi. Tam trưởng lão muốn phản kháng, lại đè lại xúc động kia. Hỗn đản này nói không chừng đang ngóng trông hắn gây sự, sau đó đánh hắn cho tàn phế. Hắn phải tỉnh táo. Hắn phải nhịn. Thế nhưng, phụ mẫu nó, quá khi dễ người khác rồi. Khương Hồng Võ không để ý hắn, quay người nhìn về hướng Bạch Trầm Hương, tuy nhiên ánh mắt lại không phải rơi vào trên người nàng, mà đang nhìn cái ghế, cái bàn, đồ uống trà bên cạnh. Bạch Trầm Hương tức giận, nhưng lại thấy may mắn vì mình không có làm hư thứ gì. Nếu không đám hỗn đản này khẳng định cũng sẽ dọa dẫm nàng. Hoa Vị Ương nhìn không được nói. Đừng nhìn nữa, chúng ta không có làm hư đồ vật. Khương Hồng Võ lạnh lùng nói. Các ngươi đã tới mấy ngày rồi? Hôm nay là ngày thứ 3. Bạch Trầm Hương còn tưởng rằng Khương Hồng Võ cần đàm phán, đang chuẩn bị đòi người,
kết quả chờ được một câu. Thiên Sư Tông không phải lữ điếm, dừng chân, ăn cơm, đều phải trả tiền. Ngươi nói cái gì? Các ngươi đều là nữ tử, ta không làm khó các ngươi. Như vậy đi, ở lại quét sạch sẽ Thanh Vân Điện. Khương Hồng Võ không để ý đến sắc mặt Bạch Trầm Hương đang trở nên khó coi mà quay người rời khỏi. 10 ngày sau, ta đến nghiệm thu. Khương Hồng Võ, tên hỗn đản ngươi. Bạch Trầm Hương giận dữ thét lên, quét dọn vệ sinh. Xem các nàng là cái gì? Tin tức Kim Cương Tông bị đổ sát vào ngày thứ hai đã nhanh chóng truyền khắp các nơi tại La Phù. Mọi người kinh hãi, khó có thể tin được, lại càng cảm nhận được khí lạnh thấu xương. Kim Cương Tông không chỉ là đại tông của La Phù mà còn phụ thuộc Thiên Cương Tông. Cứ như vậy mà bị diệt môn rồi sao? Mặc dù số lượng lớn trưởng lão cùng đệ tử của Kim Cương Tông đều tụ tập tại 3 tòa quặng mỏ, nhưng tông môn bị hủy, tông chủ bị giết, trên danh nghĩa Kim Cương Tông chính thức bị diệt môn. Tất cả mọi người một lần nữa bắt đầu đối đãi bọn người Lưu Vong bọn hắn chế giễu là chó nhà có tang. Bọn hắn mặc dù hợp tác cùng Thiên Sư Tông nhưng cũng không chính thức gia nhập Thiên Sư Tông. Bọn hắn tồn tại ở La Phù như một tổ chức tự do, tổ chức sát thủ. Không bị quy tắc của La Phù kiềm chế, lại không cố kỵ gì làm bất cứ chuyện gì. Có Thiên Sư Tông đến đỡ, bọn hắn càng không sợ uy hiếp các nơi. Một đợt không yên tĩnh, một đợt khác lại lên, vào lúc này, tin tức Khương Phàm bắt Mộ Dung Sung, Hoa Vị Lạc, trưởng lão hai tông tới cửa đòi người, nhưng lại bị Khương Hồng Võ cưỡng ép tạm giam truyền khắp La Phù. Khiến cho các nơi cười nhạo, nhưng cũng khiêu khích rất nhiều tức giận. Bọn dân liều mạng này quá làm càn. Tiền bối, chúng ta bắt đầu luyện đan. Vào lúc giữa trưa, Khương Phàm thu hồi tàn đao, lúng túng gọi đan hoàng. Sau khi trở về, vào xem đao thế quen thuộc, suýt nữa quên mất còn có chuyện luyện đan này. Trước tiên luyện cửu linh dưỡng nguyên đan đi. Linh hồn đan hoàng rất bất đắc dĩ. Phải tìm cơ hội, uốn nắn quan niệm đứa nhỏ này mới được, luyện đan mới là chính đạo. Được rồi. Khương Phàm lấy cửu hoàng luyện thiên đỉnh ra. Hít một ngụm khí lạnh thật sâu, ổn định lại tinh thần. Trước tiên nung nóng đỉnh lô, lấy 9 loại hỏa diễm linh điểu khác biệt, nghiêm ngặt dựa theo lời ta nói mà làm. Thứ tự đưa hỏa điểu vào, thời gian, còn có khống chế hỏa hầu các loại, đều cần khống chế vô cùng cẩn thận. Luyện đan, không chỉ là cần hỏa diễm, còn phải cần thể lực, càng phải kiểm tra tính nhẫn nại của luyện đan sư đối với khống chế hỏa diễm. Còn quan trọng hơn, chính là hình thành cảm ngộ, tên gọi. Linh nghiệm đối với đan dược. Chờ đến tương lai, thời điểm luyện chế đan dược cao cấp, không chỉ phải làm từng bước mà còn cần. Linh nghiệm đi cảm nhận biến hóa của đan dược, căn cứ những biến hóa vi diệu trong đỉnh lô, cẩn thận khống chế. Tựa như nuôi dưỡng một hài tử mình. Lời đan hoàng nói thấm thía cho giảng giải Khương Phàm. Khương Phàm lấy ra 9 loại linh điểu khác nhau từ trong thanh đồng tiểu tháp. Trước trước sau sau dày vào nhiều ngày như vậy. Săn giết hỏa điểu cũng được hơn 90 con, có tới 13 loại. Dưới sự chỉ đạo của đan hoàng, từng đầu hỏa điểu được ném vào cửu hoàng luyện thiên đỉnh. Theo ngọn lửa màu vàng đốt cháy, nhanh chóng hòa tan, đụng vào nhau, thẩm thấu giao hòa. Khương Phàm chau mày, định thần nắm hỏa diễm luyện trong lò trong tay, cảm nhận được tình huống biến hóa của đan dược. Tỉ mỉ luyện chế trước sau hơn 1 giờ, một viên đan dược mượt mà bay ra. Đan hoàng rất hài lòng. Viên đầu tiên đã có thể thuận lợi thành công, không tệ. Đúng là mầm mống tốt, đáng giá bồi dưỡng, hắn đang nghĩ đến biện pháp đem lực chú ý của Khương Phàm đều chuyển rời đến trên luyện đan. Trải qua một ngày dài luyện chế, Khương Phàm thành công luyện ra 7 viên cửu linh dưỡng nguyên đan. Còn lại 20 đầu hỏa điểu không đủ 9 loại khác biệt cũng chỉ có thể luyện thành huyết đan cùng linh đan. Tiếp theo là luyện thanh thần đan. Luyện đan cũng là một hình thức tu luyện. Luyện đan có thể dưỡng tâm. Định thần, cũng có thể tăng lên sự khống chế của linh văn đối với linh lực cực lớn. Ngươi luyện một viên đan dược, sau khi thu hoạch cũng đã vượt qua một ngày ngươi tôi luyện trong rừng rậm. Đan hoàng dẫn dụ Khương Phàm. Ngược lại, điểm ấy Khương Phàm rất tán thành, luyện đan đối với yêu cầu hỏa diễm quá cao. Nhiệt độ thay đổi, khống chế tách rời, ngưng tụ dung hợp các loại đều phải cần linh văn đến khống chế. Khương Phàm, khách quý đến. Sáng sớm. Yến Khinh Vũ lại tới đây. Chờ một chút, chớ vào. Khương Phàm được đan hoàng chỉ đạo, cẩn thận rèn luyện thanh thần đan. Ở bên trong làm gì đó? Yến Khinh Vũ kinh ngạc, ở ngoài cửa đợi một chút, lại nói.
Khương Vương gọi cho ngươi mau chóng đi qua. Chờ một chút. Khương Phàm đắm chìm trong luyện đan, cẩn thận nắm hỏa diễm trong tay. Yến Khinh Vũ chỉ có thể rời khỏi. Xong rồi. Khương Phàm thở phào một hơi, so với cửu linh dưỡng nguyên đan, yêu cầu hỏa diễm đối với luyện thanh thần đan tương đối bình ổn hơn một chút, nhưng số lượng dược liệu quá nhiều, trình tự luyện chế vô cùng rườm rà. Lại lần nữa, mỗi ngày một viên, phải luyện 20 viên. Khương Phàm ăn vào một viên linh đan, bổ sung linh lực, tiếp tục ngưng tụ hỏa diễm, luyện chế đan dược. Bọn người Khương Hồng Võ đã đợi lại đợi, nhưng vẫn không đợi được người liền để Dạ An Nhiên mang theo bọn hắn đi tới nơi Khương Phàm ở. Một màn trước mắt, làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Khương Phàm đang luyện đan. Nói đùa sao? Khương Phàm vừa hoàn thành viên đan dược thứ 10, hắn nhướng mày, lập tức quay đầu nhìn về ngoài cửa viện. Phụ thân, sao mọi người đều tới đây? Khương Phàm lập tức thu cửu hoàng luyện thiên đỉnh, đứng dậy nhìn đám người bên ngoài viện. Có Khương Hồng Võ, có tướng quân Yến Tranh, Côn Bác, còn có bọn người Dạ An Nhiên, Yến Khinh Vũ. Người học thuật luyện đan khi nào? Dạ An Nhiên rất kinh ngạc, mặc dù Khương Phàm là hỏa văn, thế nhưng đan thuật phức tạp, không phải tùy tiện liền có thể học được, cần phải có luyện đan sư kinh nghiệm phong phú đến chỉ đạo mới được. Lục lọi được, không có việc gì nên luyện chơi thôi. Khương Phàm hàm hồ ứng phó. Chiếc đỉnh kia lô từ chỗ nào mà có? Khương Hồng Võ cũng kỳ quái. Đỉnh lô chỉ có 3 mét, lại tràn ngập uy thế giống như núi lửa, khí tức nặng nề lại mênh mông, ánh sáng chiếu ánh lấy cả tòa sân nhỏ. Mua tại chợ đen. Vị này là... Khương Phàm chú ý tới một nữ tử xinh đẹp bên cạnh Khương Hồng Võ. Chợt nhìn kỹ lại thấy có chút giống Khương Hồng Võ, tuy rất trẻ trung, thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi. Nghị Nhi, đây là cô của ngươi. Khương Hồng Võ giới thiệu nữ tử bên cạnh. Tiểu gia hỏa thật đúng là làm người ta giật mình. Khương Tuyền âm thầm lấy làm kỳ quái. Mặc dù biết Khương Phàm có thân thế không đơn giản nhưng thật không nghĩ đến hắn lại quá không đơn giản như hiện tại. Không chỉ là thánh phẩm thú linh văn, còn học được luyện đan rồi. Cô. Khương Phàm vội vàng hành lễ, lại nhịn không được mà nhìn thêm chút, còn trẻ như vậy sao? Lần này cô ngươi tới là có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Chuyện gì? Khương Phàm chú ý tới sắc mặt Khương Hồng Võ có chút lạ kỳ, còn có sắc mặt của bọn người Dạ An Nhiên cũng không được tự nhiên. Khương Tuyền mang theo nụ cười trên mặt đi đến trước mặt Khương Phàm. Ngươi biết Vô Hồi Thánh Địa không? Biết chứ. Cô ngươi là ta đây ở trong Vô Hồi Thánh Địa, là đệ tử chân truyền của một trong 7 đại túc lão Ngụy Thiên Thu, cũng là một trưởng lão của Vô Hồi Thánh Địa. Khương Phàm lập tức trừng to mắt. Vô Hồi Thánh Địa. Vị cô này vậy mà đã là môn hạ của Thánh Địa. Biểu hiện của bọn người Dạ An Nhiên đều trở nên rất không tự nhiên, tuyệt đối không nghĩ tới Khương Hồng Võ lại còn có một muội muội đến từ Vô Hồi Thánh Địa. Tin tức này nếu như truyền ra, không biết sẽ khiến oanh động bao lớn. Ai còn dám nói bọn hắn chó nhà có tang, ai còn dám kêu gào đòi đem đánh bọn hắn ra khỏi La Phù Sơn Mạch. Uyển Nhi đều ở Thánh Địa. Khương Phàm khó có thể tin được, lại không nhịn được cười khổ. Lúc đó trong thành Bạch Hổ, nếu như vương gia nói thêm mấy chữ nữa, hắn cũng không trở nên lo lắng mấy tháng như thế. Mọi người đều tốt, ngươi không cần lo lắng. Không bao lâu nữa bọn hắn sẽ đến Thiên Sư Tông. Hôm nay ta tới là truyền lệnh của Thánh Địa, mang ngươi trở về. Sau khi Khương Tuyền tận mắt thấy Khương Phàm, càng hy vọng đem hắn mang về. Hạt giống tốt thế này chỉ có Thánh Địa mới có thể nuôi dưỡng tốt được. Để ở bên ngoài thực sự thật rất đáng tiếc. Lệnh, có ý gì? Thánh Địa nguyện ý tiếp nhận ngươi, bồi dưỡng ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử cao quý của Thánh Địa. Khương Tuyền nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Phàm. Khương Hồng Võ mặc dù không muốn nhưng cũng lại mừng thay cho hắn. Nghị Nhi, người có tư cách đến Thánh Địa, thiên phú của ngươi cũng hẳn là thuộc về Thánh Địa. Có cô ngươi ở nơi đó bảo bọc, Thánh Địa nhất định sẽ bồi dưỡng ngươi thật tốt. Chúc mừng, Thánh Địa ở các phương diện đều vượt xa các tông tại La Phù, nơi đó nhất định có thể đem toàn bộ tiềm lực của ngươi kích phát ra hết. Dạ An Nhiên thần sắc ảm đạm, lại cố gắng vui cười. Thánh Địa đòi người, ai dám không nghe. Huống chi, đây là vinh quang đến cỡ nào. Vương gia và mọi người thì sao? Khương Phàm rất mẫn cảm, trước đó nói bọn người Uyển Nhi trở về,
bây giờ còn nói mang mình đi. Bọn hắn sẽ ở lại Thiên Sư Tông. Vì sao? Thánh địa có quy củ, không được nhúng tay sự vụ nước khác. Hiện tại bọn hắn đã trực tiếp đối kháng với Hoàng Thất, còn bị Lang Gia Quốc truy nã, nếu như Thánh địa lại giữ bọn hắn lại, chẳng khác nào làm trái quy tắc. Khương Tuyền rất bất mãn những quy củ này, nhưng, thân ở Thánh địa, nàng đương nhiên sẽ vô cùng rõ ràng một vài quy củ, và việc phải đối mặt nếu phá hư quy củ. Bất quá, bọn người ca ca rời khỏi cũng tốt, ở lại nơi đó cũng sẽ luôn có cảm giác ăn nhờ ở đậu, mình chỉ có thể chiếu cố nhất thời, bọn hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn ở tại nơi này. Còn không bằng sớm rời khỏi, tại La Phù Sơn Mạch này tự do tự tại mà sinh sống. Có Thiên Sư Tông trợ giúp, Khương gia có chỗ ăn chỗ ở, tùy tiện náo tùy tiện điên. Chờ qua mấy năm, trực tiếp khai tông lập phái, trở thành một trong 18 tông môn. Dọn dẹp một chút, chúng ta lập tức xuất phát. Khương Tuyền không kịp chờ đợi để mang Khương Phàm về thánh địa. Nàng đã có thể tưởng tượng đến dáng vẻ đám lão gia hỏa kia vây quanh Khương Phàm tranh đến khí thế ngất trời. Khương Phàm lắc đầu. Ta không đi thánh địa, vương gia ở đâu ta ở đó. Ngươi không có khái niệm gì đối với thánh địa, chờ ta giới thiệu cho ngươi, ngươi sẽ mong đợi. Yên tâm đi, cũng không phải không để cho ngươi trở về, ngươi tùy thời có thể đến đây gặp bọn hắn. Ta không đi. Khương Phàm vẫn lắc đầu. Khương Hồng Võ nói. Nghị nhi, đây chính là cơ hội tốt, có thể thay đổi vận mệnh cả đời ngươi. Vận mệnh của ta không ở thánh địa. Khương Phàm rất quả quyết một câu, để đám người hai mặt nhìn nhau. Khương Tuyền khẽ nhíu mày. Nghị nhi, ngươi nhưng phải suy nghĩ kỹ càng. Cơ hội như vậy, người khác sẽ liều mạng tranh thủ. Ta rất rõ ràng, ta không đi thánh địa. Khương Phàm vẫn lắc đầu. Một thánh địa không được nhúng tay sự vụ liền trực tiếp làm gãy mất đi suy nghĩ trong hắn. Hắn phải bồi Khương gia nghênh chiến Lang gia quốc, có thể nào lại để vương gia một mình chiến đấu. Mà, loại nơi như thánh địa kia, nhìn như tôn quý cao lớn. Nhưng một khi tiến vào, cả một đời có thể sẽ bị nhốt chặt. Hắn khát vọng là tự do, càng hy vọng đi đến thế giới rộng lớn hơn. Hắn, không thuộc về thánh địa. Khương Tuyền quay đầu nhìn Khương Hồng Võ, để hắn khuyên nhủ Khương Phàm. Khương Hồng Võ trầm mặc một lát. Cho Nghị Nhi thời gian mấy ngày. Nghị Nhi, cô ta không phải ép buộc ngươi, mà đây quả thật là quan hệ đến cả đời ngươi. Võ Pháp. Mặc dù Khương gia chúng ta có vạn thú thiên hoàng quyền, Thiên Sư Tông cũng có rất nhiều, nhưng kém xa 1/10 của thánh địa. Thuật luyện đan, ngươi càng cần thuật luyện đan vô cùng ưu tú hơn mới có thể không cô phụ thánh hỏa của ngươi. Thú linh văn, Thiên Sư Tông bồi dưỡng không nổi thánh phẩm thú linh văn, chỉ có vô hồi thánh địa mới có tư cách kia. Khương Tuyền rất nghiêm túc nhắc nhở Khương Phàm. Dạ An Nhiên khuyên nhủ. Ngươi tiến vào thánh địa liền có thể rời xa hỗn loạn trong các tông môn La Phù. Toàn lực toàn ý tu luyện võ pháp và thuật luyện đan, ta cũng hy vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc. Khương Phàm đưa tiễn bọn hắn, tiếp tục luyện hóa thanh thần đan. Ngươi kỳ thật có thể đi thánh địa, chu tước yêu hỏa của ngươi nhất định ngươi không có khả năng dừng lại loại nơi như La Phù này. Nơi đó sẽ để cho ngươi thấy một thế giới không giống với bất cứ đâu. Linh hồn đan hoàng nhắc nhở Khương Phàm. Khương Phàm định thần luyện chế đan dược, thuận miệng nói. Trước khi xác định Khương gia tuyệt đối an toàn, ta, nơi nào cũng đều không đi. Thánh địa là con đường lên trời ngươi phải đi qua. Bỏ lỡ cơ hội lần này, tương lai ngươi rất có thể sẽ có rất nhiều đường quanh co. Ta là người từng trải, cũng hy vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc. Linh hồn đan hoàng nói lời thấm thía. Khương Phàm không nói nữa, tiếp tục cô đọng lấy đan dược. Đêm khuya ngày thứ hai, một viên thanh thần đan cuối cùng thành hình. Khương Phàm không lo được nghỉ ngơi, lại lập tức chạy đi tìm Khương Hồng Võ. Đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Khương Hồng Võ đang cùng Khương Tuyền trò chuyện ở trong sân, nhìn thấy Khương Phàm tới bọn hắn đều đứng lên. Phụ thân, ta có chuyện thương lượng với người một chút. Khương Phàm gọi Khương Hồng Võ đến trong phòng nói. Phải khuyên nhủ hắn cho tốt, nhất định phải để cho hắn đi thánh địa, chờ hắn tiến vào thánh địa, thu hoạch được vị trí cao hơn. Coi như không thể nhúng tay chuyện La Phù, cũng có thể dưới tình huống đặc thù, bảo đảm huyết mạch Khương gia. Qua mấy năm, chúng ta liên thủ, còn có thể đưa Uyển Nhi vào đi. Khương Tuyền lập tức nhắc nhở Khương Hồng Võ. Hắn sẽ đi thánh địa. Khương Hồng Võ vừa muốn đi vào. Khương Tuyền lại giữ chặt hắn.
Ta thấy thân thể huynh cũng không tệ lắm, thừa dịp còn không có thoái hóa, tranh thủ thời gian cưới thêm một người nữa, sinh thêm hài tử, tư chất có thể tới lục phẩm, ta cùng Nghị Nhi cũng có thể đưa hắn vào đi. Tránh ra. Khương Hồng Võ hất Khương Tuyền ra, đi vào gian phòng. Nghị Nhi. Khương Hồng Võ vừa muốn mở miệng. Khương Phàm lại hỏi trước. Phụ thân, ngài dùng đan dược chưa? Đúng vậy, Thánh Văn. Trên khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn của Khương Hồng Võ khó lộ ra được dáng tươi cười cởi mở. Thánh Văn, thời gian qua đi 200 năm, rốt cuộc bây giờ cũng xuất hiện trên thân tử tôn trực hệ. Mặc dù là cưỡng ép thúc thăng, nhưng Thánh Văn chính là Thánh Văn. Sau khi hắn chết, hẳn là có tư cách đi gặp các tổ tông. Ngài thăng hoa đến Thánh Văn, có phải hay không lại càng dễ vượt qua sinh tử cảnh? Khương Phàm được Yến Khinh Vũ cẩn thận giải thích qua sinh tử cảnh. Sau khi bước vào cảnh giới này, thực lực sẽ chợt mạnh chợt yếu mà thay đổi, thời gian càng lâu thì càng kịch liệt. Một mực đến 3 năm sau, thực lực thậm chí sẽ đạt tới mỗi ngày thay đổi 3 lần, thời điểm yếu thì vô cùng suy yếu, thời điểm mạnh thì toàn thân muốn nổ tung. 3 năm này nếu như có thể đột phá liền có thể đến Niết Bàn trùng sinh. Nếu như không thể đột phá, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói cách khác, Khương Hồng Võ chỉ có tuổi thọ không đủ 3 năm nữa. Khương Phàm trầm mặc một lát, nói. Thực lực biến hóa xác thực đã vững vàng hơn rất nhiều, nhưng tình huống cụ thể, còn phải từ từ quan sát. Tổng thể mà nói là, cơ hội lục phẩm linh văn vượt qua sinh tử cảnh chưa tới 1 phần, thánh phẩm linh văn lại có thể cao tới 3 phần. Mặc dù cơ hội 3 phần ít đến thương cảm, nhưng Khương Hồng Võ đã rất hài lòng. Kỳ thật có thể tiến vào thánh linh văn, lại có thể tu luyện vạn thú thiên hoàng quyền, đừng nói sống 3 năm. Coi như sống nửa năm, hắn chết cũng không hối tiếc. Nếu như có thể đột phá, hắn đương nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Nếu như không thể lại đột phá, hắn sẽ nghĩ biện pháp trà trộn vào Hoàng Thành Lang Gia, tại thời khắc thực lực đỉnh phong nhất này, giết vào Hoàng Cung, chết cũng thống khoái. Phụ thân, ta nghĩ đến một kế hoạch, có thể trước khi Hoàng Thất Lang Gia xuất thủ với chúng ta, đâm bọn hắn một đao trước. Kế hoạch gì? Tây Cương không phải có Nạp Lan gia sao? Thông qua thương hội bọn hắn, tiến cử ta đến Đan Quốc. Cái gì? Khương Hồng Võ cau chặt lông mày. Bình thường có cỗ khí thế không tức giận, giờ phút này lại sầm mặt, ngay cả Khương Phàm đều cảm nhận được áp lực. Sơ bộ kế hoạch là, ta tham gia Đại hội Đan Tông, gây ra phong ba, hấp dẫn Đại Hoàng tử xuất hiện. Sau đó, bắt. Khương Phàm đã luyện đan dược tốt, chỉ chờ thôn phệ sát lục chi hỏa. Chờ thay đổi màu sắc hỏa diễm liền có thể ngụy trang thân phận, lấy thánh văn hoàn toàn mới, oanh động đại hội đan tông. Hồ đồ! Khương Hồng Võ quát lớn một tiếng, chấn động đến cả cái bàn uống trà trong phòng đều nhảy mấy lần. Khương Phàm vội vàng giải thích. Lang gia quốc chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta muốn phản kích chỉ có thể ra tay bất ngờ. Ngươi là thánh linh văn, ngọn lửa của ngươi là màu vàng. Chỉ cần ngươi đến Tây Cương bây giờ thì ngươi chính là con mồi của tất cả mọi người. Cái này không gọi ra tay bất ngờ, cái này gọi chán sống. Khương Hồng Võ nghiêm túc răn dạy. Tiếng Khương Phàm đều cao hơn mấy phần. Ta có thể thay đổi màu sắc hỏa diễm, bọn hắn không nhận ra được là ta. Ngươi thay đổi được màu sắc, không thay đổi được bản chất. Một khi bị phát hiện, hậu quả sẽ như thế nào? Không được, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi nhất định phải tiến vào thánh địa. Khương Hồng Võ trước đó còn có chút do dự, đến cùng có nên đưa Khương Phàm đi thánh địa hay không, bây giờ đi cũng phải đi mà không đi cũng phải đi. Đứa nhỏ này có chút điên cuồng. Kế hoạch này của ngươi chỉ muốn ra tay bất ngờ nhưng lại không nghĩ tới an toàn của chính ngươi, càng không có nghĩ tới một khi ngươi bại lộ, Nạp Lan gia tộc phái ngươi đi sẽ gặp phải cái gì. Khương Hồng Võ cảm giác ngữ khí rất nặng, nhưng tuyệt đối không thể để cho Khương Phàm hồ đồ như vậy. Khương Phàm còn đang kiên trì. Nếu như Nạp Lan gia thông minh liền sẽ nghĩ đến Hoàng Thất sớm muộn cũng sẽ ra tay với bọn họ. Chủ động rút khỏi mới có thể bảo toàn thực lực, bằng không bọn hắn chính là Khương gia kế tiếp. Đừng nói nữa. Ta sẽ nghĩ biện pháp ứng phó Lang gia quốc. Ngươi còn nhỏ, tinh lực phải đặt ở trên võ pháp, không cần quan tâm những chuyện này. Mặc dù có đôi khi ta sẽ mạo hiểm, nhưng đó là bất đắc dĩ, cũng không phải ưa thích mạo hiểm. Ngươi lại nhớ kỹ một câu của ta, bất cứ chuyện gì, trên chiến lược có thể mạo hiểm, nhưng trên chiến thuật thì nhất định phải bảo thủ. Khương Hồng Võ lại nghiêm túc nhắc nhở.
Đứa nhỏ này từ nhỏ trưởng thành trong đại hoang, luyện thành tính cách cứng cỏi, phong cách làm việc cũng trở nên tàn nhẫn. Tích lũy tháng ngày liền sẽ thúc đẩy ý thức ưa thích mạo hiểm cực mệnh. Tuy nhiên, Nghị Nhi còn nhỏ, có thể uốn nắn. Thánh địa hẳn là có thể dạy dỗ tốt cho hắn. Khương Phàm trầm mặc một lát, lại nói. Người muốn hợp tác cùng Thiên Sư Tông, giúp Thiên Sư Tông trở lại vị trí tam tôn, sau đó lấy danh nghĩa Khương gia, sáng tạo tông môn hoàn toàn mới, đứng hàng 18 tông. Cứ như vậy, Khương gia có thể bảo toàn, cũng có thể đối kháng cùng Lang gia quốc. Không sai, sơ bộ kế hoạch sẽ là như thế. Ta đã nói qua với Dạ Thiên Lan, Khương gia sẽ dùng thời gian 5 năm, vô điều kiện phối hợp duy trì Thiên Sư Tông. 5 năm sau, Khương gia sẽ rời khỏi Thiên Sư Tông, khai tông lập phái, cùng Thiên Sư Tông ký hiệp nghị kết liên minh vĩnh cửu. Khương Hồng Võ sớm đã nói với Dạ Thiên Lan những lời này, cũng bỏ đi lo lắng cho Dạ Thiên Lan. Khương gia bọn hắn tuyệt đối sẽ không là tu hú chiếm tổ chim khách, mưu toan xâm chiếm Thiên Sư Tông, mà sau khi hợp tác sẽ liền rời khỏi, sau đó trở thành vĩnh viễn là bằng hữu. Phụ thân, đại hoàng tử mang theo Tây Cương xâm lấn La Phù, nhất định có nội ứng. Có đảm bảo lại có nguyên nhân làm như vậy, thật chỉ có thể là như thế. Nếu như bọn hắn ẩn nấp, thật không thể điều tra tới cùng là ai đâu. Nhưng bọn hắn chủ động tạo dư luận, đem vấn đề nhắm ngay Thiên Sư Tông, đối tượng khả nghi cũng chỉ có một, Thiên Cương Tông. Nếu Thiên Cương Tông hợp tác cùng Hoàng Thất, La Phù này sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Hoàng Thất hoàn toàn có thể ở ngoài vạn dặm vận hành La Phù, lợi dụng tình thế phức tạp nơi này, mai táng Khương gia chúng ta. Muốn đề cử Thiên Sư Tông đến vị trí tam tôn chỉ có thể là trên đại hội La Phù 5 năm sau xác định. 5 năm, chúng ta có thể chống đỡ Hoàng Thất và La Phù cùng hai mặt giáp công sao? Không thể. Ngài nói chiến thuật phải bảo thủ, chiến lược có thể mạo hiểm. Đề nghị của ta chính là, trên chiến thuật, Khương gia phối hợp Thiên Sư Tông, vững bước phát triển, nghênh chiến La Phù uy hiếp. Trên chiến lược, ta tiến vào Lang gia quốc, mạo hiểm tìm cơ hội. Khương Phàm cúi đầu, bình tĩnh nói ra phân tích của mình, đưa ra đề nghị của mình. Hắn không phải có ý nghĩ hão huyền, hắn đã nghĩ sâu tính kỹ. Hắn đương nhiên biết tiến vào Lang gia quốc nguy hiểm, nhưng nếu như có thể tìm được cơ hội, mạo hiểm lớn hơn nữa đều đáng giá. Trong lòng Khương Hồng Võ cũng dần dần bình phục, nhíu mày nhìn Khương Phàm gần ngay trước mắt. Thiên Cương Tông! Hắn vậy mà lại có thể liên tưởng đến việc này. Hắn mới 13 tuổi. Đứa nhỏ này luôn có thể mang đến cho người ta ngạc nhiên to lớn. Thế nhưng, càng như vậy, Khương Hồng Võ càng không thể để cho Khương Phàm mạo hiểm. Thành công, tất nhiên có thể phản kích Hoàng Thất, cũng nắm giữ quyền chủ động nhất định. Nếu như thất bại, Khương Phàm sẽ chết trong tay Hoàng Thất, hoặc trở thành vũ khí của Hoàng Thất để ngăn cản Khương gia. Bảo bối lớn nhất bây giờ của Khương gia chính là Khương Phàm. Ta sẽ làm theo chiến thuật. Bất kể có phải Thiên Cương Tông hợp tác cùng Hoàng Thất hay không, chúng ta đều có thể ứng phó. Ta sẽ mạo hiểm theo chiến lược, cụ thể làm thế nào, chúng ta sẽ chờ cơ hội. Ngươi, nhất định phải đi theo cô ngươi đến Thánh Địa. Khương Hồng Võ kiên quyết thái độ. Phụ thân, ta không muốn. Nghị Nhi. Khương Hồng Võ chặn ngang hắn, vô cùng nghiêm túc nói. Ngươi mặc dù không phải do ta sinh ra, nhưng ta chưa xem ngươi như người ngoài. Đại ca nhị ca ngươi bọn hắn đều đã chết, ngoại trừ Uyển Nhi, ta chỉ còn có ngươi. Ta bây giờ là sinh tử cảnh, rất có thể sống không quá 3 năm. Nếu như ngươi trong 3 năm này lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta, chết không nhắm mắt. Còn nữa, Diêm lão lúc nào cũng có thể trở về, nếu như ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, ta làm sao bàn giao với lão nhân ra ngài. Nghị Nhi, lần này, nghe ta, được không? Khương Phàm trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu. Được, ta đi Thánh Địa. Khương Hồng Võ thở phào, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Dạ An Nhiên nói rất đúng, thiên phú của ngươi rất cao, không nên đem tinh lực lãng phí ở La Phù và bên trên âm mưu quỷ kế của Hoàng Thất, võ pháp cùng đan thuật mới là con đường của ngươi. Ta cùng Khương gia nguyện ý cung cấp bất kỳ trợ giúp nào cho ngươi, nhưng chúng ta tuyệt đối không hy vọng trở thành gánh nặng của ngươi. Khương Phàm rời phòng, nói với cô bên ngoài. Ta đi Thánh Địa. Lúc này mới đúng, cô vì muốn tốt cho ngươi. Khương Tuyền nở nụ cười xinh đẹp, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn. Khi nào chúng ta rời đi? Khương Phàm thở sâu, cũng lộ ra mấy phần tươi cười.
Chờ bọn người Uyển Nhi đến, chúng ta sẽ xuất phát. Cô, ta có một thỉnh cầu. Ngươi nói đi, chỉ cần không ngoài khả năng, ta đều có thể thỏa mãn. Ta muốn để càng nhiều người biết, ta được thánh địa mang đi. Cái này, Khương Tuyền có chút khó khăn. Thánh địa đuổi Khương ra đi là bởi vì Khương Hồng Võ chọc giận Lang Gia Quốc, điểm ấy là thánh địa muốn để thiên hạ nhìn thấy thái độ của bọn hắn. Thánh địa thu nhận Khương Phàm là coi trọng thiên phú, mấy tổ chức còn lại bên thánh địa hẳn là có thể hiểu. Nếu như gióng trống khua chiêng tuyên truyền, không khỏi. Ta muốn để La Phù và Hoàng Thất bởi vì ta đến thánh địa mà có chút kiêng kỵ, chí ít không còn quá trắng trợn. Khương Tuyền trầm mặc một lát. Được, ta sẽ truyền tin tức ra. Vậy ta về trước đi, nói lời tạm biệt với các bằng hữu. Được rồi, đi thôi. Khương Tuyền xoa xoa đầu Khương Phàm, cười nói. Tin tưởng ta, ngươi sẽ thích thánh địa. Khương Phàm gật gật đầu, rời khỏi sân nhỏ. Khương Tuyền nhìn bóng lưng Khương Phàm đang rời khỏi. Ngươi, ta mang đi, Khương gia sau này còn phải nhờ vào Thiên Sư Tông. Phải phối hợp với người ta thật tốt. Có bọn người Yến Tranh Côn Bác giúp đỡ, Khương gia sẽ không xuống dốc. Nhưng cái gì? Muội phải cam đoan với ta, nhất định phải mang Khương Phàm về Vô Hồi Thánh Địa. Cái này còn cần cam đoan. Ta sợ hắn ở nửa đường chạy mất. Có ý gì? Tóm lại là muội nên lưu ý chút. Khương Phàm trở lại sân nhỏ, bắt đầu tu luyện. Đầu tiên là dùng thời gian nửa ngày thuần thục, Thương Nhật Băng Quyền, lấy được từ chỗ Song Đầu Cự Tích. Sau đó bắt đầu nghiên cứu Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền quyền thức thứ tư, Liệp Lang Quyền. Thức đầu tiên, Mãnh Hổ Quyền, chú trọng tốc độ tiến công cùng uy lực bạo kích. Thức thứ hai, Cự Tượng Quyền, chú trọng chính là thời khắc va chạm phóng thích ra cực hạn. Thức thứ ba, Cự Mãng Bàn Thiên, chú trọng chính là tập kích cùng khống chế phá cục của kẻ địch. Thức thứ tư Liệp Lang Quyền, thì giống như đàn sói giống vây công cùng đánh giết. Một quyền này nhất định phải trong thời gian rất ngắn liên tiếp phóng thích, đánh ra ba đạo hỏa lang trở lên. Số lượng hỏa lang càng nhiều thì tấn công càng mạnh. Khương Phàm lấy ra rất nhiều dược liệu từ dược sơn, bắt đầu luyện tập. Ngươi muốn đi Lang Gia Quốc sao? Linh Hồn Đan Hoàng than nhẹ. Không biết nên nói đứa nhỏ này chấp nhất hay tự cho là đúng. Chuyện này với chuyện lôi đài luận võ hay là mạo hiểm trong rừng đều hoàn toàn không phải một chuyện. Hắn cần đối mặt chính là người. Người sống sờ sờ, những kẻ càng đáng sợ hơn. Cần nhìn mặt mà nói chuyện, cần tùy ý ứng biến, cần một mình đối mặt đủ loại tình huống nguy hiểm. Hắn chỉ mới 13 tuổi mà thôi. Ta không làm cá chậu chim lồng, ta cần trưởng thành. Điểm nguy hiểm ấy ta cũng không dám đối mặt, ta làm thế nào để có thể đi lên con đường võ đạo càng cao hơn được. Ta, đã quyết định. Khương Phàm khẽ nói, thái độ tuyệt đối. Đại hội La Phù kết thúc, Dạ Thiên Lan trở về Thiên Sư Tông. Thiên Cương Tông còn chưa tới chuộc người, vẫn rất bình thản. Khương Hồng Võ đứng trong thiết lao nhìn vị tam trưởng lão Thiên Cương Tông trong thiết lao sắc mặt tái xanh. Người tạm giam hắn mấy ngày rồi. Dạ Thiên Lan dở khóc dở cười. Một cái ghế liền bắt một vị trưởng lão. Vị Khương Vương này làm việc đúng là có khí phách. Thiên Cương Tông khẳng định sẽ không dùng tiền chuộc người. Nhưng bọn hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp khiến cho Thiên Sư Tông giao người. Khương Hồng Võ nói. Chụp hắn không phải mục đích, ta muốn từ trong miệng của hắn nạy ra chút tin tức. Người hoài nghi Thiên Cương Tông đang quấy phá. Sắc mặt Dạ Thiên Lan ngưng trọng lên. Đại hội La Phù đưa ra quyết nghị, trước tiên điều tra nội ứng, chỉnh đốn La Phù, sau bàn lại phản kích đối với Tây Cương. Bây giờ Thiên Sư Tông là mục tiêu hoài nghi chủ yếu. Thượng Thanh Tông một lần nữa tuyển cử tông chủ mới, cũng nhắm vấn đề ngay bọn hắn. Ngay cả việc hắn đưa Dạ An Nhiên đến Lang Gia Quốc 3 năm đều thành chứng cứ cho các tông chỉ trích hắn cấu kết Lang Gia. Chúng ta muốn điều tra cũng chỉ có thể ra tay từ Thiên Cương Tông. Khương Hồng Võ nói, nếu như ngươi yên tâm, giao vị tam trưởng này lão cho ta. Dạ Thiên Lan lắc đầu, nếu như chúng ta dùng hình tra tấn, Thiên Cương Tông có thể chỉ trích chúng ta là nghiêm hình bức cung. Các tông cũng sẽ không tán thành kết quả chúng ta thẩm vấn. Bất luận kết quả như thế nào, chúng ta cũng không công bố với bên ngoài, tự mình rõ ràng là được. Nếu thật là Thiên Cương Tông, chúng ta tìm chứng cứ. Nếu như không phải Thiên Cương Tông, chúng ta tìm kiếm mục tiêu khác. Khương Hồng Võ có một trực giác, nội ứng rất có thể chính là Thiên Cương Tông. Nhưng,
hắn không nghĩ ra Thiên Cương Tông lấy lực lượng ở đâu ra để khiêu khích quy tắc La Phủ Sơn Mạch, khiêu khích Vô Hồi Thánh Địa. Giao cho ngươi, đừng giết chết hắn. Dạ Thiên Lan cuối cùng vẫn đồng ý. Thương Minh, chiếu cố hắn thật tốt. Khương Hồng Võ phân phó với đội trưởng Huyết Ngục sau lưng. Thương Minh đẩy cửa nhà lao ra, đi vào lồng giam. Đồ hỗn trướng, ta là trưởng lão Thiên Cương Tông, các ngươi coi ta là cái gì rồi? Coi như ta đã phá hủy các thứ, cũng không thể đưa ta tới trong cái lồng giam hôi thối này. Gọi Dạ Thiên Lan tới cho ta. Lập tức, lập tức. Tam trưởng lão rốt cuộc cũng thấy có người tiến vào, đứng dậy giận dữ mắng mỏ một trận. Thương Minh xốc mặt nạ lên, lộ ra một gương mặt trắng bệch như tờ giấy, linh văn trên trán cực kỳ bắt mắt. Là một cái răng nanh. Răng nanh sắc nhọn, toàn thân như máu. Phía dưới còn có văn ấn hình giọt máu, giống như là răng nanh đang rỉ máu. Ngươi là ai? Trong lòng tam trưởng lão run lên, cảm nhận được một đoạn khí lạnh không hiểu được, đây là linh văn gì? Không chỉ là chưa thấy qua, càng là chưa từng nghe thấy. Linh văn, huyết lão nha, ta, có thể để hài cốt toàn thân ngươi, đứt gãy từng đốt xương. Ta, có thể rút ra toàn bộ máu tươi trong thân thể ngươi, trong một giây trước sắp chết lại đưa trở về mạch máu lại. Tiếng nói chuyện âm trầm quanh quẩn trong lồng giam mờ tối, không chỉ để tam trưởng lão dùng mình một cái mà cũng làm cho khuôn mặt Dạ Thiên Lan quan sát bên ngoài cũng có chút động. Nói như vậy, rất cứng nhắc. Ngươi không dễ hiểu được, chúng ta, một bên làm, một bên giảng, để hiểu rõ hơn. Thương Minh đi tới chỗ tam trưởng lão, làn da tái nhợt toàn thân nhanh chóng bỏ đầy huyết văn kinh khủng, bộ dáng trở nên dữ tợn như quỷ. Ngươi muốn làm gì, cút ra ngoài cho ta. Ngươi đến cùng là muốn làm gì, ngươi, phụ mẫu nó, ngươi nói đi, ngươi, a à. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết quanh quẩn lồng giam để cho người ta dùng mình. Dạ Thiên Lan ở bên ngoài hít một ngụm khí lạnh. Mẫu tử Bạch Trầm Hương còn đang lau bàn. Ngươi, nếu không đi qua nhìn một chút. Khương Hồng Võ cảm giác vị tông chủ tuấn tú nho nhã này hình như có chút chịu không được. Khụ khụ, ta đi xem một chút. Dạ Thiên Lan xấu hổ cười một tiếng, mau chóng rời khỏi. Quá kinh khủng, quá tàn nhẫn. Thương Minh, không cần hỏi vội vã. Tra tấn hắn 3 ngày 3 đêm, để hắn tự mình nói. Không nói, lại thêm 3 ngày 3 đêm nữa. Còn chưa đi xa lại nghe thấy tiếng của Khương Hồng Võ. Dạ Thiên Lan âm thầm nhếch miệng, trách không được Khương Phàm lại có khí thế hung ác ấy, thì ra chịu ảnh hưởng từ Khương Hồng Võ. Các tộc nhân Khương gia trải qua 7 ngày lặn lội đường xa đi tới Thiên Sư Tông. Ca ca. Khương Uyển Nhi kích động bổ nhào vào trong ngực Khương Phàm, nước mắt tràn mi mà ra. Từ biệt nhau tại thành Bạch Hổ. Bất chi bất giác vậy mà đã đi qua hơn nửa năm. Trước đó nàng thật đúng là lo lắng sẽ không còn được gặp lại Khương Phàm nữa. Không khóc không khóc, đều an toàn rồi. Chúng ta không hề bị người hạn chế. Khương Phàm vỗ nhẹ Uyển Nhi, trong lòng kích động, con mắt cũng nóng lên. Tộc nhân Khương gia đều đi tới cùng hành lễ bọn người Khương Hồng Võ, cũng cùng chào hỏi với những lão bằng hữu yến tranh này. Nửa năm trước, bọn hắn đều chung sức trấn thủ Bạch Hổ Quan. Liều chết bảo vệ lấy Thương Châu. Nửa năm sau khi trải qua kiếp nạn sinh tử, giờ đây bọn hắn lại đang ở nơi này một lần nữa gặp nhau. Duy chỉ có thiếu đi Hùng Chiêm Nguyên. Tuy nhiên thiếu chủ Hùng gia vẫn còn không chịu thua kém, 22 tuổi, đã thành gia, thiên phú cũng không tệ. Huynh muốn đi thánh địa. Khương Uyển Nhi lôi kéo Khương Phàm tay, không muốn bỏ ra. Ta cũng không phải bị nhốt tại nơi đó, sẽ bồi thường cho các muội. Khương Phàm cười trấn an. Cô, ta có thể đi thánh địa thăm hỏi ca ca không? Khương Uyển Nhi hỏi Khương Tuyền. Khương Tuyền trầm mặc, xem như phủ định. Lấy tình huống mẫn cảm giữa Lang Gia Quốc và thánh địa bây giờ, Khương gia không thể tùy tiện tiến vào thánh địa. Được, chúng ta vạn dặm xa xôi đuổi tới, nhưng người ta đã có cơ hội cao hơn rồi. Tiêu Phượng Ngô phiền muộn, còn muốn đi theo Khương Phàm bàn luận đây, lần này ngược lại thì tốt rồi. Khương Phàm đi, chúng ta có thể đi về. Chu Thanh Thọ rất phiền muộn, bây giờ toàn Thiên Sư Tông đều coi hắn là lưu manh, chờ đợi ở đây thực sự không có ý nghĩa. Nếu đã tới, đợi một thời gian lại đi. Tiêu Phượng Ngô còn để ý tới vạn thú thiên hoàng quyền của Khương gia. Để hắn thật bất ngờ chính là, thời điểm khi hắn lấy hết dũng khí tới bái phỏng Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ không có nói tới chuyện vạn thú thiên hoàng quyền,
nhưng lại đưa công quyết nội tu cho hắn. Giống như có hy vọng. Khương Phàm lại chờ đợi ở Thiên Sư Tông thêm một ngày, lúc Khương Tuyền thúc giục mới tạm biệt rời khỏi. Ngươi cứ như không tình nguyện đến thánh địa. Khương Tuyền khống chế quang vũ hoa lệ, chở Khương Phàm lao vùn vụt trên tầng mây. Khương Phàm vuốt vuốt thanh đồng tiểu tháp trước ngực. Cũng không phải không tình nguyện, chỉ là lo lắng. Ta thấy đại ca và Dạ Thiên Lan rất nói chuyện rất hợp ý, chỉ cần bọn hắn có thể chân thành hợp tác, mặc kệ ứng phó các tông La Phủ hay đối kháng Lang Gia Quốc cũng đều không có vấn đề gì. Ngươi chỉ là một đứa nhỏ, cũng đừng quan tâm quá nhiều. Khương Tuyền cười lắc đầu. Tiểu gia hỏa này không lớn tuổi lắm lại như một ông cụ non, nghĩ đến rất nhiều việc. Ta thật có thể thường xuyên trở về. Khương Phàm tiện tay lấy ra một viên linh quả ngậm trong miệng từ trong thanh đồng tiểu tháp. Khương Tuyền nhìn thanh đồng tiểu tháp trong tay Khương Phàm, nói. Thánh địa cũng không phải lồng giam, ngoại trừ lúc thi hành nhiệm vụ thì những lúc khác đều rất tự do. Nhiệm vụ gì? Khương Phàm lại lấy ra một viên linh quả từ trong thanh đồng tiểu tháp đưa cho Khương Tuyền. Khương Tuyền không khách khí nhận lấy, vừa ăn vừa nói. Thiên hạ thánh địa đều bởi vì thân phận và thực lực, có sứ mệnh bảo vệ dân chúng. Sứ mệnh của Vô Hồi Thánh Địa chúng ta chính là bảo vệ mảnh La Phù Sơn mạch này. Sau khi đại hoang phát sinh kịch biến, hắc ám quét sạch các nơi, sinh linh lâm vào lầm than. Tinh lực Vô Hồi Thánh Địa liền chuyển hướng đến đại hoang. Nếu như không có Vô Hồi Thánh Địa chúng ta áp chế, hắc ám đại hoang đã sớm tràn qua M Dương Hà, nuốt hết hơn phân nửa La Phù. Nếu như không có Vô Hồi Thánh Địa chúng ta, phạm vi hắc ám đại hoang cũng không chỉ là trong mấy vạn dặm. Sẽ một mực kéo dài đến nơi chỗ sâu trong Lang Gia Quốc, nuốt hết nửa vùng đất Bắc Cương. Khương Tuyền nhắc đến cái này, thần sắc cũng có chút nghiêm trọng, lại cũng có kiêu ngạo. Khương Phàm hỏi, bên trong đại hoang có cái gì? Ngươi không biết rõ vẫn còn tốt, nơi đó, thật sự rất đáng sợ. Cô, thiên hạ có bao nhiêu thánh địa? Thế giới này, so với ngươi tưởng tượng thì lớn hơn rất nhiều, cũng so lại càng đặc sắc hơn so với những gì ngươi tưởng tượng. Chờ đến khi ngươi tới thánh địa liền sẽ phát hiện thế giới này quả thật rất đặc sắc. Khương Phàm nhẹ gật đầu, không nhiều lời thêm, lại triệu ra tiểu xà từ bên trong, nâng ở trên tay đùa giỡn. Ngươi nhặt được thứ này từ chỗ nào? Khương Tuyền rốt cuộc cũng nhịn không được, hỏi một câu. Thanh đồng tiểu tháp sao? Nhặt được trong đại hoang, từng cứu mạng của ta. Không gian bên trong bao lớn? Tầng đầu tiên vô cùng lớn. Còn có tầng thứ hai. Vừa mới bắt đầu ta chỉ thấy có một tầng, sau khi cảnh giới ta tiến vào linh nguyên cảnh đã mở ra tầng thứ hai. Vậy có cái gì ở đó? Khương Tuyền càng cảm thấy hứng thú hơn. Khương Phàm cố ý do dự một lát. Tầng đầu tiên chính là một không gian to lớn, lúc mới bắt đầu thì bên trong có mấy chục vạn tinh tệ. Sau khi tầng thứ hai mở ra, bên trong lại có rất nhiều lồng giam, bên trong giam giữ một chút. Cái gì? Khương Tuyền hỏi tiếp. Khương Phàm nhếch nhếch miệng. Ta không nói. Người đứa nhỏ này, cố ý trêu chọc ta đúng không? Vương gia không có nói với ngươi sao? Hôm qua vương gia đi vào qua, sau khi ra ngoài. Khương Phàm lắc đầu, nói sang chuyện khác. Cô, người thật chỉ nhỏ hơn vương gia 3 tuổi sao? Đúng vậy. Thế nào lại chỉ trông như 20 tuổi vậy? Khương Tuyền cười xoa xoa đầu Khương Phàm. Miệng tiểu gia hỏa thật ngọt. Cô ta có chú nhan thuật, có thể vĩnh viễn bảo trì tuổi trẻ. Đúng rồi, chờ ngươi ngày nào đó tìm được nữ hài mình thích, cô có thể dạy nàng. Khương Tuyền bỗng nhiên nắm bả vai Khương Phàm, nhỏ giọng hỏi. Ngươi thích Yến Khinh Vũ kia sao? Ta mới 13 tuổi. Ưa thích Dạ An Nhiên kia sao? Ta còn nhỏ. Đó chính là đều không có hứng thú. Chờ đến thánh địa, cô giới thiệu cho ngươi một người khác. Khương Tuyền nháy mắt mấy cái với Khương Phàm, lại có chút hoạt bát. Khương Phàm dở khóc dở cười. Ta thật cảm giác mình còn nhỏ. Người đó là vì chưa có động lòng, nếu thật có cảm giác, con mắt đều sẽ sáng lên. Đàn ông các ngươi, khi tình yêu đến sẽ có thể không phân biệt tuổi tác. Khương Tuyền úp sấp bên tai Khương Phàm, lặng lẽ nói nhỏ. Thánh địa chúng ta có rất nhiều tiểu cô nương xinh đẹp. Có một tiểu nha đầu Thủy Linh, ta nhìn đã rất yêu thích. Chờ đến nơi đó, ta giới thiệu cho ngươi. Khương Phàm lúng túng nhếch nhếch miệng, không nói thêm lời nào. Tuy nhiên, ngươi muốn theo đuổi người ta thì vẫn phải cố gắng mới được. Nàng, chính là, Đại Thừa Thánh Văn.
một tuyệt đỉnh thiên tài đời mới của Vô Hồi Thánh Địa. Lúc ấy vì tranh thủ được nàng, thánh chủ đã tự mình ra mặt. Khương Phàm kinh ngạc nhìn Khương Tuyền. Cái gì là đại thừa thánh văn? Thánh linh văn kỳ thật còn phân phẩm cấp. Làm sao chia? Chờ đến thánh địa ta sẽ nói cho ngươi biết. Khương Tuyền cũng cố ý úp mở với Khương Phàm. Ban đêm, bọn hắn đến được một chỗ yên lặng trong u cốc. Khương Tuyền lấy ra đan dược, bổ sung linh lực. Nhìn thấy Khương Phàm cũng lấy ra một viên đan dược từ trong thanh đồng tiểu tháp liền hỏi câu. Ngươi học thuật luyện đan từ chỗ nào? Có người dạy ta? Người nào? Khương Tuyền không có nghe Dạ Thiên Lan nói Khương Phàm cùng Ngọc Đỉnh Tông người tiếp xúc qua. Khương Phàm đụng đụng thanh đồng tiểu tháp. Người ở bên trong. Bên trong còn có người. Không phải người, là hồn, trong lồng giam giữ ở tầng thứ hai. Ta và hắn làm giao dịch, hắn dạy ta thuật luyện đan, tương lai ta sẽ thả hắn ra, hắn cho ta một cái luyện lô. Dạng hồn gì? Sắc mặt Khương Tuyền đột nhiên ngưng trọng lên. Hắn bị giam mấy ngàn năm, rất suy yếu. Nghị Nhi, nói cho ta biết, hắn đã nói cho ngươi cái gì rồi? Khương Tuyền đi đến trước mặt Khương Phàm, nghiêm túc nhìn hắn. Luyện đan sư bị giam mấy ngàn năm. Chỉ còn linh hồn mà vẫn còn có thể tồn tại. Thanh đồng tiểu tháp này đến cùng là cái gì? Khương Phàm lắc đầu. Ta đã hứa với hắn làm, ta phải giữ bí mật. Nghị Nhi, người còn trẻ, không phân rõ thiện ác, tuyệt đối đừng bị mê hoặc. Cô yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Bên trong tầng thứ hai kia còn có cái gì? Khương Tuyền càng có cảm giác thanh đồng tiểu tháp này rất tà dị, chẳng lẽ là từ nơi đó lưu lạc đi ra? Khương Phàm cố ý làm ra thể hiện khó xử. Khương Tuyền bắt lấy cánh tay Khương Phàm, nghiêm túc nói với hắn. Phụ thân ngươi, Uyển Nhi, đều là người thân nhất trên đời của ngươi, cô cũng thế. Ngươi có thể không tin người khác, nhưng nhất định phải tin tưởng chúng ta. Vâng, ta biết. Khương Phàm hít vào một hơi thật sâu, làm ra dáng vẻ hạ quyết tâm, nó. Trong mỗi lao tù đều có không đồ vật, chỉ có bia đá, khắc đầy chữ cổ bằng máu. Có quan tài, cộng hưởng không biết ngày đêm, giống như có thứ gì đó muốn từ bên trong đi ra. Có hài cốt yêu thú, không biết đã chết bao nhiêu năm, xương cốt còn phát ra ánh sáng. Khương Phàm nghĩ cái gì thì nói cái đó. Đúng rồi, còn có một con hươu, sừng hươu rất lớn, toàn thân phát ra bạch quang. Nó không trong lao tù, giống như đang canh chừng lao tù. Khương Phàm liền nghĩ tới thánh linh mình gặp phải lúc trước trong đại hoang. Thánh lộc, trong tiểu tháp này lại có thánh lộc. Nhanh để cho ta vào xem. Khương Tuyền khẩn trương, cũng gấp. Cái này, để cho ta vào xem, nhanh nhanh nhanh. Được, ta đưa người vào, người không nên chống cự, cũng tản linh văn ra, không phải vậy thanh đồng tiểu tháp sẽ không thu được. Khương Tuyền lập tức tản ra linh văn. Tới đi. Khương Phàm kích hoạt thanh đồng tiểu tháp, chiếu ra mảng lớn ánh sáng, bao phủ Khương Tuyền. Cô, xin lỗi. Khương Tuyền còn không có kịp phản ứng liền bị hút vào thanh đồng tiểu tháp, chuyển rời đến tầng thứ hai. Thần sắc Khương Tuyền nghiêm trọng đứng trong tầng thứ hai mông lung hắc ám. Thế nhưng, gian đầu tiên trong lồng giam đều rỗng tuếch, không có cái gì. Căn thứ hai trong lao tù chỉ là chút toái cốt, không có thần bí như Khương Phàm nói vậy. Là lạ, Khương Tuyền liên tiếp đi qua mấy cái lồng giam, mới tại một cái lồng giam khác. Các ngươi là ai? Mộ Dung Sung mở mắt ra. Ngươi là ai? Hoa Vị Lạc cũng nhìn nữ tử phía ngoài. Mụ già, mau thả chúng ta ra ngoài. Ngươi ở chỗ này bao lâu rồi? Khương Tuyền nhìn hai người bên trong. Hai tử. Cảm giác khí tức cũng không mạnh lắm. Hơn 10 ngày. Cái gì? Khương Tuyền sững sờ, bỗng nhiên có một dự cảm không tốt. Khương Phàm, ngươi đi ra cho ta. Đây là có chuyện gì? Ngươi đi ra cho ta. Khương Tuyền la lên gọi Khương Phàm. Thế nhưng, xung quanh là mê vụ cuồn cuộn, hắc ám âm trầm, không có bất kỳ lời đáp lại nào. Sau khi Khương Phàm thu Khương Tuyền vào thanh đồng tiểu tháp thì nhanh chóng rời khỏi, đêm khuya ngày thứ hai đã chạy tới một cái chợ đen. Tìm tới chỗ làm nhiệm vụ giao dịch. Nơi này là 20 tinh thạch thượng phẩm. Sau nửa tháng, đưa phong thư này đưa đến Thiên Sư Tông. Bọn hắn sẽ lại cho các ngươi 20 khối tinh thạch thượng phẩm. Khương Phàm không xác định thái độ của Nạp Lan gia, cũng không xác định sẽ gặp phải cái gì, cho nên định vị nửa tháng kỳ hạn.
nếu như mình có thể thành công, Nạp Lan gia tự sẽ liên hệ vương gia. Nếu có gì ngoài ý muốn, chợ đen có thể giúp một tay liên hệ vương gia. Tây Cương, thành Hoàng Phủ. Hoàng thất võ viện. Đại hoàng tử ngồi trên ghế mây, đầu ngửa về đằng sau, hai mắt dài nhỏ lóe ra ý lạnh như độc xà. Trong phòng ngồi rất nhiều người nhưng đều đang cúi đầu, không có người nào dám nói lung tung một câu. Kế hoạch hành động lớn ở La Phù toàn thắng, người người đều đã chiếu theo công trạng mà nhận thưởng. Nhưng, đột nhiên xuất hiện một tin tức đánh bọn hắn trở tay không kịp. Tông chủ Thượng Thanh Tông, Bành Nguyên Hóa đã chết. Toàn bộ La Phù bây giờ nhận định, Bành Nguyên Hóa chính là bị Tây Cương giết chết. Kẻ chủ mưu cho hành động của Tây Cương là Đại Hoàng Tử. Nói cách khác, Đại Hoàng Tử Hoàng Thất Lang ra giết tông chủ đệ nhất tông La Phù. Đại Hoàng Tử lập tức phái người đi điều tra, cũng tại đêm nay đã nhận được tin tức chính xác. Bành Nguyên Hóa, đúng là đã chết. Còn có một chuyện nghiêm trọng hơn, thi thể Bành Nguyên Hóa đã biến mất. Trước một ngày khi sắp hạ táng đã từ từ thần bí biến mất. Vô hồi thánh địa, bọn hắn mang thi thể đi sao? Thanh âm của Đại Hoàng Tử trầm thấp đến dọa người. Viện trưởng Hoàng Thất Võ Viện nói. Điện hạ không cần phải lo lắng. Bành Nguyên Hóa chết đúng là kỳ lạ, nhưng vô hồi thánh địa nhúng tay, ngược lại có thể trả trong sạch cho chúng ta. Trong sạch, ha ha, Thái Thúc viện trưởng nghĩ là, vô hồi thánh địa muốn là một sự trong sạch. Bọn hắn muốn lợi ích phán đoán phù hợp nhất với bọn hắn. Nếu như vô hồi thánh địa nhận định là ta làm, sự thật như thế nào liền không có người để ý. Trong lòng Đại Hoàng Tử khuấy động sát ý. Thiên Cương Tông đáng chết. Nhất định là bọn hắn đã giết Bành Nguyên Hóa, giá họa đến trên đầu của hắn. Thật to gan. Cái này không chỉ là đắc tội hắn, càng là khiêu khích vô hồi thánh địa. Một vị môn chủ tông môn trầm giọng nói. Thiên Cương Tông dám tính kế với chúng ta, không sợ chúng ta đem hiệp ước ném về La Phù. Một vị tông chủ khác nói. Thiên Cương Tông bây giờ đã thành công nhấc lên dư luận, toàn La Phù đều đang hoài nghi Thiên Sư Tông, bây giờ chúng ta đem hiệp ước ném qua đó. Thiên Cương Tông sẽ lập tức thừa cơ làm văn chương, nói là Thiên Sư Tông cùng chúng ta liên hợp tính toán bọn hắn. Đồ hỗn trướng. Đám người trong điện tức giận lại bất lực. Vốn cho rằng đã thành công khống chế Thiên Cương Tông, không nghĩ tới Thiên Cương Tông lại nhắc lên dư luận, không chỉ có chèn ép Thiên Sư Tông, còn đem hiệp nghị giữa bọn hắn biến thành giấy lộn. Các ngươi nói, thật sự là Thiên Cương Tông giết Bành Nguyên Hóa sao? Cốc chủ Hoàng Phong Cốc. Ba Nguyên Chính bỗng nhiên nói ra một câu ngoài ý muốn. Ngoại trừ Thiên Cương Tông, còn có thể là ai? Bọn hắn làm như thế, chính là muốn nhắc lên chiến tranh giữa Thánh Địa và Hoàng Thất. Không chỉ là hãm hại chúng ta, mà còn là phải báo thù năm đó vô hồi Thánh Địa sát hại tông chủ tiền nhiệm của bọn hắn. Ba Nguyên Chính lắc đầu nói. Thiên Cương Tông là kẻ ngu à? Một khi bại lộ, vô hồi Thánh Địa khẳng định sẽ càng nghiêm khắc trừng phạt bọn hắn hơn. Ý của ngươi là, Đại Hoàng Tử từ từ ngồi thẳng người, nhìn Ba Nguyên Chính. Chuyện này, chợt nhìn qua, chính là cách làm của chúng ta. La Phù cùng vô hồi thánh địa, đương nhiên cũng sẽ hoài nghi chúng ta. Mà chúng ta cũng đương nhiên hoài nghi Thiên Cương Tông. Chẳng may, phía sau còn có những người khác đang điều khiển thì sao? Thế này chẳng khác nào là đang tính toán chúng ta, Thiên Cương Tông, vô hồi thánh địa. Ta không nghĩ tới sẽ là ai. Chỉ là đột nhiên có loại dự đoán này. Ba Nguyên Chính lắc đầu, chuyện càng rõ ràng, càng dễ dàng có vấn đề. Đại Hoàng Tử cũng bỗng nhiên cảm giác có chút là lạ. Quá lo lắng. Hay là một người hoàn toàn khác. Ví dụ như, vị lục đệ một mực không có xuất thủ kia. Trong Hoàng Thất, người có tư cách cạnh tranh Hoàng vị chỉ có hắn, Lão Tam cùng Lão Lục. Còn lại không phải linh văn quá yếu thì chính là năng lực quá kém. Hơn nửa năm đến nay, hắn và Lão Tam bận bịu khí thế ngất trời, duy chỉ có Lão Lục. Rất an tĩnh. Ngày mai ta sẽ lập tức lên đường trở về Hoàng Thành. Đại Hoàng Tử cảm giác cần phải lập tức trở về. Trước tiên phải ổn định địa vị của mình, trở thành Thái Tử. Cứ như vậy, mặc kệ Thiên Cương Tông đang tính kế hắn, hay là Lục Đệ đang mưu đồ bí mật, Hoàng Thất cũng đều sẽ toàn lực ủng hộ hắn. Xin Điện Hạ yên tâm, chúng ta sẽ nghiêm phòng La Phù. Đám người liên tiếp đứng dậy, cao giọng cam đoan. Bọn hắn cũng không lo lắng La Phù trong thời gian ngắn sẽ phản kích. Thực lực các tông trong La Phù bị tổn hại nghiêm trọng, Thiên Cương Tông lại đang tính toán Thiên Sư Tông, vội vàng củng cố địa vị, tối thiểu chừng nửa năm,
không thể phản kích. Ba Nguyên Chính theo đám tông chủ các tông cùng rời khỏi Võ Việt, chuẩn bị trong đêm khởi hành trở về Hoàng Phong Cốc. Nhưng, hắn rời khỏi Võ Viện không bao lâu, cảnh tượng xung quanh bỗng nhiên trở nên mông lung mơ hồ, bản thân giống như trong lúc bất chi bất giác đã xông vào một mê trận nào đó. Người nào, đi ra mau. Cốc chủ Hoàng Phong Cốc khẩn trương quát tháo. Người nào dám tính toán hắn, lại còn trực tiếp ở ngoài Hoàng Thất Võ Viện. Người chính là cốc chủ Hoàng Phong Cốc, Ba Nguyên Chính. Một thanh âm già nua trầm thấp phiêu đãng giữa mê vụ sương mù dày đặc phảng phất như gần ngay trước mắt, nhưng cũng lại như hư vô mờ mịt. Ngươi là ai? Đi ra gặp mặt trước đi. Ba Nguyên Chính khẩn trương quát tháo, thanh âm này giống như có một loại lực lượng kinh khủng để toàn thân hắn rét run. Ba cốc chủ không cần khẩn trương, lão hủ chỉ tìm ngươi để hiểu rõ một chuyện. Chuyện gì? Hắc hồn tán. Ba Nguyên Chính chau mày. Các ngươi muốn hắc hồn tán. Lão hủ muốn biết, hắc hồn tán của Hoàng Phong Cốc đã cho những người nào. Thanh âm chợt xa chợt gần, già nua lại giá lạnh để cho người ta nghe không thấu, cũng không nhịn được mà khẩn trương. Ba Nguyên Chính nhìn chằm chằm mê vụ. Hắc hồn tán là bí dược Hoàng Phong Cốc, từ trước tới giờ không truyền ra ngoài. Ba cốc chủ tốt nhất nên nghĩ thông suốt hẳn nói, đây khả năng là có quan hệ đến tính mạng của ngươi. Các ngươi đến cùng là ai? Xin mời ba cốc chủ nói rõ mọi chuyện, chúng ta, đang điều tra nguyên nhân cái chết của một người. Ánh mắt Ba Nguyên Chính lấp lóe, bỗng nhiên biến sắc. Vô hồi thánh địa, các ngươi là người của thánh địa. Còn xin ba cốc chủ nói rõ sự thật, chúng ta chỉ muốn một đáp án, không muốn tính mệnh của ngươi. Thanh âm già nua lại từ trong sương mù bay tới, rất bình tĩnh lại làm cho người thấp thỏm lo âu. Đại hoàng tử, ta chỉ đưa cho đại hoàng tử. Ba Nguyên Chính cũng không dám có giấu giếm gì. Đại hoàng tử, còn đem hắc hồn tán cho ai? Ta vì quan hệ thân thiết nên vụng trộm đưa cho đại hoàng tử. Còn hắn còn có đưa qua cho ai hay không ta cũng không rõ ràng. Ba Nguyên Chính nói xong, lập tức nói. Ta không liên quan tới cái chết của Bành Nguyên Hóa, thật không phải ta giết. Thanh âm không tiếp tục xuất hiện, mê vụ phiêu đãng một lát, dần dần tiêu tán. Ba Nguyên Chính cảnh giác thật lâu. Sau khi xác định không có nguy hiểm liền thở phào nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đến cùng là ai? Ngụy Thiên Thu đứng trên nóc nhà, yên lặng khẽ nói. 8 vị đệ tử, toàn bộ cùng đi ở hai bên trái phải. Bọn hắn từ trên thi thể Bành Nguyên Hóa tra được hắc hồn tán. Hung thủ trực chỉ Hoàng Phong Cốc, kẻ chủ mưu phía sau chính là Đại Hoàng Tử. Mục đích của Đại Hoàng Tử hẳn là khiêu khích thánh địa. Nhìn xem thánh địa thái độ có đủ đảm lượng đối mặt trực diện với Lang Gia Quốc hay không. Nhưng, nếu như kẻ hạ độc lại là những người khác thì sao? Cứ như vậy, hung thủ sẽ là một người hoàn toàn khác. Mục đích đúng là lợi dụng trận hành động Tây Cương này là hãm hại đại hoàng tử, mượn tay thánh địa xử trí hắn. Sẽ là ai, là người trong La Phù, hay là những người khác trong hoàng thất đang ngấp nghé hoàng vị? Trong đầu Ngụy Thiên Thu có vô số suy đoán. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện này rất quan trọng, hơi không cẩn thận thì sẽ phiền phức tới thánh địa. Các ngươi về La Phù điều tra, ta tự mình đi Lang Gia Hoàng Thành một chuyến. Ngụy Thiên Thu hạ lệnh, giống như là quỷ hồn, biến mất trong màn đêm. Tử Vi Thương Hội Tây Cương, Bát Bảo Thành. Nơi này là chỗ ở Tổng hội Tử Vi Thương Hội Nạp Lan Gia khai sáng. Nơi này cũng là một gia tộc lớn duy nhất thuộc về Tây Cương. Chỉ là... Đệ nhất thương hội đã từng huy hoàng sớm đã không còn quang cảnh năm đó. Nạp Lan gia chủ, chưa tới nửa năm thời gian, người của ta đều tới 8 lần. Hôm nay, ta cũng đã tự mình tới. Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào, có thể cho một lời chắc chắn hay không? Phân điện Thiên Hoa hội chúng ta trải rộng Bắc Cương cùng Đông Cương, chỉ là một mực không thể đi đến Tây Cương. Nếu như chúng ta liên hợp, Thiên Hoa hội bước chân vào Tây Cương, chắc chắn sẽ trở thành thương hội to lớn nhất hoàng triều. Tử Vi Thương Hội cũng sẽ mượn nhờ cơ hội lần này, lần nữa bước ra Tây Cương, đi đến các cương vực khác. Đây là, cả hai cùng có lợi. Bên trong khách đường xa hoa nhất Nạp Lan Gia, một nam tử to béo ngồi trên ghế gấm dài, chậm rãi hỏi nam tử phía trước. Gia chủ Nạp Lan Gia, Nạp Lan Sóc cười nhạt nói. Hai bên nếu như có thể hợp tác với nhau tất nhiên là cả hai cùng có lợi, nhưng điều kiện của các ngươi. Nam tử to béo phất tay nói. Chỉ cần Nạp Lan gia chủ nguyện ý hợp tác, bất kỳ điều kiện gì đều có thể bàn bạc.
duy chỉ có, hôn sự giữa lệnh nữ và con ta, không thể động. Những điều kiện khác, chúng ta đều có thể đồng ý. Duy chỉ có chuyện thông gia này, ta còn muốn cân nhắc. Nạp Lan Sóc lắc đầu, lộ ra vẻ khó xử. Nạp Lan gia chủ cho ta một lời chắc chắn, ngươi còn muốn cân nhắc bao lâu? Ta có thể đợi, từ Thiên Hoa Tổng hội đến Bát Bảo Thành này vài ngàn dặm đường, lão già như ta chịu không được giày vò vừa đi vừa về. Chờ khi nào ngươi đã suy nghĩ kỹ ta lại rời khỏi. Nam tử mập mạp theo thói quen mang dáng tươi cười trên mặt, chỉ là ngữ khí không còn khách khí như vậy. Tiểu nữ đi phân hội khác thị sát, chờ nàng trở về, ta sẽ nói chuyện với nàng. Nếu như nàng nguyện ý, ta sẽ phái người thông báo vi hội trưởng. Nạp Lan Sóc mỉm cười nói. Phụ thân, muội muội không phải hôm qua trở về rồi sao? Một nam tử bên cạnh Nạp Lan Sóc đột nhiên tới một câu. Sắc mặt Nạp Lan Sóc trầm xuống, bất mãn quét mắt nhìn hắn một cái. Nam tử lại đi đến phía trước, thi lễ với Nạp Lan Sóc một cái. Phụ thân, tha thứ ta nói thẳng, ta thật không rõ suy tính này có cái gì tốt. Nếu như là trước đây, Nạp Lan gia không cần hợp tác cùng bất kỳ kẻ nào, nhưng bây giờ, hoàng thất đều đã xuất thủ với Khương gia. Bước kế tiếp, rất có thể chính là chúng ta. Nếu Nạp Lan gia chúng ta không thay đổi, tất nhiên sẽ bước theo gót Khương gia. Một thiếu niên ngồi trên xe lăn bên cạnh ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở nam tử. Đại ca, nơi này không tiện nói những lời này. Ánh mắt nam tử lạnh lẽo. Không tiện, chân ngươi không tiện, đến nói chuyện cũng không tiện rồi. Không tiện liền lui ra, không ai bảo ngươi tới. Nạp Lan Sóc quát tháo. Thanh Xuyên, sao lại nói chuyện với tam đệ ngươi như thế? Ta nói chính là sự thật, chúng ta muốn sinh tồn, nhất định phải thay đổi. Lại nói, muội muội ta có cái gì không thể gả? Vi công tử không xứng với nàng. Nam tử nghênh tiếp ánh mắt Nạp Lan Sóc. Đồ hỗn trướng, im miệng. Ánh mắt Nạp Lan Sóc đe dọa nhìn con mình. Nam tử to mập kia cười nói. Nạp Lan gia chủ, nơi này cũng không có người khác, có mấy lời cũng không cần thiết phải giấu. Đã từng là ngũ thánh khai quốc, bây giờ đều là tình cảnh gì chính các ngươi rõ ràng nhất. Đan quốc độc lập với hoàng thất. Nhan gia hoàn toàn phụ thuộc vào hoàng thất để kéo dài hơi tàn, Vu gia sớm đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ Khương gia cũng mất, chỉ có Nạp Lan gia còn kiên trì. Nạp Lan gia các ngươi thật sự nếu không thay đổi, kết quả thật khó mà nói. Nam tử mập mạp là tổng hội trưởng Thiên Hoa hội, Phi Thiên Quân, địa vị ở trong toàn bộ Lang gia quốc đều vô cùng cao, cho nên cũng không ngại nghị luận sự vụ hoàng thất. Nạp Lan Sóc đứng dậy tiễn khách. Còn xin vi hội trưởng xuống dưới nghỉ ngơi. Ta sẽ mau chóng cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Ta chờ tin ngươi. Nam tử mập mạp nâng đỡ hai bên chống thân thể lên, trước khi đi lại nhẹ liếc mắt nhìn đại công tử Nạp Lan Thanh Xuyên. Thanh Xuyên, quỳ xuống. Nạp Lan Sóc chờ sau khi Vi Thiên Quân rời khỏi, tức giận quát to. Nạp Lan Thanh Xuyên quỳ gối trước mặt phụ thân, nhưng vẫn kiên trì nói. Phụ thân, chúng ta nhất định phải phòng ngừa chu đáo, bằng không đợi hoàng thất thật sự đến xử lý chúng ta. Sẽ chế. Ta cảm thấy, thông gia lần này, bắt buộc phải làm. Nạp Lan Thanh Cảnh ngồi trên xe lăn lắc đầu nói. Muội muội không thể đến Thiên Hoa hội. Nạp Lan Thanh Xuyên bất mãn nhìn hắn. Ngươi nói ra một cái lý do xem. Nạp Lan Thanh Cảnh lại chỉ lắc đầu, trầm mặc không nói. Phế vật. Nạp Lan Thanh Xuyên thấp giọng mắng câu, tiếp tục khuyên Nạp Lan Sóc. Bên trong Tam Đại Thương hội Hoàng Triều, Thiên Hoa hội tương đối yếu kém, cho nên mới sẽ chủ động hợp tác với chúng ta, hai thương hội khác căn bản sẽ không liều lĩnh vào việc này. Chờ chúng ta phối hợp Thiên Hoa hội trở thành đại hội đệ nhất Hoàng Triều. Thiên Hoa hội liền có tư cách góp lời cho Hoàng Thất. Hoàng Thất muốn làm gì chúng ta cũng sẽ lo lắng tới Thiên Hoa hội. Ngài không nguyện ý gả muội muội đi, căn bản chỉ là một cái cớ. Mặc dù linh văn của nàng đặc thù, nhưng trước mặt lợi ích của gia tộc, nàng tính là gì? Nạp Lan Sóc chau mày, trầm mặc không nói. Hắn biết rõ tình cảnh gia tộc, cũng rõ ràng ý nghĩa liên minh. Thế nhưng, hắn không làm được quyết định này. Đến cùng là không nỡ gã nữ nhi Nạp Lan Thanh Lạc. Hay là không muốn từ bỏ cái gọi là tôn nghiêm Nạp Lan gia. Hay lại là lo lắng cái gì. Chính hắn đều nói không rõ ràng. Nạp Lan Thanh Cảnh rời khỏi khách đường, đi tới hậu viện gia tộc. Vi Thiên Quân đi rồi sao? Nạp Lan Thanh Lạc áo trắng như tuyết, mỹ lệ xuất trần,
mái tóc đen nhánh mà mềm mại bóng loáng giống như tơ lụa, trên khuôn mặt trái xoan trắng muốt mang theo nhàn nhạt tức giận, mắt to trong veo như nước nhìn Nạp Lan Thanh Cảnh đang tiến đến. Còn ở đây, Nạp Lan Thanh Cảnh lắc đầu. Phụ thân thái độ gì? Phụ thân còn đang do dự, đại ca chủ trương gả. Nạp Lan Thanh Lạc tức giận. Hài tử Vi Thiên Quân là đức hạnh gì, chính hắn không rõ ràng sao? Mà, Thiên Hoa Hội thật là tới giúp chúng ta sao? Nhị tỷ, Thiên Hoa Hội dụng ý khó dò, bọn hắn không chỉ muốn người, càng là muốn Tử Vi Thương Hội chúng ta. Chờ ngày nào đó nuốt lấy chúng ta, trở thành thương hội to lớn nhất, chúng ta sẽ không còn giá trị nữa. Đến lúc đó, đừng nói tìm kiếm che chở, liền xem như sinh sống bình thường đều cần không ngừng trả giá đắt. Phụ thân hẳn là nhìn thấy chút này, cho nên đang do dự. Sắc mặt Nạp Lan Thanh Cảnh tái nhợt, dáng vẻ ốm yếu, bình thường hầu như trầm mặc ít nói, người người cũng cho rằng hắn là một phế vật không có linh văn. Trong toàn gia tộc duy chỉ có Nạp Lan Thanh Lạc biết vị đệ đệ này của mình không đơn giản. Nạp Lan Thanh Cảnh trầm mặc một lát, lại nói. Ta còn hoài nghi phía sau bọn hắn có bóng dáng của hoàng thất. Nạp Lan Thanh Lạc hỏi. Ngươi có ý nghĩ gì? Ta chỉ là hoài nghi. Trong tam đại siêu cấp thương hội Hoàng Triều, Thiên Hoa Hội đứng hàng thứ ba lại dã tâm bừng bừng. Bọn hắn muốn vượt qua hai đại thương hội khác, lựa chọn hợp tác với chúng ta, nhìn qua rất hợp tình hợp lý. Nhưng, sau khi hoàng thất xử lý Khương gia, thời kỳ đối kháng Đan Quốc rất đặc thù, Thiên Hoa Hội chủ động liên minh cùng chúng ta, ít nhiều có chút ý tứ khiêu khích hoàng thất. Bọn hắn, ở đâu ra lá gan này? Nạp Lan Thanh Cảnh nói rất rõ ràng. Khuôn mặt Nạp Lan Thanh Lạc có chút động. Nàng chỉ thấy được Thiên Hoa Hội dụng ý khó dò, vẫn thật không nghĩ tới điểm này. Nạp Lan Thanh Cảnh lắc đầu nói. Ta nói chỉ là hoài nghi mà thôi. Ta đi tìm phụ thân. Nạp Lan Thanh Lạc đang muốn rời khỏi, lại quay đầu nhìn Nạp Lan Thanh Cảnh. Ngươi vì cái gì không tự mình nói với phụ thân, ngươi rốt cuộc muốn ẩn giấu tới khi nào? Nạp Lan Thanh Cảnh nhàn nhạt cười khẽ, nói chỉ một câu. Coi chừng đại ca. Có ý gì? Đại ca có chút khác thường, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho tỷ. Hắn không dám làm gì ta. Nạp Lan Thanh Lạc rời khỏi sân nhỏ. Nạp Lan Thanh Cảnh yên lặng ngồi một hồi trên xe lăn. Từ trong ngực lấy ra một con mèo con đáng yêu, nhẹ nhàng vuốt bộ lông màu tím của nó, khẽ nói hai câu bên tai nó. Mèo con nhẹ nhàng nhảy xuống, biến mất trong viện. Nạp Lan Thanh Lạc vừa đi ra khỏi sân nhỏ không bao lâu liền bị đại ca nàng, Nạp Lan Thanh Xuyên ngăn cản. Thanh Lạc, muội muốn đi đâu? Nạp Lan Thanh Xuyên bày ra một khuôn mặt tươi cười. Ta có việc gặp phụ thân. Nạp Lan Thanh Lạc cũng mỉm cười đáp lễ. Phụ thân triệu kiến các trưởng lão trong tộc đang thương lượng vài chuyện, một lát không kết thúc được. Ta chỗ này có một người khách, vừa vặn muốn gặp muội. Nể mặt đại ca chứ? Nạp Lan Thanh Xuyên đưa tay mời. Khách nào? Người muội không nguyện ý gặp nhất, cũng là người muốn gặp muội nhất. Ta nghe không rõ. Nạp Lan Thanh Xuyên cười cười, nói. Lần này không chỉ là Tổng hội trưởng Thiên Hoa Hội, Vi Thiên Quân tới, hắn cũng đem theo con trai út của hắn. Vi Thừa Hồng đến. Ta còn có việc, không thể gặp. Nạp Lan Thanh Lạc quay người muốn rời khỏi. Nạp Lan Thanh Xuyên đưa tay ngăn lại. Ta biết muội rất mâu thuẫn việc hôn sự này, nhưng đây chỉ là gặp mặt mà thôi. Muội có lời gì, có thể nói với hắn, hắn có ý nghĩ gì, cũng có thể nói ra. À, muội có thể đàm phán một trận. Nạp Lan Thanh Lạc hơi nhíu lông mày, rất không nguyện ý gặp tên công tử áo hoa kia. Ta tự mình bồi tiếp muội. Có cái phải lo lắng chứ? Lan Thanh Xuyên cười cười, giơ tay lên nói. Đi thôi, nể mặt ta. Ta đến tìm gia chủ Lăng gia. Lúc này ngoài cửa viện Lăng gia, một thiếu niên đang ở đó chào hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngươi là ai? Thị vệ ngoài cửa phủ nhàn nhạt liếc mắt thiếu niên tuổi không lớn này. Liền nói con của cố nhân, có việc xin gặp. Khương Phàm khách khí nói. Thị vệ cũng rất không khách khí hừ một tiếng. Gia chủ của chúng ta nhiều cố nhân lắm, ngươi nói là vị nào cố nhân? Khương Phàm đưa cho hai người mỗi người một viên tinh thạch thượng phẩm. Làm phiền hai vị. Hai mắt hai người tỏa sáng, tiểu gia hỏa này đủ hào khí đó. Cùng ta đi vào. Thị vệ bên trái đưa Khương Phàm vào cửa phủ, dẫn đến trong thiên phòng. Nơi này đã tụ tập nhiều loại người, top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, tùy ý trò chuyện.
Đây đều là cố nhân, chờ ở đây đi. Tam công tử rảnh rỗi liền sẽ tới, có chuyện gì có thể trực tiếp nói với hắn. Sau khi thị vệ đưa Khương Phàm vào cũng liền rời khỏi nơi này. Khương Phàm khẽ nhíu mày, nhưng vẫn tìm nơi ngồi xuống. Tiểu gia hỏa, người tới gặp ai? Một người nam tử trung niên nhìn hắn vài lần, chỉ là hài tử. Nạp Lan gia chủ. Ha ha. Nam tử cười, những người khác liên tiếp nhìn qua, cũng đều lộ ra ý cười. Nhưng tất cả đều là chế giễu. Nạp Lan gia chủ há là ai cũng có thể gặp. Người ta là một trong những người đứng đầu hai đại thương hội Tây Cương. Vậy chúc ngươi may mắn. Nam tử lắc đầu, không để ý đến hắn nữa. Chỉ sau chốc lát, một thiếu niên ngồi lên xe lăn bị đẩy đến. Chính là Nạp Lan Thanh Cảnh. Bầu không khí trước đó còn rất nặng nề ngột ngạt đã lập tức náo nhiệt lên, mọi người tranh nhau chen lấn nghênh đón, nhiệt tình chào hỏi cùng thiếu niên trên xe lăn, hy vọng có thể cầu kiến gia chủ Nạp Lan gia. Đây chính là chuyện mỗi ngày Nạp Lan Thanh Cảnh cần phải làm. Tại trong phòng khách này, người tiếp kiến đến từ trời Nam Biển Bắc. Hiểu rõ điều bọn hắn cầu mong, phán đoán mục đích của bọn hắn. Bình thường những chuyện nhỏ đều chính hắn xử lý, chuyện đặc thù hắn sẽ chuyển giao cho người phụ trách tương ứng trong tộc xử lý. Là tam công tử trực hệ Nạp Lan gia tộc, làm chuyện như vậy xác thực thật đáng buồn. Nhưng ai cũng biết hắn ngay cả Linh Văn cũng đều không có thức tỉnh. Chỉ là một phế nhân. Nếu như không phải có thân phận gia tộc đè lấy, hắn khả năng ngay cả tư cách còn sống cũng không có. Mọi người ổn định, từng bước tới. Nạp Lan Thanh Cảnh mỉm cười đưa tay, ngay tại lúc này, trong lòng của hắn hơi động một chút, nghiêng đầu nhìn về hướng trong góc. Không khí náo nhiệt nhanh chóng an tĩnh lại, cũng đều quay đầu nhìn sang. Khương Phàm đàng hoàng ngồi ở phía sau, chuẩn bị các kiểu đi mời gặp. Không nghĩ tới tam công tử kia lại chủ động nhìn tới. Vị tiểu công tử này, người muốn tới gặp ai? Khuôn mặt Nạp Lan Thanh Cảnh có chút động, tập trung vào Khương Phàm. Xin gặp Nạp Lan gia chủ. Khương Phàm đứng dậy đi tới. Ngươi là con của cố nhân. Nạp Lan Thanh Cảnh nhìn chằm chằm Khương Phàm, chuyển động xe lăn. Mời. Xin mời. Rất nhiều người trong điện suýt chút cắn đầu lưỡi. Từng người đều trợn to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Cái quái gì, xin mời. Khương Phàm kinh ngạc nhìn thiếu niên ngồi trên xe lăn này, thống khoái như vậy. Các vị chờ một lát. Nạp Lan Thanh Cảnh di chuyển xe lăn, đi đến nội thất. Khương Phàm hơi do dự, cũng đi theo đi đến. Nạp Lan Thanh Cảnh nhìn thiếu niên trước mặt thật sâu, nhàn nhạt cười khẽ. Thánh Văn, Khương Phàm. Làm sao ngươi có thể nhận ra ta? Khương Phàm rõ ràng mang theo ngọc ngưng dao, che đi bộ dáng. Ta mặc dù không có linh văn, nhưng ta có trực giác rất mạnh. Nạp Lan Thanh Cảnh nhàn nhạt cười khẽ, bên trong ánh mắt sáng ngời nổi lên từng vệt gợn sóng lăn tăn. Coi chừng! Linh hồn đan hoàng đột nhiên nhắc nhở Khương Phàm. Ngươi đang làm gì? Khương Phàm cảnh giác Nạp Lan Thanh Cảnh. Đáy mắt Nạp Lan Thanh Cảnh hiện lên một tia kinh ngạc, cười nhạt mà nói. Mạo muội. Ta muốn bái kiến lệnh tôn. Khương Phàm một bên cảnh giác, một bên hỏi đan hoàng. Vừa rồi hắn đã làm cái gì? Hắn đang nhìn trộm linh hồn của ngươi. Linh hồn đan hoàng cũng rất cảnh giác. Nạp Lan Thanh Cảnh lắc đầu nói. Tổng hội trưởng Thiên Hoa hội, Phi Thiên Quân đích thân đến, người tốt nhất vẫn là không cần xuất hiện. Thiên Hoa hội, chính là tổng bộ Thiên Hoa điện sao? Đúng vậy, bọn hắn cố ý cùng Tử Vi Thương hội chúng ta liên hợp. Hỗ trợ đối phó nguy cơ bây giờ của Nạp Lan gia. Các ngươi đồng ý. Khương Phàm thầm nghĩ hỏng bét, nếu như Tử Vi Thương hội tìm được người hợp tác mới cũng không cần phải cùng hắn mạo hiểm. Phụ thân đang cùng hội tộc lão thương nghị, đoán chừng đêm nay sẽ có kết quả. Nạp Lan Thanh Cảnh hơi trầm mặc, nói rõ sự thật. Chúng ta bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một là bảo trì hiện trạng, đem vận mệnh giao cho Hoàng Thất, hai là liên hợp cùng Thiên Hoa hội. Mượn lực ảnh hưởng của Thiên Hoa hội, tạo áp lực với Hoàng Thất, bảo đảm Tử Vi Thương hội tiếp tục tồn tại tiếp. Các ngươi có khuynh hướng nào? Khương Phàm có loại cảm giác kỳ quái không nói được, tên Nạp Lan Thanh Cảnh này hình như rất thẳng thắn đối với mình. Vì cái gì? Có người tin tưởng chắc chắn rằng chỉ cần Nạp Lan gia an phận thủ thường, Hoàng Thất sẽ không có lý do đuổi tận giết tuyệt. Có người lại cho rằng, Nạp Lan gia hẳn có ý thức gian nan khổ cực. Bây giờ đã không phải là thời đại 200 năm trước,
hoàng thất muốn khống chế toàn bộ lực ảnh hưởng hoàng triều sẽ nhất định tiêu trừ khai quốc ngũ thánh. Còn có người cho rằng, mặc kệ hoàng thất đến cùng nghĩ như thế nào, Nạp Lan gia tộc muốn tiếp tục sinh tồn đều phải thay đổi mạch suy nghĩ. Đều có các thái độ, cũng đều có các đạo lý. Nạp Lan Thanh Cảnh tùy ý nói, giống như không phải đang bàn luận vận mệnh gia tộc, mà là nói chuyện của người khác, không liên quan đến bản thân. Khương Phàm do dự một hồi. Ngươi có thể an bài ta tự mình cùng lệnh tôn gặp mặt sao? Nạp Lan Thanh Cảnh cười. Chúng ta nói nhẹ, chỉ có thể coi là người của gia tộc, không thể chạm vào chuyện gia tộc. Xin hãy tha lỗi. Ta. Khương Phàm vừa muốn mở miệng, Nạp Lan Thanh Cảnh đã đưa tay chặn lại. Kiên nhẫn đợi chút đi. Qua đêm nay, nếu như gia tộc quyết định hợp tác cùng Thiên Hoa Hội, ngươi trong đêm rời khỏi, ta cũng coi như ngươi chưa từng tới. Nếu như gia tộc cự tuyệt Thiên Hoa Hội, ta có thể an bài ngươi gặp mặt nhị tỷ ta. Ngươi có thể thuyết phục nàng, nàng có thể tiến cử ngươi cho phụ thân. Khương Phàm vừa ngồi xuống bỗng nhiên chú ý tới trên trán vị tam công tử này không có thắt lưng gấm, cũng không có thấy linh văn. Nạp Lan Thanh Cảnh cười nhạt nói. Ta không có linh văn, là một kẻ phế nhân, để cho ngươi chê cười rồi. Bị thương sao? Tiên thiên vô linh. Thật có lỗi, ta đã mạo muội. Ta đã quen rồi. Nạp Lan Thanh Cảnh không ngần ngại chút nào. Linh hồn đan hoàng lại lần nữa nhắc nhở Khương Phàm. Cẩn thận, hắn có gì đó quái lạ. Sâu trong đình viện, Nạp Lan Thanh Lạc và Vi Thừa Hồng gặp mặt tan rã trong không vui. Nàng có lòng muốn đến nói chuyện một chút, Vi Thừa Hồng lại cà lơ phất phơ, không chỉ có không có thành ý, còn hay trêu chọc nàng. Nàng không tiếp tục chờ được nữa. Trong nước này, có độc. Nạp Lan Thanh Lạc đang muốn đứng dậy rời khỏi, chợt cảm giác đầu váng mắt hoa. Nước này bình thường mà, làm sao có thể có độc? Vi Thừa Hồng vểnh chân lên bắt chéo, nghiêng mình dựa vào bên cạnh bàn, vuốt vuốt chén nước trong tay. Ta, đau đầu quá. Nạp Lan Thanh Lạc đưa tay đỡ lấy ghế bên cạnh, mệt mỏi ngồi liệt xuống dưới. Chóng mặt thì nghỉ ngơi một lát, đến đây, ta đỡ Thanh Lạc muội muội. Vi Thừa Hồng chống thân thể lên, cười cười đi đến bên cạnh Nạp Lan Thanh Lạc. Đi ra. Đại ca, dìu ta trở về. Nạp Lan Thanh Lạc nhìn đại ca Nạp Lan Thanh Xuyên bên cạnh. Bên trong thiên phòng có giường, ngươi nghỉ ngơi ở đây đi. Nạp Lan Thanh Xuyên thở ơ, trên mặt không còn mỉm cười như vừa rồi nữa mà trở nên vô cùng lạnh nhạt. Đại ca, huynh. Nạp Lan Thanh Lạc ý thức càng ngày càng nặng, thân thể không đưa ra được nửa điểm sức lực, giống như xung quanh cũng đều ngồi không yên. Thuốc này thật có tác dụng. Vi Thừa Hồng hít một hơi thật sâu, xong mở lời. Có thuốc giải thật là tốt, không có ảnh hưởng. Độc, hạ độc. Nạp Lan Thanh Lạc cố gắng hết sức, muốn đi tới chỗ đại ca. Vi Thừa Hồng lại bắt lấy cánh tay mảnh khảnh ngọc ngà của nàng, cười tà ác. Thanh Lạc muội muội mệt mỏi, để ca ca dìu ngươi đi nghỉ ngơi. Nạp Lan Thanh Xuyên lạnh lùng nhìn một màn này. Kết thúc nhanh lên. Nhanh lên, quá xem thường ta. Ta tối thiểu có thể chiến đấu một giờ. Không, bộ dáng thế này, ta có thể tới hai canh giờ. Vi Thừa Hồng chặn ngang ôm lấy Nạp Lan Thanh Lạc, cười lớn đi đến sau tấm bình phong trong thiên phòng. Ở bên ngoài bảo vệ tốt cho ta. Đại ca, ngươi đang làm gì, ngăn cản hắn. Ý thức Nạp Lan Thanh Lạc đang dần hôn mê nhưng vẫn đã hiểu đang xảy ra chuyện gì, khóe mắt nàng chảy xuống hai hàng lệ, mệt mỏi khẽ rên lên. Đại ca đây là vì tốt cho ngươi. Ngươi sớm muộn cũng phải lập gia đình, vì công tử không chỉ xứng với ngươi, còn có thể mang đến cho Nạp Lan gia chúng ta cơ hội mới. Ngươi bây giờ sẽ oán hận ta, nhưng tương lai, ngươi sẽ cảm tạ ta. Đừng nói nữa, nhịn một chút liền qua thôi. Hôm nay là lần đầu tiên của các ngươi, sau khi thành thân thì sẽ còn có vô số lần. Nạp Lan Thanh Xuyên đứng dậy, đi đến bên ngoài gian phòng, thay bọn hắn canh chừng. Đã nghe chưa, tương lai, còn có vô số lần. Ha ha! Vi Thừa Hồng ném Nạp Lan Thanh Lạc tới trên giường, không kịp chờ đợi tháo bỏ y phục đã cười lớn một tiếng, nhảy tới trên giường. Thả ta ra, xúc sinh, đừng đụng vào ta. Nạp Lan Thanh Lạc chảy xuống nước mắt tuyệt vọng, nhưng ngoại trừ hư nhược rên rỉ thì toàn thân cũng không có nửa điểm sức lực. Nàng làm thế nào cũng không nghĩ đến, ca ca ruột thịt của mình vậy mà lại có thể làm ra chuyện ác độc như vậy. Sinh ra ở gia tộc như thế này thì không có nửa điểm thân tình sao? Tới đi, tiểu bảo bối.
Phi Thừa Hồng nắm lấy y phục Nạp Lan Thanh Lạc liền muốn xé mở, một con mèo con màu tím lại đột nhiên nhảy tới trên giường, nhẹ nhàng vuốt nhẹ trên khuôn mặt Nạp Lan Thanh Lạc. Mất hứng, cút ngay. Phi Thừa Hồng đưa tay đánh về phía mèo con lại linh xảo tránh khỏi, chui vào dưới thân thể của hắn. Tiểu tử. Phi Thừa Hồng lại rút tay đi qua, nhưng, mèo con trước đó một giây còn nhu thuận đáng yêu lại đột nhiên đại biến, hình thể đã nhanh chóng tăng gấp 10 lần trước đó, hất Phi Thừa Hồng lên. Miệng nó đầy răng nanh, hung ác dữ tợn, một móng vuốt móc hướng về phía dưới của hắn. Phốc phốc. Máu tươi vẩy ra, có vật rơi xuống đất. A. À. Phi Thừa Hồng ngã xuống đất, ôm phía dưới kêu lên đầy thê lương thảm thiết. Mèo con nhảy lên cửa sổ, quay đầu nhìn Nạp Lan Thanh Lạc, sau đó biến mất ở trong bóng đêm. Tam đệ. Nạp Lan Thanh Lạc thì thào một câu, sau đó ý thức hoàn toàn lâm vào hôn mê. Phi công tử. Nạp Lan Thanh Xuyên vọt tới trong phòng, thấy cảnh này không khỏi sợ hãi. A, a a a. Phi Thừa Hồng ôm phía dưới, lăn lộn khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Trong màn đêm, Nạp Lan gia vô cùng náo nhiệt. Nạp Lan Sóc vội vàng kết thúc hội nghị gia tộc, mang theo các trưởng lão chạy tới xảy ra chuyện. Cũng chính là đình viện của Nạp Lan Thanh Xuyên. Phi Thiên Quân nhận được tin tức, cũng đuổi tới trước tiên. Mèo, là một con mèo. Sắc mặt Phi Thừa Long tái nhợt nằm ở trên giường, giống như là mất hồn, vẻ mặt hốt hoảng vô cùng. Không có. Đồ của ta không còn nữa. Đời ta làm sao có thể sống nữa? Ở đâu ra con mèo? Sắc mặt Nạp Lan Sóc khó coi, hung hăng trợn mắt nhìn Nạp Lan Thanh Xuyên. Ta không có nuôi mèo, trong gia tộc cũng chưa từng thấy qua con mèo nào. Sắc mặt Nạp Lan Thanh Xuyên âm trầm. Lúc đầu dự định sẽ để gạo nấu thành cơm, muội muội trở ngại danh dự, không đồng ý cũng phải đồng ý, thế này phụ thân cũng không có lấy cớ do dự nữa. Hai nhà kết minh nước chảy thành sông. Mình cũng có thể được Thiên Hoa Hội duy trì, khuyên phụ thân thoái vị, sau đó mình tiếp quản Tử Vi Thương Hội. Thật không nghĩ đến, lại bị một con mèo không biết từ nơi nào xuất hiện làm hỏng đại sự. Nạp Lan gia chủ, cho ta một lời giải thích, đây rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Vi Thiên Quân cũng ít nhiều biết bí mật nhỏ giữa Vi Thừa Hồng cùng Nạp Lan Thanh Xuyên, nhưng náo thành dạng này, hắn phải làm bộ không biết, cũng nhất định phải có cách xử lý. Ta nhất định sẽ tra rõ ràng sự thật. Cho Vi công tử một cái công đạo. Người đâu, trước tiên mang Thanh Lạc về nghỉ ngơi. Mấy nữ thị vệ bước nhanh đi tới, ôm lấy Nạp Lan Thanh Lạc vẫn còn đang hôn mê rời khỏi nơi này. Vi hội trưởng xin chờ một chút, ta xử lý chuyện trong nhà một chút trước. Nạp Lan Sóc rời khỏi phòng. Nạp Lan Thanh Xuyên vừa đi theo ra, đối diện chính là một bàn tay thẳng tới mặt. Nạp Lan Thanh Xuyên vội vàng không kịp chuẩn bị quất ngã đến trên mặt đất. Máu tươi tràn ra khóe miệng. Thứ mất mặt xấu hổ, nàng là muội muội của ngươi. Nạp Lan Sóc đè ép tiếng nói, giận dữ mắng mỏ Nạp Lan Thanh Xuyên. Phụ thân không làm được quyết định, ta thay người làm. Nạp Lan Thanh Xuyên quỳ trên mặt đất, cúi đầu, nhưng ngữ khí không có nửa điểm nhận lỗi ý. Gia tộc này sớm muộn cũng là của ngươi, nhưng bây giờ còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ. Nạp Lan Sóc rất phản cảm tính cách luôn luôn chủ trương tự tác này của Nạp Lan Thanh Xuyên. Thế nhưng, ai bảo gia tộc này chỉ có một người thừa kế. Thanh Lạc mặc dù ưu tú, nhưng thân lại là nữ nhi. Thanh Cảnh thì trực tiếp là một phế nhân không có linh văn. Phi Thừa Hồng phế đi thì Thanh Lạc càng hẳn phải gả cho hắn. Nếu không, Thiên Hoa Hội tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nạp Lan Thanh Xuyên cúi đầu nói. Hắn đều phế đi. Ngươi còn muốn nhét muội muội ngươi vào trong tay hắn. Dù sao muội muội cũng không nguyện ý bị hắn đụng vào, thế này cũng vừa vặn. Ngươi, phụ thân, ngươi thật quan tâm muội muội. Nạp Lan Thanh Xuyên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng mắt Nạp Lan Sóc, tiếp tục nói. Hoàng thất bây giờ còn không có biểu hiện ra cái gì, nhưng chúng ta đã ở vào thời kỳ sinh tử tồn vong. Ngươi là tộc trưởng gia tộc đương đại, tất cả quyết định đều sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh toàn tộc. Chút tôn nghiêm, có thể tạm thời buông xuống. Chút kiên trì, cũng không có quan trọng như vậy. Chỉ cần người có thể dẫn đầu gia tộc, đi qua trận kiếp nạn này, thắng được tân sinh, người sẽ được hậu thế khắc ghi. Không ai để ý người lúc đó từ bỏ cái gì, bỏ ra cái gì. Nhưng nếu như ngươi làm quyết định sai lầm gì, hậu thế tử tôn đều sẽ nhớ kỹ là người làm hại gia tộc xuống dốc, làm hại bọn hắn gặp cực khổ. Liền bây giờ mà nói,
cá nhân ta cảm giác, liên minh với Thiên Hoa Hội là sự chọn lựa tốt nhất. Ta không để ý từ bỏ một muội muội, người cũng không nên quan tâm mà từ bỏ một đứa con gái. Lời nói này sắc bén lại trực tiếp khiến cho Nạp Lan Sóc mang theo một trận phản cảm, nhưng gắt gao nhìn chằm chằm hắn một hồi lại nói không ra tới nửa điểm phản bác. Đây chính là điều hắn lo lắng nhất. Một bước đi nhầm, vạn kiếp bất phục. Nếu như hắn cự tuyệt liên hợp, an phận thủ thường, một khi hoàng thất quyết định xuống tay với Nạp Lan gia, bọn hắn ngay cả chỗ phản kích đều không có, chỉ có thể mặc cho nó xâm lược. Thế nhưng, lựa chọn hợp tác liền có thể bảo trụ gia tộc sao? Thiên Hoa Hội, lòng lang dạ thú. Cho đến đêm khuya Nạp Lan Thanh Lạc mới tỉnh lại. Nhị tỷ, tỷ đã tỉnh. Nạp Lan Thanh Cảnh ngồi trên xe lăn, vẫn là bộ dáng tùy ý lạnh nhạt kia, giống như mọi chuyện đều không liên quan đến bản thân. Sắc mặt Nạp Lan Thanh Lạc tiều tụy, ánh mắt hoảng hốt. Bình thường cường thế, uy nghiêm, còn có quật cường đều tại thời khắc này mà sụp đổ. Từng giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt, im ắng trượt xuống gương mặt. Nhị tỷ, có khách. Khách. Nạp Lan Thanh Lạc yếu ớt quay đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn thiếu niên lạ lẫm trong phòng. Đây là con của một vị cố nhân, tới bái phỏng ngươi. Vị cố nhân nào? Nạp Lan Thanh Lạc rất suy yếu, cũng rất khó chịu, không muốn gặp người xa lạ, nhưng do đệ đệ tự mình giới thiệu, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Khương Phàm tự giới thiệu. Gia phụ, Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ. Ý thức Nạp Lan Thanh Lạc hoảng hốt thoáng thanh tỉnh, con ngươi cũng hơi to lên. Nếu như cô nương không tiện, ta có thể ngày mai lại đến. Khương Phàm âm thầm lắc đầu. Phụ mẫu nó, là thân huynh trưởng làm sao lại có thể đem đẩy muội muội vào trong hố lửa như vậy. Thật đúng xem lợi ích thương hội gia tộc là trên hết. Khó trách thời điểm lần đầu tiên vương gia nhắc đến Nạp Lan gia tộc muốn nói nhưng lại thôi. Lần thứ hai nhắc đến muốn cùng Nạp Lan gia hợp tác, vương gia lại phản đối như vậy. Ngươi tại sao lại ở đây? Tự ngươi tới sao? Ngươi muốn làm gì? Có người nhìn thấy ngươi tới đây không? Nạp Lan Thanh Lạc lau đi nước mắt, gian nan chống người lên, liên tiếp đặt câu hỏi. Ta tự mình tới, mang ngọc ngưng dao trên mặt, ta chỉ đến thỉnh giáo mấy vấn đề. Thanh Lạc cô nương nguyện ý dẫn ta tiến cho lệnh tôn, ta sẽ đi qua bái phỏng. Nếu như không nguyện ý, ta trước hừng đông sẽ rời khỏi, tuyệt đối không quấy rầy. Khương Phàm đưa tay ép đụng đụng chất keo trên mặt. Nạp Lan Thanh Lạc nhìn Nạp Lan Thanh Cảnh. Nạp Lan Thanh Cảnh lại lẳng lặng nhìn qua khoảng không ngoài cửa sổ, giống như cũng không để ý. Ngươi muốn hỏi cái gì? Nạp Lan Thanh Lạc quan sát tỉ mỉ thiếu niên này. Thánh thú Khương Phàm. Không chỉ là Khương gia qua đi 200 năm mới lần nữa xuất hiện thánh văn, càng là đệ nhất thiên tài Đại Tân Sinh La Phù. Nhất là sau khi tịch giao, hình luyện biến mất, Đại Tân Sinh của La Phù Sơn Mạch có thể chống lại Khương Phàm cũng chỉ có tên Cửu Nguyên Lương kia. Ta muốn xin hỏi thái độ của Nạp Lan gia tộc các ngươi. Là an ổn, ngồi đợi vận mệnh, là liên hợp thiên hoa, chống lại hoàng thất, hay là phản kích? Phản kích? Nạp Lan Thanh Lạc không hiểu ý tứ của Khương Phàm, gia tộc bây giờ chỉ có hai con đường, một đầu là chờ đợi, một đầu là liên hợp, chưa từng nghĩ tới con đường thứ ba nào cả. Khương Phàm trực tiếp nói. Toàn tộc rút khỏi Tây Cương, rút khỏi Lang gia quốc. Nắm giữ vận mệnh ở trong tay của mình. Nạp Lan Thanh Lạc nhìn mắt Khương Phàm thật sâu. Ngươi đến lôi kéo đồng minh cho Thiên Sư Tông và Khương gia. Thật có lỗi, Nạp Lan gia chúng ta không giống với Khương gia các ngươi, chúng ta là thương hội, liên lụy quá nhiều, chỉ có thể đi về phía trước hoặc ở tại chỗ, không thể lui về phía sau. Thời kỳ bình thường, đương nhiên không thể lui, nhưng thời kỳ vô thường, lui về phía sau mới thật sự là đi về phía trước. Nạp Lan Thanh Lạc suy yếu cười một tiếng. Một hài tử 13 tuổi, chỉ sẽ biết nói mà thôi. Thanh Lạc cô nương, ngươi chỉ lớn hơn ta 3 tuổi, cũng không phải quản lý sự vụ gia tộc. Nếu như ngươi bởi vì tuổi tác xem nhẹ một người, vậy thì quá hạn hẹp. Nạp Lan Thanh Lạc lắc đầu. Nếu như ngươi đủ thông minh, đã nên hiểu ta vừa rồi là đang cự tuyệt ngươi, chỉ là thái độ tương đối uyển chuyển. Khương Phàm lại nói. Nếu như ngươi đủ thông minh, nên nghiêm túc cân nhắc lời nói của ta. Cái gì gọi là hướng về phía trước, cái gì gọi là lui lại. Nạp Lan Thanh Lạc nhìn Khương Phàm trầm mặc một hồi, vuốt vuốt trên trán, để cho mình cố gắng thanh tỉnh. Ngươi lại nói 3 câu nói, thuyết phục được ta, ở lại, nói không được, ngươi trong đêm rời khỏi, ta coi như chưa thấy qua ngươi.
Câu đầu tiên, hoàng thất ngay cả đan quốc đều muốn áp chế, huống chi Tử Vi thương hội. Mặc kệ lúc nào, phương pháp gì, hoàng thất sớm muộn cũng sẽ xử lý Tử Vi thương hội. Câu thứ hai, tại lúc Thiên Hoa hội tìm tới các ngươi, một khắc này, ánh mắt hoàng thất đã tập trung vào Nạp Lan gia tộc các ngươi. Nếu như Nạp Lan gia cự tuyệt hợp tác với Thiên Hoa hội, hoàng thất sẽ xem xét các ngươi đến cùng muốn làm gì. Nếu như Nạp Lan gia cùng hợp tác cùng Thiên Hoa hội, hoàng thất sẽ coi là khiêu khích. Câu thứ ba, lui lại mặc dù rất đau khổ, khó khăn nhưng có thể sống, cũng có thể là một lần tân sinh. La Phù Sơn trải rộng cơ hội buôn bán, có Thiên Sư Tông cùng Khương gia toàn lực hiệp trợ, các ngươi sẽ trở thành một lực lượng hoàn toàn mới tại nơi đó. Ba nhà hợp tác, có thể ảnh hưởng toàn bộ La Phù, cũng mượn tên La Phù, không sợ Lang gia quốc. Mệnh, từ đây giữ ở trong tay chính các ngươi. Nạp Lan Thanh Lạc hơi kinh ngạc. Lời nói này là Khương Phàm của tự mình nghĩ, hay là Khương Hồng Võ dạy? Mệnh. Nạp Lan Thanh Cảnh nhẹ giọng một câu, nhìn qua khoảng không lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tân sinh cũng tốt, 200 năm, cũng nên thay đổi cách sống khác. Nạp Lan Thanh Lạc nghiêm túc suy tính một lát, chống thân thể suy yếu lên, xuống giường. Ngươi chờ ta ở đây. Nạp Lan Sóc đuổi đi tất cả mọi người, ngồi trong thư phòng, một mình tự hỏi tình thế trước mặt. Mặc dù hoàng thất còn không có toát ra bất luận ý tứ gì muốn nhằm vào Nạp Lan gia, nhưng là gia chủ, hắn biết rõ. Thời điểm hoàng thất thật thể hiện ra ý tứ gì kia thì đã trễ rồi. Hắn nhất định phải ở trước đó, làm ra quyết định. Phụ thân, Nạp Lan Thanh Lạc không để ý thị vệ ngăn cản ngoài cửa, đẩy cửa tiến vào. Vừa tỉnh sao, con nên nghỉ ngơi thật tốt. Nạp Lan Sóc ngồi phía sau bàn đọc sách. Hắn không cho châm đèn nến. Cả phòng đen như mực. Phụ thân, ngài quyết định thế nào? Nạp Lan Thanh Lạc chống đỡ thân thể ngồi xuống. Nạp Lan Sóc trầm mặc thật lâu. Nạp Lan gia không thể ngồi chờ chết, nhất định phải đưa ra lựa chọn. Nạp Lan Thanh Lạc căng thẳng trong lòng. Ngài muốn hợp tác cùng Thiên Hoa hội. Thiên Hoa hội là lựa chọn tốt, ta không hy vọng xa vời có thể đi ra khỏi Tây Cương, chỉ hy vọng có thể bảo trụ cơ nghiệp bây giờ. Nhưng ngài liền không có nghĩ tới. Thiên Hoa hội kỳ thật có mục đích khác. Nạp Lan Thanh Lạc vừa sốt ruột, ý thức mê muội một trận, một hồi lâu mới tiếp tục nói. Thiên Hoa hội biết rõ hoàng thất rất có thể sẽ ra tay với chúng ta, còn công nhiên đến nói chuyện hợp tác. Đây không phải khiêu khích hoàng thất sao? Bọn hắn cuối cùng chỉ là một cái thương hội, ở đâu ra lá gan? Con hoài nghi, Thiên Hoa hội đã cùng hoàng thất hợp tác. Cái gọi là kết minh này, chính là hoàng thất muốn xem xét chúng ta. Bắt đầu chiếm đoạt chúng ta. Nạp Lan Sóc ngồi sau bàn đọc sách trầm mặc không nói, cũng không có thể hiện gì. Nạp Lan Thanh Lạc kỳ quái với phản ứng phụ thân, nghĩ lại. Phụ thân, ngài đoán được chút này. Hết thảy đều là suy đoán mà thôi. Vậy ngài còn, nếu như ta cự tuyệt Thiên Hoa hội, cũng chỉ có thể có một lựa chọn. Lựa chọn gì? Đặt cược, ta cược người cầm quyền hoàng thất đời tiếp theo sẽ là đại hoàng tử gần đây Loạn La Phù. Ngài muốn đầu nhập vào hoàng thất. Ta muốn. Nạp Lan Sóc do dự mãi, nhưng vẫn mở miệng. Gả con cho đại hoàng tử. Đầu Nạp Lan Thanh Lạc ông ông một tiếng, còn không có né khỏi dây dưa với visa, bây giờ mình lại muốn bị ném cho hoàng thất. Con gả cho đại hoàng tử, chẳng khác nào thể hiện thái độ Nạp Lan gia chúng ta với hoàng thất. Chúng ta có thể bình ổn vượt qua lần nguy cơ này. Chỉ là, khổ cho con. Nạp Lan Sóc không nỡ Nạp Lan Thanh Lạc. Mà vùng đất cung đình, vô cùng hung hiểm, đại hoàng tử lại có tính tình bạo ngược, cuộc sống tương lai của Nạp Lan Thanh Lạc chỉ sợ sẽ không quá dễ chịu. Trong lòng Nạp Lan Thanh Lạc là một trận bi thương, cảm giác mệt mỏi đột nhiên tăng thêm, giống như cả chút sức lực cũng không có. Thế nhưng, phụ thân, ngài nghĩ tới sau này thì thế nào? Ta gả đi, chỉ có thể bảo đảm thế hệ này, tương lai thì sao? Nạp Lan Sóc nói, ngươi tận khả năng lấy lòng đại hoàng tử. Sinh mấy vị hoàng tử, đời sau liền có bảo đảm. Nạp Lan Thanh Lạc đau thương cười một tiếng. Ngài đều đã tính tốt. Ta tin tưởng trí tuệ của con, tin tưởng năng lực của con, vận mệnh sau này của Nạp Lan gia đặt ở trên người con. Nạp Lan Sóc cũng không muốn làm như thế, nhưng đây là biện pháp duy nhất hắn có thể nghĩ tới. Nếu như ngài kiên trì muốn đem con gả cho hoàng thất, con gả, nhưng trước khi ngài có quyết định cuối cùng, con có một đề nghị. Chúng ta kỳ thật còn có một con đường có thể đi.
Nạp Lan Thanh Lạc nhìn phụ thân, nói. Thừa dịp hoàng thất còn không có ra tay với chúng ta, toàn diện rút khỏi Tây Cương, lui vào La Phù. Thanh Lạc, ta hiểu tâm tình của con, nhưng cái này cũng không phải là có thể thực hiện. Chúng ta ở chỗ này sinh tồn đã 200 năm, cơ nghiệp của chúng ta trải rộng các nơi ở Tây Cương, muốn từ bỏ, nói nghe thì dễ. Nạp Lan Sóc lắc đầu, con đường này không chút suy nghĩ, cũng không cần nghĩ. Người Khương gia tới, xin mời Nạp Lan gia đến La Phù. Thiên Sư Tông và Khương gia, sẽ dốc toàn lực hiệp trợ Nạp Lan gia, vào La Phù. Bắt đầu lại từ đầu. Nạp Lan Sóc nhìn Nạp Lan Thanh Lạc, ánh mắt hơi rung nhẹ, bỗng nhiên đứng dậy. Ai đến rồi? Sóc! Khương Hồng Võ bảo cho ngươi tới. Nạp Lan Sóc chau mày, tuyệt đối không nghĩ tới Khương gia vậy mà lại chủ động tìm tới. Khương Phàm gật đầu. Vâng! Khương Hồng Võ còn nói cái gì không? Nạp Lan gia ở lại Lang gia quốc, vận mệnh vĩnh viễn giữ ở trong tay hoàng thất, Nạp Lan gia lui vào La Phù, mới có thể là tự nắm giữ vận mệnh của chính mình. Nạp Lan Sóc hừ một tiếng. Khương Hồng Võ hắn nói ngược lại nghe thật nhẹ nhàng linh hoạt. Hắn bây giờ nắm giữ vận mệnh của mình rồi, còn không phải giống chó nhà có tang sao, gửi nuôi tại Thiên Sư Tông, sống một ngày tính một ngày. Phụ thân! Nạp Lan Thanh Lạc rất bất mãn ngữ khí của phụ thân. Nạp Lan Sóc hừ một tiếng. Ta nói chính là sự thật. Khương gia là đào tẩu, không phải rút đi. Khương gia bây giờ là an toàn, nhưng đao của hoàng thất cũng chưa có rơi xuống, càng không có dự định thu lại. Một đao này, sớm muộn cũng sẽ bổ trên cổ Khương Hồng Võ hắn. Nạp Lan gia chủ không cần kích động. Lần này ta tới, chỉ cung cấp một phương hướng lựa chọn cho Nạp Lan gia. Các ngươi ở lại, chúng ta tôn trọng, cũng mong các ngươi có thể càng tốt hơn. Các ngươi tiến vào La Phù, Thiên Sư Tông, Khương gia sẽ toàn lực hiệp trợ các ngươi một lần nữa phát triển. Ba bên chân vạc mà đứng, nhất định có thể ảnh hưởng La Phù. Mà La Phù không thể nghi ngờ chính là một nơi có thể chống đỡ Lang gia quốc. Khương Phàm nói đơn giản vài câu liền không nói thêm gì nữa. Phụ thân, ngài khả năng cảm thấy từ bỏ nơi này hết thảy sẽ rất khó, nhưng ở lại liền dễ dàng sao? Nạp Lan gia từ ngày bị quyền định tại Tây Cương kia trở đi, có một đời nào sống được dễ dàng. Ngài có thể lựa chọn gả ta cho hoàng thất, nói không chừng thật có thể thắng được khoan dung, nhưng cung đình tranh đấu, gió tanh mưa máu, ta không phạm sai lầm cũng khó khăn, huống chi muốn bồi dưỡng hoàng tử. Ngài có thể lựa chọn từ bỏ hết thảy, lui về La Phù, có lẽ một lần nữa cất bước sẽ vô cùng gian nan, nhưng nếu như đứng vững bước chân, tương lai Nạp Lan gia liền sẽ thật có một cuộc sống mới. Ngài bây giờ quyết định sẽ ảnh hưởng mấy đời phía sau, thậm chí mười mấy đời. Ta lấy thân phận con cháu Khương gia, thỉnh cầu ngài. Thận trọng quyết định. Nạp Lan Thanh Lạc chậm rãi quỳ xuống trước mặt Nạp Lan Sóc, dập đầu. Nạp Lan Sóc trầm mặc. Quyết định của mình ảnh hưởng tương lai mấy đời người. Lời này, đã không chỉ là một người nói với hắn. Thành, hắn xứng đáng liệt tổ liệt tông, xứng đáng hậu thế tử tôn. Bại. Hắn chính là tội nhân gia tộc, bị hậu thế oán hận. Thật lâu, Nạp Lan Sóc nhắm mắt lại, thật vất vả quyết định từ bỏ Thiên Hoa hội, ủng hộ hoàng thất, kết quả, trước mặt lại nhiều thêm một con đường. Nhất định càng gian nan, nguy hiểm hơn, thậm chí càng hỗn loạn hơn. Thế nhưng, con đường này, tựa hồ có giá trị phấn đấu. Vận mệnh, ít nhất là do mình cầm. Trong lòng Nạp Lan Sóc bỗng nhiên có cỗ nhiệt huyết, đùn một cái, từ bỏ hết thảy. Lại bắt đầu lại từ đầu, thay xương đổi thịt, đẫm máu trùng sinh. Nhưng cỗ này nhiệt huyết rất nhanh đã biến mất. Hắn không chỉ muốn vì mình phụ trách mà còn muốn phụ trách gia tộc khổng lồ, càng phải phụ trách vô số những người phụ trách thương hội đi theo hắn. Huống chi, gia tộc lớn như vậy, muốn rút lui, nói nghe thì dễ, nhưng bất kỳ tình huống bất thường gì cũng đều sẽ phản hồi đến hoàng thất trước tiên. Nạp Lan gia chủ, xin cho ta nói thêm mấy câu. Các ngươi khả năng cảm giác địa vị Thiên Sư Tông ở La Phù bất ổn, có khả năng các ngươi cảm giác thực lực Khương gia rất yếu. Lấy năng lực của bọn họ bây giờ, miễn cưỡng có thể tự vệ nhưng còn chưa đủ để các ngươi toàn diện rút lui. Nhưng, các ngươi có thể phái người tiến vào La Phù điều tra. Toàn bộ Thiên Sư Tông, thậm chí địa vị Khương gia đã vài ngày trước phát sinh thay đổi. Khương Phàm chỉ về mình. Ta, đã được Vô Hồi Thánh Địa thu làm đệ tử. Cái gì? Nạp Lan Sóc có chút biến sắc, ngay cả Nạp Lan Thanh Lạc đang quỳ trên mặt đất đều ngẩng đầu.
hai phụ tử đều khó mà tin được nhìn đến Khương Phàm. Vô hồi thánh địa. Khương Phàm gia nhập vào vô hồi thánh địa rồi. Thánh địa biết rõ Khương gia và Lang gia quốc có mâu thuẫn, lại còn công nhiên tiếp nhận. Đây là khiêu khích, hay là xác thực coi trọng thiên phú của Khương Phàm? Ta tiến vào thánh địa liền không thể nhúng tay chuyện bên ngoài. Nhưng chỉ bằng thân phận này, chỉ ít có thể ổn định địa vị thiên sư tông cùng Khương gia, có thể thay bọn hắn mời chào càng nhiều ủng hộ. Nếu như Nạp Lan gia chân chính quyết định lui vào La Phù, bọn hắn có năng lực bảo hộ các ngươi, có năng lực hơn giúp đỡ bọn ngươi trùng sinh. Trong lòng Khương Phàm nói lời xin lỗi với thánh địa, thật sự là thanh danh này dùng quá tốt. Nạp Lan Sóc gắt gao nhìn chằm chằm Khương Phàm. Thánh địa, đây quả thực là một bước lên trời. Lấy tiềm lực thánh phẩm thú linh văn của Khương Phàm, nếu như được thánh địa bồi dưỡng. Tương lai, tiềm lực vô cùng rộng mở. Bây giờ Khương Phàm còn đứng ở nơi này nói chuyện với bọn họ, tương lai bọn hắn muốn gặp Khương Phàm chỉ sợ đều không có cơ hội. Phụ thân. Nạp Lan Thanh Lạc đứng lên, mong đợi nhìn phụ thân. Giống như Khương Phàm nói, mặc dù tiến vào thánh địa, ngăn cách với đời, nhưng thanh danh dùng quá tốt. Từ nay, ai dám động đến Khương gia đều phải suy nghĩ thật kỹ, thật cân nhắc. Ai dám đụng Thiên Sư Tông cũng phải đắn đo mấy phần. Ở thời điểm này, nếu như Nạp Lan gia có thể thuận lợi lui vào La Phù, tối thiểu có thể bảo đảm an toàn. Các ngươi lui xuống trước đi, cho ta suy nghĩ thật kỹ một chút. Trước tiên Nạp Lan Sóc muốn phái người đi La Phù xác minh tình huống. Rời khỏi phòng, Nạp Lan Thanh Lạc hít không khí trong lành một hơi thật dài, bỗng nhiên cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Ngươi tới nơi ta ở trước đi. Nạp Lan Thanh Lạc không thể tiết lộ thân phận Khương Phàm, chỉ có thể an bài ở lại bên cạnh mình. Ta vẫn nên ở cùng vị tam đệ kia của cô. Khương Phàm rất muốn hiểu vị Nạp Lan Thanh cảnh kia một chút. Chỗ ở tam đệ quá keo kiệt. Nơi ta rộng rãi hơn. Nạp Lan Thanh Lạc cũng nghĩ muốn hiểu rõ Khương Phàm một chút. Nam nữ thụ thụ bất thân, ta vẫn nên tìm Nạp Lan Thanh cảnh thôi. Nạp Lan Thanh Lạc khẽ giật mình, trên dưới đánh giá Khương Phàm một hồi. Một thằng nhóc rách dưới như ngươi, phát dục sao? Khương Phàm bất đắc dĩ, ta nhìn không giống sao? Nạp Lan Thanh Lạc, ta chờ ngươi rất lâu. Thời điểm bọn hắn trở lại sân nhỏ, Vi Thừa Hồng đã đợi ở chỗ này. Sân nhỏ bị đập loạn thất bát tao, vô cùng hỗn độn, Nạp Lan Thanh cảnh nằm như chó chết trên mặt đất, xe lăn cũng hỏng. Mấy tên nam tử đang dùng sức đánh đấm về phía hắn. Bọn thị vệ Nạp Lan gia mặc dù tức giận, nhưng không có ai dám ra mặt ngăn cản. Dừng tay! Nạp Lan Thanh Lạc tức giận quát tháo. Mấy tên nam tử kia nhanh chóng dừng lại, nhìn về phía ngoài viện. Ai bảo các ngươi dừng lại, đánh cho ta, đánh cho đến chết. Vi Thừa Hồng quát tháo. Hắn là một phế nhân, người đánh hắn làm gì? Nạp Lan Thanh Lạc tức giận đến toàn thân run run, còn chưa có khôi phục nên thân thể lay động một trận, kém chút ngã lệch. Lão tử thích thế, đánh cho ta. Vi Thừa Hồng quát tháo. Một tên thị vệ hùng tráng dùng chân đạp vào đầu Nạp Lan Thanh Cảnh. Nạp Lan Thanh Cảnh không phản kháng cũng không la lên, chỉ ôm đầu co ro. Nhưng... ngay thời điểm chân thị vệ kia muốn dẫm lên trên đầu Nạp Lan Thanh Cảnh, một tiểu xà đột nhiên xuất hiện, vung cái đuôi lên đón trận bàn chân. Phốc phốc, thị vệ giống như dẫm chân lên trên đao, bị đâm xuyên. A à, thị vệ kêu thảm lui lại, tiểu xà rút cái đuôi ra, phóng lên tận trời, huy động cánh, dừng ở trước mặt thị vệ, trong chớp mắt, đuôi đao vung kích, rạch ngang yết hầu thị vệ. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Thị vệ ôm yết hầu trào máu lảo đảo lui lại. Thứ gì? Sắc mặt các thị vệ khác đại biến. Tiểu xà biến mất như thiểm điện, lấp lóe ở giữa đông đảo thị vệ, đứng sau lưng một tên bên trong đó. Sắc mặt thị vệ kia hơi biến, lập tức kích phát linh văn, thân thể mảnh khảnh của tiểu xà trước một bước cuốn lấy cổ của hắn, đuôi đao sắc bén chống đỡ chỗ linh văn giữa mi tâm. Đây là của ai? Các thị vệ khác khẩn trương nhìn yêu xà quái dị. Khi dễ một phế nhân, thật có bản lĩnh. Khương Phàm hừ lạnh một tiếng, đi vào sân nhỏ. Ngươi là ai? Ngươi có chuyện gì ở nơi này? Vi Thừa Hồng nhíu mày nhìn thiếu niên xa lạ trước mặt. Nạp Lan Thanh Lạc cũng đẩy người của Vi ra ra, xông vào sân nhỏ, đỡ Nạp Lan Thanh Cảnh trên đất dậy. Hắn là khách của ta. Nạp Lan Thanh Lạc vịn đệ đệ ngồi vào trên băng ghế đá bên cạnh, quát tháo thị vệ Nạp Lan ra phía ngoài.
các ngươi còn phải xem tới khi nào. Không nguyện ý làm thị vệ Nạp Lan gia, bây giờ liền thu thập đồ đạc rời khỏi đây ngay. Bọn thị vệ Nạp Lan gia lập tức xông lại, đem các cường giả Vi gia bước đến bên ngoài viện. Sắc mặt Phi Thừa Hồng tái nhợt, cần người nâng mới có thể đứng ổn. Tiểu tiện nhân, đem con mèo kia giao ra. Nạp Lan gia, không nuôi mèo. Nạp Lan Thanh Lạc liếc mắt phía dưới Vi Thừa Hồng, hừ một tiếng. Đáng đời, tự làm tự chịu. Tiểu tiện nhân, đừng phách lối. Ta đã chấm ngươi, chờ ngươi đến Vi gia, ta sẽ cho ngươi biết tay. Vi Thừa Hồng hận đến nghiến răng nghiến lợi, đến bây giờ còn không thể nào chấp nhận được bảo bối của mình không còn nữa. Tương lai của ta, ngươi không liệu chừng được, nhưng tương lai của ngươi, ta đã có thể thấy được. Vi Thừa Hồng ngươi sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ Thiên Hoa hội, hoạn quan. Ánh mắt Nạp Lan Thanh Lạc cũng đầy oán hận, nếu như không phải có con mèo con kia, mình khẳng định đã bị tên hỗn đản này chà đạp. Tiểu tiện nhân ta giết ngươi. Vi Thừa Hồng giận tím mặt, lại động đến vết thương, đau đến mức hắn phải khom người xuống, mồ hôi rơi trên mặt lớn như hạt đậu. Thanh Lạc, ngươi quá mức rồi, hắn dù nói thế nào cũng đều là vị hôn phu của ngươi. Nạp Lan Thanh Xuyên mặt lạnh từ đằng xa đi tới. Trước khi phụ thân làm ra quyết định, ta vẫn là người của Nạp Lan gia. Nạp Lan Thanh Lạc chưa bao giờ phiền chán đại ca của mình như hôm nay. Ngươi mãi mãi cũng là người Nạp Lan gia. Nạp Lan gia cũng sẽ vĩnh viễn giữ lại sân nhỏ của ngươi. Nhưng, ngươi dù sao cũng là thân nữ nhi, lấy chồng là sứ mệnh khi ngươi sinh ở gia tộc này. Vi công tử có thể để ý ngươi, cũng là phúc khí của ngươi. Làm ca ca, ta cũng vì ngươi mà vui thay. Một chuyện tốt đẹp như thế, tại sao ngươi phải biến thành dạng này? Ngươi xứng đáng với gia tộc, xứng đáng với liệt tổ liệt tông sao? Khương Phàm nghe thấy thì nhíu chặt mày, những lời này nghe qua sao mà chói tai. Nạp Lan gia coi như cùng Vi gia hợp tác cũng là thân phận bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, không phải bán mình. Vi gia cho ngươi chỗ tốt gì, để cho ngươi bỏ công lãng phí gia tộc như vậy? Nạp Lan Thanh Lạc mãnh liệt phản kích Nạp Lan Thanh Xuyên. Chú ý thái độ của ngươi, lãng phí người của gia tộc, là ngươi. Ngươi thuận lợi gia nhập Vi gia, người khác sẽ hâm mộ, gia tộc bởi vì ngươi mà quang vinh. Kết quả ngươi phế đi Vi công tử, thời điểm người khác chế giễu hắn, cũng là chế giễu ngươi, chế giễu Nạp Lan gia chúng ta. Nạp Lan Thanh Xuyên hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Nạp Lan Thanh Lạc cũng biến thành lạnh lẽo. Ta khổ sở thay phụ thân, người thừa kế gia tộc, vậy mà chỉ có thể là ngươi. Ta mệt mỏi rồi, mời toàn bộ các ngươi rời khỏi đây. Nạp Lan Thanh Lạc thấy nhiều người ngoài như vậy, không muốn nhiều lời. Hắn là ai? Nạp Lan Thanh Xuyên liếc mắt nhìn Khương Phàm. Khách của ta. Ta thấy hơi lạ mắt, hình như chưa thấy qua. Ta nói, là khách của ta. Không giới thiệu một chút. Ngươi không xứng. Nạp Lan Thanh Xuyên có chút nhíu mày, cười lạnh. Nhìn ăn mặc thế này, chỉ sợ là thôn phu tử trong thâm sơn cùng cốc đi tới. Nếu là khách Nạp Lan gia, vẫn nên coi trọng y phục một chút, đừng khiến cho chúng ta mất mặt xấu hổ. Khương Phàm cười. Vị công tử này, nếu trong nhà có tiền, liền mua nhiều son phấn chút, che trên mùi vị người, quá nồng rồi. Vị gì? Nạp Lan Thanh Xuyên cúi đầu ngửi ngửi. Khương Phàm cười nhạt một tiếng. Mùi cặn bã. Sắc mặt Nạp Lan Thanh Xuyên phát lạnh. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đừng há mồm, mùi quá nồng. Không biết, còn tưởng rằng ngươi đớp CT. Thô bỉ, quả nhiên là thâm sơn cùng cốc đi ra, không có giáo dục. Khương Phàm không nói chuyện, chỉ bưng kín cái mũi, một mặt ghét bỏ. Nạp Lan Thanh Xuyên nắm chặt nắm đấm. Muội muội, quản giáo tốt khách của ngươi. Khách phải có dáng vẻ của khách, đừng đem mình xem như chó, bốn chỗ cắn người. Ta lặp lại lần nữa, mời các ngươi, rời khỏi đây. Nạp Lan Thanh Lạc cản đến trước mặt Khương Phàm, rằng co với Nạp Lan Thanh Xuyên. Ta cho ngươi thời gian đêm nay để cân nhắc, sáng sớm ngày mai, ta hy vọng ngươi đến gian phòng Vi công tử xin lỗi. Hầu hạ thật tốt, đừng có lại tùy hứng, đây là vì tốt cho ngươi. Nạp Lan Thanh Xuyên tự mình đỡ lên Vi Thừa Hồng rời khỏi sân nhỏ. Sáng sớm ngày mai, ta cũng hy vọng lúc đẩy cửa phòng ra, ngươi sẽ quỳ ở nơi đó. Vi Thừa Hồng quay đầu nhìn Nạp Lan Thanh Lạc, trên khuôn mặt tái nhợt lại nhe răng ra cười. Có loại ca ca thế này sao, nếu hắn là người thừa kế, ta cảm giác Nạp Lan gia muốn rút khỏi Tây Cương sẽ không quá dễ dàng.
Khương Phàm lắc đầu, lo lắng hơn chính là chuyện mình đến đại hội Đan Tông, có thể bởi vì tên cặn bã này mà xuất hiện biến cố hay không. Để cho ngươi chê cười. Nạp Lan Thanh Lạc vẫn luôn không thích tính cách của đại ca, nhưng cũng không nghĩ tới hắn sẽ có biểu hiện hỗn đản như vậy ở trong chuyện này. Nói là cặn bã, đều sợ nhục từ cặn bã. Thanh Cảnh, đêm nay ngươi cũng ở đây, đừng trở về. Nạp Lan Thanh Lạc đỡ Nạp Lan Thanh Cảnh dậy, đi vào gian phòng. Chân của hắn làm thế nào lại bị liệt? Khương Phàm hỏi. Nạp Lan Thanh Lạc nói. Bị người khác cắt đứt. Bị ai? Đại ca. Vì cái gì? Chê hắn khiến cho gia tộc mất mặt, kém chút đánh chết. Nạp Lan Thanh Lạc lắc đầu, không muốn nhiều lời. Đêm dài, không nói gì. Nạp Lan Thanh Lạc nằm ở trên giường, từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, hôm nay quá mệt mỏi, cũng bị thương tâm. Nạp Lan Thanh Cảnh nằm trên giường êm, rất an tĩnh, cũng rất lạnh nhạt, yên lặng nhìn qua khoảng không ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Khương Phàm từ trong cổ áo lấy ra thanh đồng tiểu tháp, tinh tế vuốt vuốt, cũng là đang quan sát cô đang tức giận bên trong, sợ nàng hủy tầng thứ hai. Thương thế Thừa Hồng còn có thể trị không? Vi Thiên Quân trầm mặt ngồi trong phòng, hỏi cung phụng tùy hành. Vật không tìm được, không thể. Tộc lão lúng túng lắc đầu. Không thể tái sinh sao? Không phải có linh dược tái sinh thân thể à? Vi Thiên Quân rất thương yêu tiểu nhi tử này, bằng không thì cũng sẽ không đưa hắn đến cùng Nạp Lan gia tộc làm thông gia. Mà, Nạp Lan Thanh Lạc không chỉ có dáng dấp hoa nhường nguyệt thẹn, linh văn càng đặc biệt, tương lai nhất định có thể giúp Vi Thừa Hồng đứng vững chân trong gia tộc. Không nghĩ tới, vậy mà liền bị phế đi như thế. Linh dược tái sinh thân thể vô cùng hiếm thấy, chờ tìm được, vết thương của công tử nói không chừng đã hoàn toàn khép lại. Tái sinh, càng khó. Chúng ta có thể tìm luyện đan sư cao cấp, luyện chế một viên đan dược. Cung Phụng đưa ra đề nghị, nhưng cũng nhịn không được lắc đầu. Tái sinh thân thể nói nghe thì dễ, nhưng loại đan dược này cũng cần luyện đan sư cấp tông sư có đan thuật cực cao lớn mới có thể luyện ra. Nhưng, những luyện đan sư này thường tôn quý lại kiêu ngạo, để bọn hắn luyện đan tới chữa trị cái thứ này, thật sự là. Ngươi mang thủ dụ của ta đi Đan Quốc, mặc kệ điều kiện gì đều có thể cân nhắc. Cũng mang Thừa Hồng theo, cần phải chữa tốt cho hắn. Vi Thiên Quân phất phất tay, ra hiệu xuống dưới. Lúc này, Nạp Lan Thanh Xuyên đi đến. Ngươi tốt nhất là đừng nên thông đồng với Nạp Lan Thanh Lạc hại con của ta, nếu không ta sẽ để cho ngươi đẹp mặt. Thân thể to béo của Vi Thiên Quân chất đầy trên ghế mây, nhìn rất buồn cười, nhưng trong con mắt thật nhỏ luôn luôn lóe ra tia sáng làm cho người ta rét run, toàn bộ lang gia hoàng triều không có người nào dám khinh thường hắn. Đây là ngoài ý muốn, nhưng chỉ cần phụ thân đồng ý hợp tác, Thanh Lạc sẽ gả vào Vi gia các ngươi. Nạp Lan Thanh Xuyên ngồi xuống đối diện hắn, trầm giọng nói. Hình như phụ thân ta còn đang lo lắng, để tránh sinh biến. Ta muốn xin ngươi lại đi tìm hắn xem. Phụ thân ngươi ngoại trừ chúng ta, không có lựa chọn nào khác. Hắn rất thông minh, sẽ tiếp nhận. Ngược lại là ngươi, thật có năng lực khống chế thương hội lớn như vậy sao? Vi Thiên Quân quệt quệt khóe môi. Thương hội do phân hội trưởng các nơi quản lý, ta chỉ cần được bọn hắn thừa nhận, gia tộc này và toàn bộ thương hội sẽ đều là của ta. Nạp Lan Thanh Xuyên rất có lòng tin đối với mình. Vi Thiên Quân nhẹ gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Nạp Lan Thanh Xuyên hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm tên heo mập trước mặt. Giả ngu sao, ngươi biết mục đích ta tới nơi này. Đồ có thể cho ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Vi Thiên Quân nhàn nhạt cười, chỉ là dáng tươi cười trên khuôn mặt to béo này có vẻ hơi tà ác. Chúng ta đã nói xong điều kiện, ngươi còn muốn cái gì? Đừng có gấp, là chuyện tốt, ta muốn đem nữ nhi của ta gả cho ngươi. Con gái của ngươi, thứ lãng. Nạp Lan Thanh Xuyên kịp thời cắn miệng, không nói ra lời nói quá phận nhưng sắc mặt tương đối khó coi. Vi Thiên Quân chỉ có một đứa con gái, không chỉ lớn hơn hắn 3 tuổi, còn phong lưu thành tính, vô số nam sủng. Sao mình có thể cưới một nữ tử như vậy? Mà, gả nữ nhi không phải trọng điểm, chỉ sợ muốn tới giám sát hắn. Ngươi cưới nữ nhi của ta, con của ta cưới muội muội của ngươi. Liên minh thế này mới có thể để cho người ngoài nhìn thấy thái độ và quyết tâm giữa hai bên chúng ta. Ngữ khí Vi Thiên Quân không thể nghi ngờ. Nạp Lan Thanh Xuyên cắn răng, nửa ngày không nói. Ta hiểu nữ nhi của ta, yêu chơi. Chờ tương lai sau khi thành thân,
nàng chơi việc nàng, ngươi chơi việc ngươi, không can thiệp chuyện của nhau, tốt bao nhiêu. Vi Thiên Quân cười nhạt. Nạp Lan Thanh Xuyên hít sâu một ngụm khí lạnh. Đưa thuốc cho ta. Ha ha, thống khoái. Vi Thiên Quân ném thuốc cho Nạp Lan Thanh Xuyên. Số lượng không nên quá lớn, một ngày một giọt, tiếp tục một năm thì có thể để cho phụ thân ngươi từ từ suy yếu, ngoan ngoãn đem sự vụ gia tộc toàn quyền giao cho ngươi. Sẽ không hại mệnh của hắn. Chỉ cần khống chế tốt số lượng thì sẽ không. Xác định. Nạp Lan Sóc một đêm không ngủ, lo nghĩ tính toán, lựa chọn thứ hai, càng mạo hiểm điên cuồng hơn cũng càng có biến số hơn. Không nghĩ tới sắc trời vừa sáng lên, liền được Tâm Phúc đưa tin tức tới. Thiên chân vạn xác vô cùng xác thực, tin tức oanh động khắp La Phù, các đại tông môn đều đang khiếp sợ. Trong vòng một đêm, địa vị cùng ảnh hưởng của Thiên Sư Tông và Khương Gia ở La Phù đều có thay đổi lớn. Bởi vì dính đến Khương Gia, tin tức cũng ngay lập tức truyền vào Tây Cương. Sáng sớm hôm nay, vừa vặn vừa truyền vào thành Bát Bảo chúng ta. Tâm Phúc rất khẳng định đáp lại, chỉ là không biết gia chủ vì cái gì lại đột nhiên lại cảm thấy hứng thú đối với chuyện này. Nạp Lan Sóc đi qua đi lại trong phòng, trong lòng vẫn có chút giãy giụa, dù sao con đường này hoàn toàn không cách nào đoán được bất kỳ kết quả gì, càng khó có thể thuyết phục gia tộc Cự Phách đã trở nên vô cùng cồng kềnh này. Gọi Nạp Lan Thanh Lạc qua, còn có khách của nàng nữa. Nạp Lan Sóc sâu hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm. Phụ thân, Nạp Lan Thanh Lạc cùng Khương Phàm đi tới đều có chút kỳ quái, không phải muốn chờ mấy ngày sao. Nếu như Nạp Lan gia muốn rút khỏi Tây Cương, Khương gia và Thiên Sư Tông sẽ cho ra trợ giúp gì? Nạp Lan Sóc đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Đáy mắt Khương Phàm lóe lên ánh sáng. Nạp Lan Thanh Lạc đều dùng lực nắm chặt hai tay, Nạp Lan gia muốn đến La Phủ rồi. Nàng cũng không cần lại bị xem như hàng hóa mà bán đi. Tình huống cụ thể, còn cần các ngươi đến Thiên Sư Tông một chuyến, cùng Vương gia và mọi người thương lượng kỹ càng. Nhưng nếu như Nạp Lan gia chủ ngài đã làm quyết định liền phải sớm chuẩn bị kỹ càng. Khương Phàm rốt cuộc cũng có thể hiện ra ý đồ của mình. Chờ người của Nạp Lan gia đến Thiên Sư Tông, bọn người Vương gia cũng chỉ có thể phối hợp. Mà, đạt được thương hội siêu cấp Nạp Lan gia này duy trì, bọn người Dạ Thiên Lan khẳng định cao hứng đến điên, lại nhất định tận hết sức lực phối hợp. Làm hỗ trợ gì? Nạp Lan Thanh Lạc thoải mái tinh thần. Sắc mặt tiểu tụy đều rất nhanh đã khôi phục thần thái ngày xưa. Mỹ lệ, quý khí, kiêu ngạo, giống như là khổng tước hoa lệ, để căn phòng mờ tối đều giống như có nhiều hơn mấy phần hào quang. Nạp Lan gia nếu như muốn rút lui, trước hết làm chút chuẩn bị bí mật, đem thật nhiều những thứ mình muốn sớm đưa vào La Phù. Cứ như vậy, hỗ trợ liền cực kỳ quan trọng. Các ngươi muốn làm chuyện đặc biệt, đem tất cả lực chú ý bên ngoài Nạp Lan gia đều chuyển rời đến phương diện kia. Ví dụ như, Nạp Lan Sóc đương nhiên muốn làm hỗ trợ, chỉ là không biết Khương Phàm muốn làm thế nào. Đem ta, tiến cử đến Đại hội Đan Tông, thế này thì có thể cho bên ngoài tin tức giả, Nạp Lan gia muốn hợp tác cùng Đan Quốc. Thiên Hoa hội, Hoàng thất, chắc chắn khẩn trương, thậm chí là sợ sệt, cũng sẽ tận hết sức lực tiến hành ngăn cản. Các ngươi vừa vặn nắm lấy cơ hội này, cùng Vương gia phối hợp di chuyển. Khương Phàm nói xong. Hai mắt Nạp Lan Sóc cùng Nạp Lan Thanh Lạc đều tỏa sáng, nhưng lại cùng nhau nhíu mày. Là ý kiến hay. Nạp Lan ra hướng về Đan Quốc tìm kiếm trợ giúp. Tin tức này đủ để khiến cho vô số người coi trọng. Chỉ là, Khương Phàm chỉ cần lộ diện, chẳng phải sẽ bại lộ sao? Ta biết các ngươi lo lắng, ta có thể làm cho linh văn của mình phát sinh thay đổi, màu sắc hỏa diễm cũng sẽ thay đổi. Mà, tất cả mọi người cho rằng ta đi thánh địa. Càng sẽ không nghĩ đến ta hiện tại. Nạp Lan Sóc cùng Nạp Lan Thanh Lạc đang nhăn lông mày cũng lập tức giãn ra, hai phụ tử tinh minh đầu óc, cũng bắt đầu cẩn thận tính toán chuyện này. Thật lâu, Nạp Lan Sóc cùng Nạp Lan Thanh Lạc đồng thời gật đầu. Có thể thực hiện. Xong rồi. Trong lòng Khương Phàm trở nên kích động. Nạp Lan Thanh Lạc cẩn thận tính một chuyện, nói. Thời gian Tây Cương đại tuyển chỉ còn 8 ngày, chúng ta có thể dùng danh nghĩa Tử Vi Thương Hội. Trực tiếp tiến cử ngươi đi qua. Hôm nay liền phóng tin tức ra bên ngoài, chúng ta tìm được một vị hỏa văn cường đại, muốn tham gia Đại hội Đan Tông. Nạp Lan Sóc tin tưởng chỉ cần tin tức này vừa ra liền có thể để tất cả chú ý và hiểu ý đồ của Nạp Lan ra bọn hắn. Khương Phàm nói, ta có câu nói, vị trưởng tử của ngài hình như rất thân cận với Thiên Hoa Hội, ta
ta lo lắng hắn sẽ làm hỏng việc. Nạp Lan Sóc suy nghĩ. Liền dùng lý do hắn thương hại Thanh Lạc, cấm đoán hắn. Gia chủ, vi hội trưởng xin gặp. Lúc này, thị vệ phía ngoài thông báo. Mời hắn vào. Nạp Lan Sóc ngồi trở lại phía sau bàn đọc sách. Nạp Lan gia chủ, suy tính thế nào? Vi Thiên Quân chuyển thân thể to béo đi đến, chỉ là có chút ngoài ý muốn, nơi này lại còn có hai tiểu hài nhi. Thanh Lạc, mang Nạp Lan Thanh Diệu đi xuống đi, chuẩn bị cẩn thận, không nên phụ kỳ vọng của ta. Nạp Lan Sóc nếu làm quyết định, suy nghĩ cũng linh hoạt hơn. Quan trọng hơn chính là muốn rút ngắn quan hệ với Khương Phàm. Tiểu tử này tương lai chính là người của Thánh Địa. Nạp Lan Thanh Diệu. Vi Thiên Quân có chút nhíu mày, nhìn đến Khương Phàm, đây là hài tử chi thứ nào sao? Đây là nghĩa tử của ta, Nạp Lan Thanh Diệu. Vị này là Tổng hội trưởng Thiên Hoa hội, Vi Thiên Quân. Nạp Lan Sóc giới thiệu cho bọn hắn. Nghĩa tử. Vi Thiên Quân kỳ quái, lúc này còn nhận nghĩa tử. Phụ thân, yên tâm, với thiên phú của Thanh Diệu nhất định có thể đi đến Đan Quốc. Nạp Lan Thanh Lạc chỉ nói một câu, liền mang theo Khương Phàm rời khỏi. Đan Quốc. Sắc mặt Vi Thiên Quân hơi động. Hắn rất khôn khéo, lập tức nghĩ đến một loại khả năng nào đó. Nạp Lan gia muốn từ bỏ hợp tác cùng Thiên Hoa hội, lựa chọn Đan Quốc. Không thể không nói, đây đúng là biện pháp tốt mở ra lối riêng. Đan Quốc đã sớm bởi vì Kỳ Thiên Điện mà cảm nhận được nguy cơ. Khương gia bị phế, kích thích không chỉ là Nạp Lan gia, còn có Đan Quốc. Nhận nghĩa tử, đưa đến Đan Quốc, Nạp Lan gia chủ đây là ý gì? Ánh mắt Phi Thiên Quân cũng dần dần nhìn thẳng người sau bàn đọc sách, sau đó hắn mở hai tay đẩy thị vệ đang đỡ mình ra. Tử Vi Thương hội chúng ta vẫn luôn ở bên ngoài tìm kiếm hỏa văn ưu tú, bồi dưỡng thành luyện đan sư. Cái này người cũng biết, Thiên Hoa hội các người bồi dưỡng luyện đan sư cũng không ít. Đây là người mà chúng ta cho rằng là có thiên phú nhất từ trước đến nay. Năm trước ta đã nhận hắn làm nghĩa tử, chỉ là nghĩa tử này của ta, tâm tính quá cao. Luôn cảm thấy thương hội không thích hợp hắn. Lần này trước khi đại hội Đan Tông bắt đầu, hắn đã đến quấy rầy đòi hỏi, ta một mực không đồng ý. Bây giờ thực sự không lay chuyển được, liền để hắn đi. Nạp Lan Sóc thuận miệng lập lên lý do, lại hợp tình hợp lý, giọt nước cũng không lọt. Vi Thiên Quân đương nhiên không tin cái gì gọi là quấy rầy đòi hỏi, không lay chuyển được, đây chỉ là những lý do thoái thác, nhất định là Nạp Lan Sóc chuẩn bị. Buông tay đánh cược một lần, dùng nghĩa tử kết minh với Đan Quốc. Vậy còn kết minh giữa chúng ta, Nạp Lan gia chủ suy tính thế nào? Vi Thiên Quân nhìn thẳng mắt Nạp Lan Sóc. Nạp Lan Sóc cố ý làm ra thể hiện khó xử, do dự, sau đó mới lên tiếng. Ta một mực coi Thanh Diệu là con ruột mà đợi, đại hội Đan Tông đối với hắn rất quan trọng, kẻ làm phụ thân như ta đây cũng muốn coi trọng. Về phần kết minh giữa chúng ta, không ngại để thêm 2 tháng nữa. Chờ chuyện của Thanh Diệu kết thúc, ta lại mời Vi hội trưởng tới. Đến lúc đó, ta nhất định cho ngươi một lời chính xác nhất. Nạp Lan Sóc biểu hiện rất áy náy. Đại hội Đan Tông tượng trưng cho quy cách đan sư so đấu cao nhất trong hoàng triều chúng ta, ngươi rất có lòng tin đối với nghĩa tử này. Vi Thiên Quân nói bóng gió, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Hắn muốn thử xem liền cứ để hắn thử một chút, nếu như có thể gia nhập Đan Quốc, ta thay hắn kiêu ngạo. Nếu như không được, thương hội chúng ta cũng có thể bồi dưỡng hắn thành tài. Vi hội trưởng, còn chưa có ăn điểm tâm đúng không? Ta an bài người đi làm, cùng nhau ăn chứ. Nạp Lan Sóc nói bóng gió, ta đã quyết định, ngươi. Cút đi. Nạp Lan Thanh Diệu là chuyện gì? Vi Thiên Quân rời phòng, thấp giọng quát hỏi Nạp Lan Thanh Xuyên chờ đợi ở bên ngoài. Ai? Nạp Lan Thanh Xuyên sững sờ, từ đâu xuất hiện một tên Thanh Diệu? Lấy tên trong gia tộc đặt, rõ ràng, cũng chỉ có 3 huynh muội bọn họ. Phụ thân ngươi nhận nghĩa tử. Phụ thân ta còn có nghĩa tử. Ngươi không biết. Nói đùa cái gì vậy? Nạp Lan Thanh Xuyên cau chặt lông mày. Xem ra phụ thân ngươi còn có rất nhiều chuyện giấu giếm ngươi. Hắn là luyện đan sư thiên phú nhất Nạp Lan gia các ngươi những năm này tìm được. Nạp Lan Sóc muốn đem hắn đề cử đến Đại hội Đan Tông, tiếp xúc với quốc quân Đan Quốc. Đáy mắt Phi Thiên Quân hiện lên một tia sắt lạnh. Phụ thân muốn kết minh cùng Đan Quốc. Nạp Lan Thanh Xuyên lập tức nghĩ đến vấn đề mấu chốt. Thế nhưng, nghĩa tử. Luyện đan sư có thiên phú nhất. Đùa ta sao?
Phi Thiên Quân sượt qua người Nạp Lan Thanh Xuyên. Thuốc của ngươi, có thể tăng liều lên. Ánh mắt Nạp Lan Thanh Xuyên lấp lóe một lát, cho đến khi đến đỉnh viện Nạp Lan Thanh Lạc. Chính là hắn. Nạp Lan Thanh Xuyên chỉ vào Khương Phàm, chất vấn Nạp Lan Thanh Lạc. Hôm qua có người ngoài ở đây, ta không nói rõ ràng. Hắn không phải khách, là người nhà, tứ đệ của ta. Nạp Lan Thanh Lạc giúp đỡ Khương Phàm nắm lấy cái danh, đệ đệ, này, kéo đến trong lồng ngực mình. Khương Phàm ho khan một cái, thoáng giữ một khoảng cách. Xấu hổ vì đã đụng phải. Một đứa nhà quê thô bỉ cũng xứng làm người Nạp Lan gia ta. Nạp Lan Thanh Xuyên rất khó chấp nhận. Không chỉ bởi vì giấu giếm mình, cũng không chỉ là bởi vì muốn cùng kết minh với Đan Quốc, càng quan trọng hơn là để hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Hắn là người thừa kế gia tộc, cũng là người thừa kế duy nhất, khi không lại có thêm một tên nghĩa tử liền nhất định sẽ có uy hiếp. Nhất là, nghĩa tử này còn một mực được ẩn giấu. Nạp Lan Thanh Lạc hừ một tiếng. Nói thật, hắn so ngươi càng xứng đáng hơn. Nạp Lan Thanh Xuyên chỉ vào Khương Phàm, lời nói lạnh nhạt. Ngươi không xứng với cái họ Nạp Lan này, thức thời một chút, tự mình từ bỏ, biến ra khỏi Nạp Lan ra. Nếu không, ta ở chỗ này một ngày, tuyệt đối sẽ không tán thành ngươi. Chờ ta làm gia chủ, ngươi càng sẽ vô cùng khó xử. Khương Phàm không nói gì, chỉ giơ tay lên một cái, bưng kín cái mũi. Thô bỉ, biến ra ngoài, đừng ô nhiễm Nạp Lan ra. Nạp Lan Thanh Xuyên lui lại hai bước, thét lên ra lệnh với thị vệ phía ngoài. Người đâu, bắt lấy hắn, ném ra ngoài cho ta. Thị vệ phía ngoài lập tức xông tới, nhưng không phải vây quanh Khương Phàm, mà là bắt lấy bả vai Nạp Lan Thanh Xuyên. Các ngươi làm cái gì đấy? Mù rồi sao, ta bảo các ngươi bắt hắn. Nạp Lan Thanh Xuyên gầm thét. Đại công tử, gia chủ có lệnh, nhốt ngươi cấm đoán. Dựa vào cái gì? Chúng ta chỉ tiếp nhận mệnh lệnh gia chủ, đại công tử, đắc tội. Bọn thị vệ đã khống chế Nạp Lan Thanh Xuyên lại, không để ý hắn giãy giụa, ném ra khỏi đình viện. Hỗn trướng, thả ta ra, các ngươi chán sống, thả ta ra, ta muốn gặp phụ thân. Tiếng Nạp Lan Thanh Xuyên tức giận càng ngày càng xa, biến mất trong trang viên. Để cho ngươi chê cười. Nạp Lan Thanh Lạc lắc đầu, càng vô cùng thất vọng đối với người đại ca này. Có cái gì thay đổi dung mạo không? Mặc dù Khương Phàm mang theo Ngọc Ngưng Dao, nhưng thứ này đứng ở khoảng cách gần xem xét liền có thể phát hiện ra mánh khóe. Ta nhớ là trong nhà có cái mặt nạ, có thể thay đổi dung mạo, gọi thiên diện quỷ. Bất quá! Bất quá cái gì? Mặt nạ sẽ thấm đến trong da thịt, tan đến đầu khớp xương, vô cùng đau đớn. Cho ta! Khương Phàm chỉ cần hiệu quả, không để ý đến đau đớn. Ngươi xác định có thể thay đổi màu sắc hỏa diễm. Nạp Lan Thanh Lạc nhất lo lắng chính là điểm này, dù sao kim viêm thánh hỏa của Khương Phàm quá bắt mắt. Chỉ cần biểu hiện ra ở trước mặt mọi người, ngay lập tức sẽ khiến cho mọi người hoài nghi. Hẳn là có thể, chúng ta lúc nào thì xuất phát. Đại hội sau 8 ngày nữa chính thức cử hành, chúng ta tốt nhất trong vòng 3 ngày liền khởi hành ngay. 3 ngày, đầy đủ. Trước tiên tìm cho ta một chỗ yên tĩnh, ta muốn thay đổi linh văn. Nạp Lan Thanh Lạc mang theo Khương Phàm vào bí địa của gia tộc, do đám thân vệ tâm phúc của gia chủ nghiêm mật chấn giữ. Dùng nội tu công quyết dẫn dắt sát lục chi hỏa, tận lực không cần lưu lại kinh mạch, dùng tốc độ nhanh nhất dẫn vào khí hải. Dùng chu tước linh nguyên của ngươi thôn vệ sát lục chi hỏa. Linh hồn đan hoàng chỉ đạo Khương Phàm. Tốt, bắt đầu. Khương Phàm sâu hít một ngụm khí lạnh, vận chuyển đại diệu thiên kinh. Chờ một chút. Đều lấy ra cửu linh dưỡng nguyên đan cùng thanh thần đan, tùy thời chuẩn bị áp chế sát lục chi hỏa. Linh hồn đan hoàng rất rõ ràng sát lục chi hỏa nguy hiểm như thế nào. Lấy cảnh giới và thân thể Khương Phàm bây giờ, kỳ thật vô cùng mạo hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ gặp phải phản phệ. Mà hắn chỉ là sợi hồn niệm, ngoại trừ thay Khương Phàm quan sát tình huống, cái gì khác cũng đều không làm được. Bắt đầu. Khương Phàm dọn xong đan dược để trước mặt. Vận chuyển công quyết đại diệu thiên kinh. Hỏa điểu chu tước trong khí hải ngẩng đầu dương cánh, phát ra tiếng gáy to sắc nhọn, khí thế mãnh liệt quét sạch khí hải. Trong mảnh không gian linh lực màu vàng óng, nó chính là chúa tể, là kẻ khống chế tất cả. Khí hải mãnh liệt, mê vụ ngập trời. Kinh mạch toàn thân phát sáng, trùng kích linh văn trên trán. Linh văn giống như là một con chu tước chân chính, từ trong ngủ mê thức tỉnh,
tràn ngập ra thánh uy kinh người, còn có cỗ lệ khí đáng sợ. Giờ khắc này, toàn thân Khương Phàm lượn lờ kim quang, khí chất đều có sự thay đổi. Cường thế, nghiêm túc, đại diệu thiên kinh trở nên sinh động, lấy thân thể làm môi giới, cướp đoạt năng lượng xung quanh. Khương Phàm dẫn đạo công quyết, hình thành vòng xoáy thôn vệ ở hai tay, bao phủ cổ đăng. Cổ đăng nhảy vọt dẫn dắt hỏa diễm màu máu nhanh chóng tràn vào vòng xoáy, tiến vào thân thể Khương Phàm. Đại diệu thiên kinh trước tiên đem nó khống chế, lướt qua kinh mạch, đẩy xuống khí hải. Hỏa điều nở rộ lên uy thế cường thịnh, bay múa ở trên không, tiếp dẫn sát lục chi hỏa. Thôn vệ, chính thức bắt đầu. Khương Phàm cũng nhận ảnh hưởng mãnh liệt, ý thức hoảng hốt, không ngừng hiện lên suy nghĩ giết chóc, bực bộ, tức giận. Bất quá còn có thể tiếp nhận, có thể giữ vững thanh tình. Khương Phàm thở phào, tiếp tục hấp thu sát lục chi hỏa. Vừa rồi bắt đầu rất thuận lợi, nhưng sát lục chi hỏa trong cổ đăng giống như không có tận cùng, mặc cho Khương Phàm dẫn dắt thế nào nó vẫn một mực không ngừng tuôn ra. Một giờ, hai giờ. Khương Phàm không chịu nổi, góp nhặt sát niệm giống như cuồng phong dưới đại dương mênh mông, không ngừng nhấc lên sóng to gió lớn đánh thẳng vào ý thức Khương Phàm đang đau khổ kiên trì. Thanh thần đan, hai viên. Linh hồn đan hoàng uy nghiêm cảnh cáo. Khương Phàm thoáng thanh tỉnh, lập tức ăn vào hai viên thanh thần đan. Từng luồng khí tức thanh lương tràn ngập toàn thân, xua tan nhiệt ý nóng hổi, thanh tỉnh ý thức. Khương Phàm cắn chặt răng, tiếp tục hấp thu. Sau đó không lâu, hỏa điều trong khí hải lại không chịu nổi, vẩy xuống hồng quang. Nhuộm đỏ lấy không gian. Cửu linh dưỡng nguyên đan, một viên. Linh hồn đan hoàng nhắc nhở lần nữa. Khương Phàm đưa tay cứng ngắc bắt lấy một viên, nhét vào trong miệng. Cửu linh dưỡng nguyên đan ẩn chứa năng lượng đặc biệt lại cường thịnh, sau khi lưu chuyển toàn thân thì như là thác nước rót vào khí hải, đụng chạm hỏa điều. Hỏa điều mãnh liệt dương cánh, liệt diễm ngập trời, uy thế phóng đại. Hồng quang vẩy xuống đầy trời nhanh chóng hội tụ về phía nó. Nhưng, hỏa diễm trong cổ đăng vẫn liên tục không ngừng. Cái này không chỉ là hỏa diễm, càng là năng lượng. Khương Phàm đều có cảm giác muốn bị bạo no, không thể không triển khai hỏa dực, tiêu hao linh lực trong thân thể. Chịu đựng, đừng có ngừng, tin tưởng linh nguyên ngươi, tin tưởng linh văn ngươi, thế này sẽ kích phát tiềm lực của nó. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trước trước sau sau thôn vệ dài đến 6 giờ, phóng thích, tàn phá, tra tấn Khương Phàm đến sức cùng lực kiệt, phảng phất muốn đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ông! Trong cõi u minh vang lên một tiếng kỳ quái, cảnh giới Khương Phàm đã đột phá, bước vào linh nguyên cảnh nhị trọng thiên. Trận đột phá này tới thật là kịp thời. Linh nguyên cảnh đột phá, nương theo thay đổi vô cùng mạnh mẽ. Trực tiếp nhất chính là phạm vi khí hải tăng mạnh, độ mềm và độ rộng kinh mạch đều tăng lên rất nhiều. Khương Phàm ăn vào viên thanh thần đan thứ 5, ổn định tinh thần, thôi động đại diệu thiên kinh tiếp tục dẫn dắt sát lục chi hỏa. Hắn cũng không tin, hỏa diễm bên trong cổ đăng này là không có tận cùng. Nhưng, đúng vào lúc này, mặt ngoài cổ đăng đột nhiên xuất hiện vết nứt, không đợi Khương Phàm kịp phản ứng, vết nứt nhanh chóng lan tràn, cho đến khi bỏ đầy cổ đăng. Không tốt! Sắc mặt Khương Phàm đại biến. Răng rắc! Long! Cổ đăng vỡ nát, hóa thành huyền quang đầy trời, sát lục chi hỏa mất đi trấn áp phóng thích toàn diện. Như hung thú núi lửa từ thời hoang cổ bộc phát từ bên trong không gian kỳ dị. Liệt diễm vô biên như máu nhuộm giữa bầu trời. Thanh thế quá kinh khủng. Mật thất chấn động, không gian vặn vẹo. Giống. Một thân ảnh giống như cự ma đột nhiên xuất hiện, dẫn dắt sát lục chi hỏa vô biên, nhào về phía Khương Phàm. Cổ đăng không phải vật chứa, mà là phong ấn. Linh hồn đan hoàng kinh hô. Đây là, chủ nhân của sát lục chi hỏa. Khương Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị liệt diễm va chạm mãnh liệt, cuồn cuộn cuốn lấy hắn bay ra ngoài, đập ầm ầm trên tường đá mật thất. Huyết sắc liệt diễm lửa mạnh màu máu cuồn cuộn giống như đại dương mênh mông, mãnh liệt tiến vào thân thể Khương Phàm. A! À, Khương Phàm kêu lên thê lương thảm thiết. Khí hải bạo động, mạch máu phồng lên, thất khiếu rớm máu, bảy lỗ trên cơ thể, miệng, hai mũi, hai tai, hai mắt. Liệt diễm còn liên tục không ngừng tràn vào, giống như nộ trào, giống như bão lũ. Toàn thân Khương Phàm nhanh chóng bành trướng, mạch máu, động mạch chủ còn có thể kiên trì, mao mạch lại toàn bộ vỡ vụn. Máu tươi đầy tràn toàn thân, chảy ra da thịt,
khí hải bị nhồi vào, kịch liệt biến lớn, phảng phất lúc nào cũng có thể nổ tung. Chu Tước kêu to, điên cuồng thôn phệ, lại không làm nên chuyện gì. Linh Văn nở rộ cường quang chói mắt, cực lực áp chế sát lục chi hỏa, nhưng rõ ràng hồng quang giống như muốn bị ăn mòn. Đây vẫn chỉ là đau đớn của thân thể, một cỗ ý thức giết chóc đáng sợ trong nháy mắt chật ních trong đầu Khương Phàm. Khương Phàm trừng trừng hai mắt, con người tan rã. Trong đầu tràn ngập vô tận khí tức sát phạt. Tức giận, oán hận, điên cuồng, tuyệt vọng, giết chóc, tử vong. Nhiều loại cảm xúc cực hạn từ trong đầu quét sạch toàn thân, thấm vào linh hồn. Một thân ảnh đáng sợ bám vào trên linh hồn Khương Phàm. Lít nha lít nhít như dây leo, quấn quanh lấy, rồi thấm vào. Khương Phàm, tỉnh lại, Khương Phàm. Linh hồn đan hoàng gào to, bất đắc dĩ vì là hồn niệm quá yếu, căn bản không ảnh hưởng tới Khương Phàm. Giống như ngay cả âm thanh của hồn niệm cũng đều bị sát lục chi hỏa đè ép. Nơi này còn có khách khác. Một thanh âm tràn ngập bạo ngược cùng giết chóc đột nhiên vang lên xung quanh linh hồn đan hoàng. Ngươi muốn mượn thể trọng sinh. Linh hồn đan hoàng cảm nhận được áp bách khủng bố kia, đạo linh hồn vần quanh lên hắn, lúc nào cũng có thể đem hắn xé nát, triệt để chôn vùi. Thân thể này, tư chất tốt, không tệ, đáng tiếc, cảnh giới quá yếu. Thanh âm nhanh chóng bao phủ linh hồn đan hoàng. Ngươi, có thể biến mất, thân thể của ta, không cho phép có tạp chất. Ngươi, cũng có thể biến mất, thân thể này, ngươi không thể chạm vào. Linh hồn đan hoàng vừa dứt lời, hỏa điểu trong khí hải đột nhiên phân hóa, biến thành vô số tia sáng màu vàng, lan tràn khí hải, tầng tầng gia cố, càng trùng kích đến kinh mạch toàn thân, thẳng tới linh văn trên trán. Trong chớp mắt, một bóng người xuất hiện giữa hồn hải vàng óng. Sát lục chi hồn kinh động. Ngươi là ai? Ý thức của Khương Phàm dưới sự kích thích của giết chóc vô tận đã vẽ ra ký ức hỗn loạn mơ hồ. Là phiến chiến trường tu la tràn ngập giết chóc cùng tuyệt vọng. Là huyết hà ngập trời, đại địa lún xuống, tai nạn sát tràng. Chỉ là lần này, giống như đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Sâu trong chiến trường, thân ảnh uy nghiêm hùng tráng kia đã trực diện với Khương Phàm. Từng bước một đi về phía hắn. Mỗi một bước rơi xuống, đều nương theo lấy một thanh âm. Thiên âm liệt liệt vang vọng thiên khung như vạn cổ lôi đình rơi xuống mặt đất. Thương huyền đại lục, xí thiên giới, phần thiên luyện vực, vạn thế triều, bách tộc chiến trường, đông nam môn. Khương Phàm như thật đang đứng giữa hoang dã đang chảy đầy máu, nhìn chăm chú thân ảnh đang dần dần đi tới. Càng ngày càng cao lớn, càng ngày càng rõ ràng. Ánh mắt Khương Phàm lắc lư, rốt cuộc cũng thấy được chân dung. Đó là, ta. Sát giới hỗn loạn đột nhiên đứng im. Chiến trường vô tận bỗng nhiên mông lung. Chỉ có thân ảnh kia vẫn đứng vững trong thiên địa, tràn ngập ngọn lửa màu vàng óng phần thiên diệt địa. Một hỏa điểu hoa lệ thon dài thành hình sâu trong liệt diễm. Nó che khuất bầu trời, lệ khí như biển. Nó hoa lệ uy nghiêm, bế nghễ thiên địa. Chu Tước, vạn cầm chi tổ, diệt thế chi linh. Thân thể Khương Phàm từ từ bay lên không đối mặt với thân ảnh uy nghiêm kia. Chúng ta, trở về. Thân ảnh kia vươn bàn tay khổng lồ đến trước mặt Khương Phàm. To như núi lớn, đường vân như giang hà, liệt diễm như nham tương chảy xuôi, tràn ngập mỗi đường vân. Phần khí thế khủng bố diệt tuyệt đập vào mặt, giống như là muốn hòa tan Khương Phàm. Chúng ta, Khương Phàm hoảng hốt, nhìn trước mặt mình. Chúng ta, đạo thân ảnh kia đưa bàn tay to lớn tới phía trước. Tay phải Khương Phàm lại tự nhiên nhấc lên, nhẹ nhàng đụng một cái với bàn tay kia. Ầm ầm, thân ảnh sụp đổ. Liệt diễm sôi trào đầy trời. Chu Tước vặn vẹo, hào quang màu vàng vô biên. Ngươi là ta là ngươi, ta là kiếp trước, ngươi là đương thời, chúng ta, trở về. Thanh âm ù ù, vang vọng đất trời. Chiến trường sụp đổ, ác mộng vỡ vụn. Ý thức Khương Phàm đột nhiên bị vô tận ký ức lấp đầy, tất cả suy nghĩ giết chóc như thủy triều lui bước. Bên ngoài Cửu Châu, tại vực sâu đáy biển. Cấm khu của nhân gian. Vùng đất hư vô. Một cửa đá rộng rãi hùng vĩ đứng vững tỏa ra ánh sáng vạn trượng, sôi trào khí lãng ngập trời. Cửa đá đóng chặt lại không ngừng có thần bí lực lượng xuyên thấu vết nứt cửa đá, xen lẫn hình ảnh phức tạp, khi thì như vạn thú gào thét, khi thì giống như chiến tướng hỗn chiến. Xuyên thấu qua cửa đá vết nứt, có thể nhìn thấy bên trong lít nha lít nhít tượng đá đứng vững nơi đấy, như là không có giới hạn. Bọn chúng sinh động như thật,
cứ như do người sống đổ mà thành. Bọn chúng mặc áo giáp bên trong, bên ngoài có tố y. Nhìn qua như lăng mộ thạch tượng, là đưa tang cho người nào đó. Khí tức sát phạt vô tận ngưng tụ thành huyết vân nồng đậm ở trên không, che khuất bầu trời, rung động lòng người. Thời khắc khi Khương Phàm cùng đạo ký ức thân ảnh kia chính thức gặp nhau, vô số pho tượng sau cửa đá đều giống như có phát giác. Từng tia ánh sáng như máu lại sắt lạnh lấp lóe bên trong ánh mắt bọn chúng, sau đó bình tĩnh lại. Không lâu sau, một pho tượng ầm vang sụp đổ, xông ra một sợi u quang lấp lóe qua lại giữa đám tượng đá, cuối cùng xông ra vết nứt cửa đá, cuốn lên một chiến binh ở phía ngoài, dung nhập vào trong đó. Chiến binh này không biết đã ngủ say bao nhiêu năm tháng, lại tại thời khắc dung hợp u quang bộc phát lên sát khí trùng thiên, như hùng binh gào thét truyền ra trăm vạn, âm thanh chấn động vùng đất hư vô. Ngô Hoàng, một tiếng khẽ nói, chiến binh gánh chịu lấy sợi u hồn kia, chấn vỡ trói buộc của vùng đất hư vô, xé rách vực sâu nơi đáy biển, phóng tới Thương Huyền. Sau cửa đá, trăm vạn tượng đá ù ù rung động, chấn động vô số mảnh vỡ rớt xuống. Trăm vạn tiếng nỉ non quanh quẩn thiên địa. Kinh dị, lại rung động. Ngô Hoàng, chúng thần, xin đợi ngàn năm. Bên ngoài Thương Huyền, thập tam hải bát châu, vô số thánh địa, thần triều, hoàng tộc, thậm chí vô thượng đế tộc đều có phát giác. Từng lão quái vật ngủ say trong bí cảnh, cổ quan, phần mồ mả. Đều mở ra con mắt thâm thúy lại tang thương nhìn về phía đại địa Thương Huyền xa xôi. Thương Huyền có biến, cha. Từng tiếng thét lên ra lệnh, như cổ kiếm ra khỏi vỏ, chấn thiên động địa. Thương Huyền, Tây Bộ. Đại diễn thánh địa. Một vị lão nhân khô gầy khiêng cổ quan nặng nề đi ra từ trong dãy núi. Ngắm nhìn yêu khí bao phủ ngập trời bên trong thánh địa phương xa. Cửu U Chi Quang, luân hồi khí tức, thiên hậu, là ngài sao? Lão nhân lắc lắc đầu khẽ nói, kích động, hoảng hốt. Gia Nô, chờ ngài ngàn năm. Hai mắt khô cạn của lão nhân chảy xuống dòng huyết lệ, chậm rãi quỳ xuống đại diễn thánh địa mà dập đầu. Giờ này khắc này, bên trong đại diễn thánh địa là một mảnh bối rối. Chủ mẫu mang thai chưa đủ 10 tháng. Hôm nay lại đột nhiên đau từng cơn. Thai nhi, sắp lâm bồn. Để bọn hắn vừa rung động vừa khẩn trương chính là, vạn dặm sơn lâm đã lâm vào yên tĩnh, yêu khí từ bốn phương tám hướng trào lên mà đến, dập cả đất trời, bao phủ toàn bộ thánh địa. Thánh chủ đại diễn thánh đại kêu gọi tất cả trưởng lão bế quan tỉnh lại, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Lúc Khương Phàm tỉnh lại đã nằm trên giường Nạp Lan Thanh Lạc. Ngươi đã tỉnh. Nạp Lan rõ ràng thở nhẹ ra. Khương Phàm ngồi xuống, ý thức có chút hoảng hốt. Hôm qua ta tới đưa thiên diện quỷ cho ngươi, phát hiện ngươi hôn mê liền đem ngươi trở về. Ngươi không sao chứ? Nạp Lan Thanh Lạc đến đỡ Khương Phàm dậy. Khương Phàm xoa cái đầu đang căng đau. Có gương đồng không? Nơi này, cho ngươi. Nạp Lan Thanh Lạc đưa cho Khương Phàm một cái gương đồng đẹp đẽ. Khương Phàm nhìn mình bên trong. Trên mặt lộ ra một tia thần tình phức tạp. Ta, đều nhớ ra rồi. Đều, nhớ ra rồi. Linh Văn ngươi là làm thế nào được như vậy? Nạp Lan Thanh Lạc quan sát Linh Văn Khương Phàm rất lâu. Trước đó như thế nào nàng không biết, nhưng màu sắc vậy mà thật có thể biến thành màu đỏ như máu. Thánh Văn ta rất đặc thù. Khương Phàm không nhiều lời. Không chỉ có Linh Văn biến thành màu máu, kinh mạch, linh nguyên, khí hải. Đều biến thành màu máu. Chỉ là năng lượng này quá mạnh, hay là vì ảnh hưởng của ý thức? Muốn hoàn toàn luyện hóa, chỉ sợ cần đến 10 ngày nửa tháng. Người của Thiên Hoa Hội đi rồi sao? Khương Phàm ăn vào một khỏa thanh thần đan, điều trị khí tức, dọn dẹp sát khí. Hôm qua liền đi. Ê hụ thân cũng phái người đi La Phù, đoán chừng 3 năm ngày thì có thể đến Thiên Sư Tông. Người tốt nhất nên nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai liền xuất phát. Đại hội Đan Tông đã tiếp nhận tiến cử của chúng ta, người có thể trực tiếp tham dự Tây Cương đại tuyển. Nạp Lan Thanh Lạc nghĩ đến gia tộc sắp nghênh đón, tân sinh, mình lại có thể tự mình trải qua, tự mình tham dự, trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Vậy ca ca ngươi đâu? Giam lại rồi. Nạp Lan Thanh Cảnh đi cùng chúng ta không? Khương Phàm nhìn thiếu niên trên xe lăn. Chân ta không tiện, thân thể cũng yếu, vẫn nên ở nhà. Nhị tỷ từ 10 tuổi đã bắt đầu tiếp xúc chuyện gia tộc, trải qua nhiều chuyện, có nàng bồi tiếp, đủ để ứng phó các việc ngoài ý muốn. Nạp Lan Thanh Cảnh một thân y phục màu trắng, tóc dài như thác nước, có loại cảm giác tĩnh mỹ đặc thù.
cho ngươi, thiên diện quỷ. Nạp Lan Thanh Lạc đem một tấm mặt nạ đen như mực giao cho Khương Phàm. Sáng sớm hôm sau, Nạp Lan Thanh Lạc tỉ mỉ ăn mặc một phen, đứng ở trước mặt Khương Phàm. Dáng người cao giáo thướt tha, khí chất ưu nhã mê người, phối hợp y phục phú quý, loại tư thái đại gia khuê tú sống an nhàn sung sướng kia đủ để cho vô số nữ tử mỹ lệ ở trước mặt nàng ảm đạm phai mờ. Nhất là đôi mắt kia, linh động trong suốt, lại lấp lóe như ánh sao có thể khiến người ta chìm sâu vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Khương Phàm cũng nhìn không được mà nhìn nhiều mấy lần. Cô cười lên vẫn rất đẹp mắt. Đẹp mắt. Nạp Lan Thanh Lạc rất im lặng, lời ca ngợi này nói thật đơn giản. Nhị cô nương, tứ công tử, chúng ta nên xuất phát. Một vị nam tử trung niên từ bên ngoài đi tới, khẽ gật đầu với Nạp Lan Thanh Lạc, lại nhìn vị tứ công tử đột nhiên xuất hiện này. Nạp Lan Thanh Lạc giới thiệu cho Khương Phàm, nói. Vị này là Lữ Lương Nhân, thị vệ tâm phúc của phụ thân. Hắn tự mình dẫn đội, phụ trách an toàn của chúng ta. Làm phiền. Khương Phàm đi theo đám bọn hắn ra khỏi sân nhỏ. Nạp Lan cô nương, trên đường có rảnh giới thiệu cho ta Hoàng Thất Võ Viện, còn có Kỳ Thiên Điện. Gọi nhị tỷ. Nạp Lan Thanh Lạc thấp giọng nhắc nhở câu. La Phù, Thiên Sư Tông. Ngươi là người Nạp Lan gia. Khương Hồng Võ đi đến Thanh Vân Điện Thiên Sư Tông, thấy được tâm phúc Nạp Lan sóc bí mật chạy tới. Ta là tổng quản nội viện Nạp Lan gia tộc, Lương Nghĩa, từ nhỏ bồi tiếp gia chủ lớn lên. Lần này là phụng mật lệnh gia chủ, đến đây bái kiến Khương Vương. Một nam tử gầy gò xốp áo choàng lên, lộ ra một nụ cười trên mặt. Gia chủ của các ngươi có chuyện gì? Khương Hồng Võ rất kỳ quái, cũng bao nhiêu năm không có liên hệ, vì cái gì hết lần này tới lần khác lúc mình, gặp rủi ro, đều vụng trộm chạy tới. Yến Tranh, Côn Bác, còn có Khương Uyển Nhi đều tới đây, kỳ quái đánh giá vị tâm phúc gia chủ lang gia này. Chuyện gì đáng giá để đối phương ngàn dặm xa xôi chạy đến La Phù này? Lương Nghĩa ngây ra một lúc, nhìn kỹ mắt Khương Hồng Võ. Ngài, đây là ý gì? Ta có ý tứ gì? Khương Hồng Võ khẽ nhíu mày, làm cái gì? Khương Vương, ngài cũng đừng nói đùa ta. Nạp Lan gia chúng ta, chơi không nổi trò đùa này. Lương Nghĩa cũng hơi nhíu lông mày. Dạ Thiên Lan ở bên cạnh nhìn người này, lại nhìn người kia. Vị Lương Tổng Quản này, nếu không, ngươi nói việc ngươi trước đây trước được không? Ý đồ ta đến, Khương Vương không rõ ràng. Ngài nếu như phải gìn giữ cái gọi là kiêu ngạo, để cho chúng ta đến chủ động, sợ rằng sẽ ảnh hưởng trận đàm phán này của hai bên. Lương Nghĩa nhìn thẳng ánh mắt Khương Hồng Võ, trong lòng có chút tức giận. Hắn ngày nằm đêm đi, nhấc lên nguy hiểm to lớn, một mình xông vào sâu trong La Phù này, vốn cho rằng sẽ được Khương Hồng Võ kích động tiếp đãi. Không nghĩ tới lại là nhìn thấy từng tấm mặt mo ngây ngốc ra như thế. Đàm phán. Trong điện tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, làm sao lại kéo tới đàm phán? Khương gia muốn cùng Nạp Lan gia đàm phán. Chẳng lẽ là Nạp Lan gia được Hoàng Thất nhờ vả, tới khuyên Khương gia hàng? Sắc mặt Khương Hồng Võ bỗng nhiên biến đổi, chăm chú nhìn Lương Nghĩa, thử thăm dò nói một câu. Khương Phàm. Thái độ Nghị công tử và thái độ Khương Vương thế nhưng hoàn toàn không giống nhau. Lương Nghĩa khô cằn nói. Sắc mặt Khương Hồng Võ lại biến, một luồng khí nóng dâng lên, kém chút đã phát tiết ra ngoài. Khương Phàm thế nào? Bọn người Khương Uyển Nhi đều nhìn về Khương Hồng Võ, thấy biểu hiện của Vương gia giống như đã biết một chút gì đó. Lương Tổng Quản chờ một lát. Khương Hồng Võ bước nhanh đi đến hậu điện, sau đó bộc phát ra gầm lên giận dữ. Hồ nháo, hồ nháo. Ha ha. Vị Lương Tổng Quản này, xin chờ một chút. Dạ Thiên Lan ra hiệu các trưởng lão khác bước nhanh đi đến hậu điện. Bọn người Yến Tranh cũng đều đi đến theo. Phụ thân, thế nào? Khương Uyển Nhi nhìn sắc mặt tái xanh của phụ thân, giật nảy mình. Đứa nhỏ này. Khương Hồng Võ dùng sức nắm chặt nắm đấm, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn hồ nháo. Lão nhà đầu Khương Tuyền kia sao lại cũng đi theo hồ nháo. Khương Hồng Võ đi qua đi lại trong phòng, lấy năng lực Khương Phàm khẳng định không ngăn được Khương Tuyền, coi như chạy, cũng có thể bắt trở lại. Bây giờ Khương Phàm đột nhiên xuất hiện ở Nạp Lan gia, đồng thời mấy ngày ngắn ngủi liền phái người đến liên hệ, rất có thể là đã thuyết phục lão nhà đầu Khương Tuyền kia. Chẳng lẽ nàng không biết thân phận mình sao?
Cái này nếu như bị hoàng thất nhận ra, chẳng phải là cho Vô Hồi Thánh Địa một cái phiền toái to lớn sao? Khương huynh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Dạ Thiên Lan cũng nghiêm túc mà hỏi, có thể làm cho vị Khương Vương này tức giận đến như thế khẳng định là không phải việc nhỏ. Khương Phàm không có đi Vô Hồi Thánh Địa, nó đã chạy đến Nạp Lan gia. Khương Hồng Võ hít thở bình phục tâm tình. Hắn chạy tới nơi đó làm gì? Dạ An Nhiên đối với Nạp Lan gia có chút ấn tượng, đó là một trong hai đại siêu cấp thương hội Tây Cương, cùng chợ đen La Phù và Thạch Thành đều có chút mua bán ngoài luồng. Mà, Nạp Lan gia từng giống như Khương gia, đã từng là một trong những gia tộc cường thịnh nhất Lang gia quốc, sau này bị hoàng thất chèn ép, quyển định tại một vực ở Tây Cương. Hắn muốn lợi dụng Nạp Lan gia, đến đại hội Đan Tông. Hắn muốn lợi dụng Đan Quốc, bắt sống đại hoàng tử. Đám người có chút há mồm, khó có thể tin được mà nhìn Khương Hồng Võ. Làm sao ngài biết? Hắn trước đó có đề cập với ta bị ta cự tuyệt. Khương Hồng Võ không nghĩ tới Khương Phàm lại nói liền thật đi làm. Quá hổ nháo. Quá manh động rồi. Tiểu tử này thật biết suy nghĩ. Yến Tranh âm thầm hít một hơi, Thánh Văn chính là Thánh Văn, lá gan đủ lớn. Một mình chạy đi đến Lang Gia Quốc, còn chuẩn bị bắt đại hoàng tử. Đừng nói người của Lang Gia Quốc khẳng định nghĩ không ra, những người bên cạnh như bọn hắn đây cũng không dám nghĩ. Nếu như hắn làm lớn chuyện, Thánh Địa sẽ không tiếp tục thu nhận hắn. Hắn nghĩ như thế nào? Sao có thể lấy vận mệnh mình đùa như vậy được chứ? Yến Khinh Vũ thầm mắng Khương Phàm là tên điên. Tốt đẹp không muốn, vậy mà lại làm loạn như thế. Phụ thân, Nạp Lan gia chủ động đẩy đến đàm phán là có ý gì? Hẳn là bọn hắn đã giữ lại Nghị ca ca. Khương Uyển Nhi bỗng nhiên khẩn trương hỏi. Ta đi tìm kiếm trước. Quá hổ nháo. Bọn người Khương Hồng Võ trở lại đại điện, sau khi bình phục tốt cảm xúc, thử thăm dò hỏi một câu. Gia chủ của các ngươi muốn cái gì điều kiện? Thiên Sư Tông, Khương gia, buông xuống tất cả sự vụ trước mắt, toàn lực hiệp trợ Nạp Lan gia rút khỏi Tây Cương. Lương Nghĩa cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Đại điện bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người gắt gao tập trung vào Lương Nghĩa. Không phải bắt cóc Khương Phàm. Rút lui. Nạp Lan gia muốn rút toàn tộc khỏi Tây Cương. Đây là thế nào? Đáy mắt Dạ Thiên Lan trước hết nhất liền hiện lên một tia sáng, Nạp Lan gia từ bỏ Tây Cương, chuyển đầu đến La Phù. Lấy nội tình Nạp Lan gia, tài lực, tài nguyên, đừng nói toàn bộ rút khỏi, coi như rút khỏi cái 1/3, đều là tài phú rộng lượng. Nếu như Thiên Sư Tông, Khương gia có thể phối hợp lẫn nhau, hiệp trợ Nạp Lan gia trùng kiến cổ thành, mở ra thị trường La Phù. Tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn phát triển cổ thành đầu tiên, trở thành trung tâm giao dịch đều không phải là hy vọng xa vời. Thiên Sư Tông sẽ một lần nữa được Khương gia cường đại khổng lồ trợ lực. Khương Hồng Võ khó có thể tin, rút lui. Nạp Lan gia lại muốn toàn bộ rút khỏi đó. Lão hồ ly Nạp Lan sóc kia làm sao lại làm ra quyết định này? Đây cũng không phải là một gia tộc liền có thể rút lui đơn giản như vậy, mà dính đến hệ thống thương hội khổng lồ. Há có thể nói rút lui liền rút lui. Khương Phàm đã cho bọn hắn hứa hẹn gì? Dạ Thiên Lan hít hơi hai cái, bình phục tâm tình kích động, lại nhìn không được liếc mắt nhìn Khương Hồng Võ. Đây cũng không phải là hồ nháo. Đây là làm chuyện lớn. Con rể ta bảo bối này, thật sự làm rất tốt. Trở về liền đính hôn, ha ha, nhất định phải giữ lại. Điều kiện của chúng ta chỉ đơn giản như vậy. Khương Vương có ý kiến gì hay không? Lương Nghĩa thấy bọn hắn còn đang trầm mặc, trong lòng có chút do dự. Nếu Thiên Sư Tông và Khương Hồng Võ đối với trận hợp tác này không quá hứng thú, bọn hắn đến cùng có đáng phải đem vận mệnh gia tộc giao cho La Phù hay không? Chỉ cần Nạp Lan gia nguyện ý vào La Phù, chúng ta tất sẽ toàn lực ủng hộ. Về phần tình huống cụ thể, ta muốn tự mình đến thành Bát Bảo, tiếp gia chủ của các ngươi. Khương Hồng Võ muốn tới Nạp Lan gia để hiểu rõ cặn kẽ tình huống. Thái độ chân thực của Nạp Lan gia chủ, tình cảnh trước mắt của Nạp Lan gia tộc, cùng nguy hiểm nội bộ của Nạp Lan gia. Loại rút lui quy mô lớn như thế này vô cùng nguy hiểm, sẽ nương theo rất nhiều biến cố. Hơi không cẩn thận liền có thể bị hoàng thất chân áp. Những tông môn Tây Cương võ viện kia đều không phải ăn chay, một khi nhận được mệnh lệnh thì bọn hắn sẽ giống đàn sói mà bổ nhào qua, đem Nạp Lan gia xé thành từng mảnh nhỏ. Liền ngay cả nội bộ Nạp Lan gia tộc đều có thể bởi vậy xuất hiện những ý nghĩ sai lệch. Phụ thân,
thân thể của người. Khương Uyển Nhi lo lắng, một số nơi Tây Cương rất có thể sẽ gặp được nguy hiểm, chẳng may phụ thân kích động cảm xúc, cảnh giới xuất hiện thay đổi kịch liệt, thật sẽ mất mạng. Chúng ta bồi vương gia đi qua. Yến Tranh, Côn Bác toàn bộ đứng dậy. Vốn cho rằng thời gian phản kích hoàng thất xa xa khó vời, không nghĩ tới Khương Phàm đã nhanh như vậy liền tạo cho bọn hắn một cơ hội. Bọn hắn sao có thể vắng mặt? Dạ An Nhiên lại hỏi Lương Nghĩa. Khương Phàm hắn ở đâu? Bây giờ hẳn là đã đến thành hoàng phủ, hắn muốn tham gia đại hội đan tông. Lương Nghĩa nhìn thấy thái độ bọn hắn có chỗ cải thiện, cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi. Dạ tông chủ, La Phù nơi này trước hết giao cho ngươi. Ta muốn đem toàn bộ người của ta mang đi. Khương Hồng Võ vươn người đứng dậy, hướng Dạ Thiên Lan xin chỉ thị. Ta sẽ tận lực liên hệ Linh Cực Tông và những tông môn kia, thời khắc tất yếu, sẽ trước tiên đưa đến trợ giúp. Mặc dù dư luận ở La Phù Sơn Mạch cực kỳ bất lợi đối với Thiên Sư Tông, Thiên Cương Tông bắt đầu bức bách bọn hắn giao người, nhưng, chuyện Khương Phàm gia nhập Thánh Địa đã đưa tới oanh động cực lớn cũng hòa hoãn tình thế của bọn hắn, trong thời gian ngắn còn không người dám trực tiếp khiêu khích Thiên Sư Tông. Nhưng nơi này cũng cần người tự mình tọa chấn, không phải vậy hắn cũng cùng đi. Khương Uyển Nhi đứng dậy yêu cầu nói. Phụ thân, con cũng đi. Các ngươi không thể đi. Linh hồn cảnh trở xuống, toàn bộ đều ở lại Thiên Sư Tông cho ta. Thành Hoàng Phủ, cổ thành khổng lồ nhất Tây Cương, cũng là nơi có lực ảnh hưởng lớn nhất. Nơi này tọa lạc tại trung tâm của khu vực Tây Cương, lại là chỗ ở của Hoàng Thất Võ Viện. 3 năm một lần, Đại hội Đan Tông, Tây Cương đại tuyển, liền tuyển ở chỗ này. Mỗi khi đến lúc này, nhân số bên trong thành hoàng phủ sẽ ở trong mấy ngày ngắn ngủi tăng vọt đến ngàn vạn người. Chen chúc ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Thời điểm mỗi một châu địa chọn luyện đan sư phái đi đến đây đều sẽ gây nên oanh động và vây xem. Trên thế giới này, địa vị của luyện đan sư có thể nói là không cách nào dung chuyển, nhất là luyện đan sư cấp tông sư. Bởi vì tất cả võ giả tu luyện đều không thể rời bỏ đan dược. Một viên đan dược có thể quyết định vận mệnh của ngươi. Một viên đan dược cũng có thể cứu vớt tính mạng của ngươi. Trong cuộc đời nói không chừng lúc nào đó gặp phải tình huống ngoài ý muốn liền có thể để cho ngươi có được một viên đan dược đặc thù. Đại hội đan tông này không thể nghi ngờ toàn bộ là quy cách tuyển bạt đan sư cao nhất hoàng triều, rất nhiều người trong đó đều có khả năng sẽ trở thành tông sư cao cao tại thượng, thậm chí tông sư cấp bậc lớn, được vạn người ngưỡng mộ. Bây giờ trước thời hạn có thể sớm giao thiệp tốt, trăm lợi mà không có một hại. Nhưng, 8 châu Tây Cương hơn có hơn 100 vị thiếu niên đan sư đến, một tin tức đặc thù cũng truyền khắp thành hoàng phủ. Tử Vi Thương Hội tiến cử một thiếu niên luyện đan sư đến Đại hội Đan Tông. Nghe nói là nghĩa tử Nạp Lan gia chủ, gọi Nạp Lan Thanh Diệu. Nạp Lan ra đây là muốn làm gì? Bọn hắn quanh năm tìm kiếm luyện đan sư khắp nơi, mỗi người cũng đều bảo bối nuôi lên, lần này làm sao lại đưa ra tới? Là nghĩa tử của Nạp Lan Sóc. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều hiếu kỳ càng chờ đợi một vị luyện đan sư cuối cùng này đến. Bên trong một tòa tửu lâu xa hoa trong thành, một đám học viên tinh anh Hoàng Thất Võ Viện đang nghênh đón 3 vị quý khách trên đường xa đến. Đệ tử thiên tài Kỳ Thiên Điện, Nạp Lan gia đến cùng là đưa luyện đan sư, hay là đưa nghĩa tử? Một thiếu niên mặt trắng mặc bạch bào đan sư đứng bên cửa sổ, nhìn đường đi náo nhiệt. Trên mặt hắn hiện ra mỉm cười. Đoan trang yêu nhã, tóc dài buộc chặt, rất có vài phần khí chất cao quý. Hắn là luyện đan sư thiên tài của Đan Điện, Kỳ Thiên Điện, Lục Tử Ngâm. Khương gia bị phế, đan quốc bị quản chế, Nạp Lan gia cảm giác được nguy cơ. Hắn chính là đưa luyện đan sư, càng là nghĩa tử. Liền xem đan quốc có dám tiếp hay không. Một nam tử khí thế thô cuồng hai tay vác lên trên ghế mây, khóe miệng hơi nhếch, thái độ phách lối. Tuy nhiên tất cả mọi người trong phòng nhìn về phía hắn ánh mắt đều mang mấy phần kính sợ, thậm chí là sùng bái. Hắn là Sở Uyên, siêu cấp thiên tài võ điện Kỳ Thiên Điện. Thiên Hoa Hội không phải muốn liên minh với bọn họ sao? Nạp Lan gia vì cái gì không đồng ý, hết lần này tới lần khác mạo hiểm hợp tác cùng Đan Quốc, không sợ khiến Hoàng thất kiêng kỵ. Người đang nói chuyện chính là một thiếu nữ quyến rũ động lòng người, dáng người lồi lõm mê người. Thân thể dưới cổ trắng tuyết bị bao bọc kia bộc lộ ra dụ hoặc vô hạn. Bọn người nam học viên nhìn đến miệng đắng lưỡi khô, các nữ đệ tử thì tự than thở không bằng.
nàng là Đinh Linh Lung, đã từng là đệ nhất thiên tài Bắc Cương, sau khi Thành Khôi Binh xảy ra chuyện, Kỳ Thiên Điện tạo áp lực với Cửu Tiêu Cung, cưỡng ép chiêu mộ được Võ Điện. Cùng Sở Uyên nhất cử trở thành siêu cấp thiên tài nổi danh Vu Điện. Linh Lung muội muội vừa tới Kỳ Thiên Điện có một số việc còn không rõ ràng lắm. Vi Thiên Quân, Thiên Hoa Hội là một lão hồ ly, hắn mặc dù có dã tâm vẫn muốn đem thương hội luồn vào Tây Cương, nhưng không có ý của Hoàng Thất, sao dám đụng đến Nạp Lan gia. Sở Uyên cởi mở cười một tiếng, ánh mắt nóng bỏng không có chút nào che giấu mà, nhếch một vòng trên thân thể nóng bỏng của Đinh Linh Lung. Trên đời này mỹ nữ rất nhiều, nhưng xinh đẹp lại vũ mị giống như vậy ít càng thêm ít. Hết lần này tới lần khác lại là Thánh Linh Văn, càng là cực phẩm bên trong cực phẩm. Hắn không che giấu sự tham lam cùng dục vọng xâm chiếm của mình chút nào. Nạp Lan Sóc hẳn cũng thấy được điểm ấy mới từ chối nhã nhặn Thiên Hoa Hội 8 lần, không, hẳn là 9 lần. Lúc ấy ta dự đoán, bọn hắn sẽ trực tiếp tìm Hoàng Thất làm nơi nương tựa. Không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại công nhiên hướng đến Đan Quốc lấy lòng. Lục Tử Ngâm đối với Đinh Linh Lung này không có hứng thú gì, cảm thấy hứng thú chính là Nạp Lan Thanh Diệu sắp đến kia. Nạp Lan gia nếu như ngoan ngoãn cùng Thiên Hoa Hội hợp tác, Hoàng Thất còn sẽ không vội vã động đến bọn hắn. Bọn hắn lại từ bỏ Thiên Hoa Hội, thăm dò Đan Quốc. Hoàng Thất, dung không được bọn hắn. Sở Uyên lạnh lùng cười. Chờ Nạp Lan Thanh Diệu tới, chúng ta có thể ra mặt, để bọn hắn ra cái xấu. Bọn đệ tử tinh anh võ viện trao đổi ánh mắt, đều lộ ra ý cười tà ác. Vô luận là Kỳ Thiên Điện hay là Hoàng Thất võ viện, đều là trung thành với Hoàng Thất. Nhất là những thiếu niên thiếu nữ này, đối với cái gọi là ngũ thánh khai quốc vốn không có bất kỳ hảo cảm gì, ngược lại là xem như kẻ địch tiềm ẩn. Cho nên tại vùng đất Tây Cương này, võ viện bọn hắn không ít lần đối nghịch cùng Nạp Lan gia, cũng tuyệt đối không mua đồ của Tử Vi Thương Hội. Các ngươi cứ ra náo, xảy ra chuyện, Sở Uyên ta gánh lấy. Sở Uyên nhe răng cười. Trong trang viên xa hoa nhất thành Hoàng Phủ có người đang nói về Nạp Lan Thanh Lạc và Nạp Lan Thanh Diệu sắp đến. Nạp Lan Sóc khôn khéo nửa đời, sao bây giờ lại làm ra quyết định sai lầm như vậy? Khương gia phản bội chạy trốn, Nạp Lan gia cùng Đan Quốc chúng ta vốn là bị thọt tới nơi đầu sóng ngọn gió. Hắn không thành thành thật thật biểu thị lòng trung thành của hắn, nhất định phải đưa một tên nghĩa tử tới. Đây không phải đem hai phe chúng ta đều gác ở trên lửa nướng sao? Nữ nhi quốc quân Đan Quốc, Thường Lăng phụng mệnh chủ trì đại hội Đan Tông Tây Cương, ứng phó cục diện phức tạp nơi này, xử lý sự kiện đột phát. Nàng đã đủ bận rộn, không nghĩ tới Nạp Lan gia lại đột nhiên đưa tới cho nàng một vấn đề nan giải như thế. Bọn trưởng lão này lại còn giấu giếm nàng. Nhất định là đã nhận trọng lễ của Nạp Lan gia. Một vị trưởng lão ra mặt nói. Xin ngài bớt giận, cái này cũng chưa chắc là chuyện xấu. Kỳ Thiên Điện chú ý đến chúng ta quá chặt, vừa vặn có thể lợi dụng Nạp Lan gia phân tán lực chú ý của bọn hắn. Một vị trưởng lão khác cũng nói. Đúng vậy à, chúng ta chỉ lợi dụng Nạp Lan gia đến bảo đảm Tây Cương thuận lợi tiến hành đại tuyển. Còn bên ngoài nhìn như thế nào, chỉ cần không để cho Nạp Lan Thanh Diệu thông qua tranh tài để tiến vào Đan Quốc là được rồi. Thế nhưng, một trưởng lão do dự nói. Nếu Nạp Lan Thanh Diệu tới tham gia liền cần đi tham gia một cách chính quy, chẳng may hắn thật trổ hết tài năng thì sao? Ha ha! Các trưởng lão đều lộ ra nụ cười thản nhiên. Ngô trưởng lão, người thật ngây thơ. Cái gì nghĩa tử, tên Nạp Lan Thanh Diệu này bất quá chỉ là kẻ chết thay Nạp Lan Sóc dùng để tìm tòi trước khi hành động. Nếu như chúng ta tiếp nhận Nạp Lan Thanh Diệu đến Đan Quốc liền mang ý nghĩa chúng ta cố ý cùng hắn hợp tác. Nếu như chúng ta cự tuyệt, Nạp Lan Sóc liền chết đi ý niệm này, tìm kiếm đường tắt cầu sinh khác. Hừ, lão gia hỏa này, xem đại hội Đan Tông thần thánh như cái gì. Thường Lăng tình nguyện đối diện Kỳ Thiên Điện, cũng không nguyện ý xen vào loại chuyện phức tạp này. Đội xe Nạp Lan gia vừa tiến vào thành Hoàng Phủ liền đưa tới náo động lớn. Tới rồi, đó chính là đội xe của Nạp Lan gia. Nạp Lan Thanh Diệu đâu? Đi ra gặp mặt, Linh Văn gì, mấy phẩm, để cho chúng ta nhìn xem ngươi có tư cách tham gia đại hội Đại Tông hay không. Đi ra đi, gặp mặt trước khi vào thành, đây là quy củ. Mọi người chen chúc ở khu cửa thành, náo loạn hô to. Không được để bất luận kẻ nào tới gần đội xe 10 mét. Đừng có ngừng, tiến về phía trước cho ta. Lữ Lương Nhân cưỡi lân mã, phóng thích ra khí thế cường thịnh, thét lên ra lệnh cho bọn thị vệ.
80 vị thị vệ Nạp Lan gia toàn bộ kích hoạt linh văn, dẫn dắt năng lượng thiên địa, uy hiếp đám người. Bọn hắn gian nan xuyên qua khu ngoại thành, tiến vào trong thành. Đám người mặc dù chen chúc nhưng không có ai dám khiêu khích bọn thị vệ cường đại này. Nhưng vừa rồi tiến vào cửa thành, một đám các thiếu niên mặc áo bào hoàng thất võ viện lại ngăn ở phía trước, ngăn trở đường đi. Vị nào là Nạp Lan Thanh Diệu? Thiếu niên cầm đầu lên tiếng hô to, thanh âm vang động phố dài. Đám người náo nhiệt đều yên lặng xuống. Tránh ra! Lữ Lương Nhân nhấc trường thương lên, chỉ thiếu niên phía xa. Vị nào là Nạp Lan Thanh Diệu? Chúng ta đại biểu hoàng thất võ viện, mở tiệc chiêu đãi Nạp Lan Thanh Diệu. Còn xin nể mặt. Thiếu niên không sợ trường thương, tiếp tục hô to. Nhưng nói là mở tiệc chiêu đãi mà dáng vẻ lại rào rạt khí thế, rõ ràng chính là đến gây chuyện. Hảo tâm chúng ta nhận, nhưng chúng ta không cần mở tiệc chiêu đãi. Linh văn của Lữ Lương Nhân là thương văn trong binh linh văn, trường thương trong tay cũng là bảo khí cường đại. Giờ phút này linh văn thức tỉnh, trường thương khôi phục, nhân binh hợp nhất. Khí tức đến thấu xương tràn ngập cả phố dài đưa tới bối rối. Một linh hồn cảnh như ngươi muốn giết ta, học viên linh nguyên cảnh sơ kỳ này ha ha, ngươi dám không? Trịnh trọng nhắc nhở một câu, nơi này là thành hoàng phủ, không phải thành bát bảo. Cho nên, ta nói mời, ngươi nói tạ ơn, chúng ta, có cần lại nói thêm không? Thiếu niên nhếch miệng, thái độ vô cùng phách lối. Lữ Lương Nhân nắm chặt trường thương, đáy mắt hiện lên tia sắt lạnh. Chúng ta, đại biểu hoàng thất võ viện, mở tiệc chiêu đãi Nạp Lan Thanh Diệu. Xin mời, Nạp Lan Thanh Diệu nể mặt. Thiếu niên lần nữa hô to, căn bản không sợ những thị vệ này. Đó là ai? Khương Phàm xuyên qua màn xe, nhìn thiếu niên ương ngạnh trương dương bên ngoài. Đệ tử hoàng thất võ viện, hình như tên là, Mao Tiến, Đao Văn, Lục Phẩm. Nạp Lan Thanh Lạc xốc lên vải mành. Từ trên xe bước xuống tới. Dung nhan xinh đẹp, dáng người cao gầy thướt tha, da thịt như tuyết, môi đỏ giống như hoa, áo bào lộng lẫy vừa vặn, quý khí bức người, lập tức rước lấy vô số ánh mắt kinh diễm ở hai bên phố dài. Nàng chính là Nạp Lan Thanh Lạc. Quả nhiên dáng dấp khuynh quốc khuynh thành. Muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn ra thế có ra thế, nghe nói còn là lục phẩm linh văn, thiên chi kiêu nữ. Đám người nghị luận, nam thưởng thức, nữ hâm mộ. Trước đại hội đan tông, chúng ta không tiếp nhận lời mời. Tạ ơn ý tốt, xin tránh đường. Nạp Lan Thanh Lạc cười nhạt một tiếng, đưa tay ra hiệu. Ngươi chính là Nạp Lan Thanh Lạc, dáng dấp xác thực xinh đẹp. Tuy nhiên, ngươi cũng nghe không hiểu ý của ta. Ta nói mời, ngươi nói tạ ơn. Một lần cuối cùng, bắt đầu. Mao Tiến dùng sức bẻ bẻ cổ, phách lối hô to. Xin mời Nạp Lan Thanh Diệu, dự tiệc. Các ngươi chớ quá mức. Quá phận, ha ha, chúng ta mời khách, còn gọi quá phận. Nạp Lan gia các ngươi thật sự là uy phong thật lớn. Quen biết một chút, cũng không sao. Hôm nay Khương Phàm đã ăn thanh thần đan, từ trên xe đi xuống tới. Kẻ đến không thiện, yến không tốt yến. Nạp Lan Thanh Lạc không muốn gây chuyện, nhưng những tên võ viện này rõ ràng chính là đến gây chuyện. Chúng ta tới đại hội đan tông là vì cái gì? Hấp dẫn lực chú ý, không sợ phiền phức. Khương Phàm chỉnh lý trường bào, đi đến trước mặt Mao Tiến. Dẫn đường. Ha ha, sảng khoái, mời. Mao Tiến vung tay lên, trong ngõ hẻm phía sau đột nhiên xông ra ba người. Hai người giơ lên bàn gỗ nặng nề, bỏ vào phía trước. Một người khiêng lên một con lợn rừng vừa chết, vung ra trên bàn gỗ. Xung quanh là một mảnh xôn xao, bầy dã thực bên đường. Đây cũng quá nhục nhã người khác. Sắc mặt Nạp Lan Thanh Lạc lập tức âm trầm xuống, quá phận. Bọn thị vệ Nạp Lan gia đều nổi giận, kém chút muốn tiến lên lật ngược bàn gỗ. Lần đầu gặp mặt, không biết ngươi thích gì, đặc biệt giết một con lợn rừng. Mao Tiến giống như không có chú ý tới ánh mắt tức giận đối diện, đại đao kim mã ngồi trước bàn gỗ. Ngươi đến xem, ngươi thích chỗ nào, tùy tiện cắt. Khương Phàm cười nhạt, không hổ là người của Hoàng thất võ viện, chính là biết chơi. Làm sao, không thích thịt heo. Vậy đổi lại cái khác, mang lên. Mao Tiến vung tay lên. Trong ngõ hẻm lại chạy ra một tên nam tử khác, trong tay kéo lấy một con chó chết, ném tới trên bàn, nhìn Khương Phàm nhe răng cười. Cứ từ từ dùng. Các ngươi khinh người quá đáng. Nạp Lan Thanh Lạc nhịn không được. Đám người thấp giọng nghị luận.
Nạp Lan Thanh Diệu dù sao cũng là nghĩa tử Nạp Lan gia chủ, làm như thế. Quá mức. Lợn rừng, chó chết, còn tưởng là mở tiệc trên đường phố, đây là muốn tế hắn sao? Dùng gia súc chết mời luyện đan sư, đây quả thực là đại bất kính. Mao Tiến và Nạp Lan Thanh Diệu này có thù sao? Ta thấy đây chính là cố ý nhục nhã. Xem Nạp Lan Thanh Diệu này đối phó thế nào. Khương Phàm nhìn hai con gia súc đẫm máu trên bàn, lắc đầu. Đây là cho ta ăn. Thế nào, không xứng sao? Ta đây chính là cao quy cách, để ngươi trở thành luyện đan sư. Đúng rồi, ngươi đến cùng có phải luyện đan sư hay không? Hình như không phải. Mao Tiến từ lợn rừng trên thân rút ra một cây thô lông, tại trước mặt lung lay. Ngươi cũng chỉ xứng ăn sợi lông. Ha ha. Các học viên hoàng thất võ viện cất tiếng cười to. Ta thích tên Mao Tiến này. Trên tửu lâu gần đó, Sở Uyên ôm cánh tay, nhìn một màn phía dưới kia. Khí tức tên tiểu tử này hình như có chút cổ quái. Đinh Linh Lung thì nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Thanh Diệu. Chúng ta đi. Nạp Lan Thanh Lạc đi tới nắm lấy cánh tay Khương Phàm, bọn hắn không nhận phần nhục nhã này. Nếu đại biểu hoàng thất võ viện mở tiệc chiêu đãi, sao có thể có không ăn đạo lý? Hai tay Khương Phàm đặt trên thân lợn rừng cùng chó chết,